Chương 1475, nhiệm vụ phân công khó khăn. Việc này cũng thật kỳ lạ, chẳng lẽ có đồng chí nào khác nhúng tay vào sao? Nghe nói quan hệ giữa Diệp Phàm và Tề Chấn Đào khá tốt. Phải rồi, hôm đó Diệp Phàm đến Thủy Châu nhậm chức cũng có Lô Minh Châu và Tề Chấn Đào đi cùng. Tôi nói Lô Vĩ sao lại dốc sức như thế, hóa ra là như vậy. Đinh Nhất Minh nói, lông mày không khỏi nhíu lại. Tôi tìm Lý Sương Hải, xem anh ta nói thế nào. Nạp Lan Nhược Phong sắc mặt u ám, hừ một tiếng nói. Lại bấm số gọi cho Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Lý Sương Hải. Xin chào anh, Bí thư Sương Hải, chúc mừng anh nhé. Nạp Lan Nhược Phong thản nhiên cười nói. Là Nạp Lan à, ha ha, xin chào xin chào. Cùng vui, Lý Sương Hải cười nói. Lý Sương Hải nói cùng vui cũng có lý, Nạp Lan Nhược Phong chẳng qua chỉ ngồi vào cái ngai vàng phó bí thư tỉnh ủy nhanh hơn Lý Sương Hải có mấy tháng. Mà Lý Sương Hải lại mấy hôm trước mới được chuyển chính thức. Ôi, hội trưởng Đinh của hội thương nghiệp có đứa. Nạp Lan Nhược Phong lại đem chuyện kể một lượt. Lý Sương Hải đáp lại một tiếng, hoàn toàn không thể hiện thái độ gì. Nạp Lan Nhược Phong trong lòng sững lại một chút, cảm thấy tối nay thật sự không bình thường. Hình như gã ngồi ở cái ghế thứ tư trong đảng ở tỉnh ủy, là phó bí thư phân công quản lý công việc ở các lĩnh vực như kinh tế, dường như đang mặc kệ vậy. Ban nãy đã bị cái tên trưởng ban tổ chức cán bộ Tô Minh Châu này không nể mặt rồi, lẽ nào cái vị vừa mới nhậm chức bí thư ủy ban chính trị pháp luật tỉnh cũng sẽ như thế sao? Nạp Lan Nhược Phong tuyệt đối không tin sẽ thật sự xảy ra chuyện này. Vì thế, lại bồi thêm một câu nữa. Anh xem, không phải chỉ là đâm vào đuôi xe. Một việc nhỏ như vậy thôi sao? Cục thành phố Thủy Châu sao lại xác định là án hình sự chứ? Cái gì mà kêu là án hình sự, chắc chắn Bí thư Lý là người hiểu rõ nhất về ranh giới của cái định nghĩa này. Hội trưởng Đinh nói rồi, phải bồi thường bao nhiêu tiền ông ta cũng sẽ bồi thường đủ, cho dù là mua đền một chiếc Audi mới ông ta cũng đồng ý. Người ta đã có thành ý như vậy rồi. Hội trưởng Đinh là hội trưởng hội thương nghiệp Thủy Châu, sức ảnh hưởng ở tỉnh và khắp cả khu vực cũng không nhỏ. Chúng ta không thể vì một chuyện nhỏ thế này bắt giữ người ta không thả mà. Đây cũng không phải là việc cơ quan chấp pháp nên làm. Chuyện này, Bí thư Nhược Phong, tôi cần tìm hiểu xem thế nào đã. Lý Sương Hải ở bên kia đầu dây vẻ mặt ngưng trọng. Cũng thật xui xẻo quá, sao lại gặp phải chuyện này chứ? Phải biết rằng, quan hệ giữa Diệp Phàm và Tề Chấn Đào rất tốt, Lý Sương Hải hiểu. Hơn nữa, Diệp Phàm là anh em kết nghĩa với Thứ trưởng Thiết Chiêm Hùng. Cái này Lý Sương Hải cũng rõ. Chỉ hai người này thôi cũng đủ khiến Lý Sương Hải đau đầu. Hơn nữa, lần này Lý Sương Hải có thể chuyển sang chính thức, cũng nhờ Thiết Chiêm Hùng nói giúp gã ở Ủy ban Chính trị Pháp luật Quốc gia. Bởi vì, Thiết Chiêm Hùng cũng là ủy viên có vị trí tương đương với người đứng đầu Ủy ban Chính trị Pháp luật Quốc gia. Càng khiến Lý Sương Hải đau đầu hơn là, lần trước cũng là sau khi Diệp Phàm bị bắt ở hội sở Hoàng Thị. Không ngờ thư ký thủ tướng đích thân gọi điện thoại tới yêu cầu gã đảm bảo an toàn thân thể cho Diệp Phàm. Đây quả thật không phải chuyện vừa đâu. Cho nên, những người đứng sau Diệp Phàm khiến Lý Sương Hải phải nảy sinh sự kiêng dè sâu sắc. Vậy được, tôi chờ điện thoại của anh. Nạp Lan Nhược Phong nắm chặt không buông, rõ ràng đang ép Lý Sương Hải. Có bí thư Lý ra mặt, chắc hẳn Lô Vĩ cũng phải cân nhắc lại, ha ha. Thấy Nạp Lan Nhược Phong buông điện thoại. Đinh Nhất Minh thản nhiên cười nói. Cầm lấy chén trà Long Tỉnh Tây Hồ vẫn chưa kịp uống hớp nào, nhấp một ngụm, khen. Trà ngon. Chưa chắc đâu lão Đinh, việc này Lý Sương Hải chỉ nói phải tìm hiểu một chút. Nếu thực là lời nể mặt thì hẳn không phải là cách nói này. Lông mày Nạp Lan Nhược Phong hoàn toàn không giãn ra chút nào. Không phải Lý Sương Hải cũng sẽ. Đinh Nhất Minh trong lòng cả kinh, đôi mày vừa giãn ra chút ít đã lại nhíu chặt. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi, chúng ta uống trà đợi tiếp đi, xem chừng đợi thêm một lát sẽ có tin đấy. Nạp Lan Nhược Phong thờ ơ nói, cũng có chút mong đợi, nếu Lý Sương Hải lại không nể mặt, vậy Nạp Lan Nhược Phong đêm nay thật phải tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống thôi. Lý Sương Hải không có cách nào, đành gọi điện thoại cho Lô Vĩ, sau khi tìm hiểu rõ ràng sự thật thiếu chút nữa đập bàn. Mắng một câu, một lũ con ông cháu cha, các người càn quấy trên đầu ai cũng không sao. Sao lại đi trêu vào hắn chứ? Một lúc lâu sau, Lý Sương Hải hỏi. Bí thư Diệp nói thế nào về việc này? Nên làm thế nào thì làm như thế?
không thể để người ta mắng Thủy Châu chúng ta không có vương pháp. Lô Vĩ đáp, Lý Sương Hải không nói thêm lời nào, sau khi cúp điện thoại, thì cũng hiểu rằng việc này không có cách nào xin hộ được. Có điều, Nạp Lan Nhược Phong ở bên kia lại đang đợi gã trả lời, Lý Sương Hải nghĩ ngợi chốc lát, rồi cầm điện thoại lên gọi. Việc này tôi đã tìm hiểu rồi, lúc đó Đinh Hạo bọn họ quả thật là cố ý đâm vào chiếc Audi đồng chí Diệp Phàm đang lái. Hơn nữa, tốc độ lại khá nhanh, theo tìm hiểu đã đạt vận tốc 120 km/h. May mà xe đồng chí Diệp Phàm có thêm tấm bảo vệ phía sau, bằng không, hôm nay e rằng đã xảy ra đại họa rồi. Thêm nữa, đồng chí Diệp Phàm sau khi xuống xe lại cùng bọn họ tranh luận. Cái cậu Phù Chính Mậu kia cùng bốn người nhóm Đinh Hạo cầm hung khí muốn giết người. May là đồng chí Diệp Phàm tránh kịp, nếu không, có khả năng xảy ra hung án rồi. Lý Sương Hải không muốn xin giúp, đương nhiên trước tiên phải đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía bọn người Đinh Hạo. Đến lúc đó thật sự các người phạm tội, Lý Sương Hải tôi muốn xin giúp cũng không có cách nào, chứ không phải là không muốn xin. Bí thư Lý, việc này còn có chút kỳ lạ. Đồng chí Diệp Phàm là một cán bộ văn phòng, sao có thể cùng bốn người đánh nhau, hơn nữa, nghe nói đồng chí Diệp Phàm một chút thương tích cũng không có. Ngược lại bốn người kia lại bị thương không nhẹ, tôi nghi ngờ việc này có phải hay không có sự không nhất quán. Lúc đó cũng có thể là bọn người Đinh Hạo căn bản không ra tay. Vì vậy, việc này tôi muốn xin cán bộ sở tỉnh đích thân ra mặt, đã xác định là án hình sự rồi, vậy thì để đồng chí Tiếu Nhuệ Phong cùng đội chịu trách nhiệm điều tra cùng nhau tra xét. Nạp Lan Nhược Phong vừa nghe liền hiểu là Lý Sương Hải hoàn toàn không nể mặt rồi. Cho nên, dứt khoát muốn ép Lý Sương Hải, yêu cầu cán bộ sở tỉnh nhúng tay vào. Ha ha ha, việc này sự thật rõ ràng, khi đó có mặt ở hiện trường không chỉ có mình Diệp Phàm. Bảo vệ hội sở Hoàng Thị. Còn cả những nhân chứng đứng xem xung quanh cũng có đến hơn 40, 50 người rồi. Những lời đám người Đinh Hạo nói người ta từng câu từng chữ đều kể lại được. Đối với việc này, bọn người Đinh Hạo lại rất thẳng thắn, tất cả đều thừa nhận rồi. Nghe nói bọn chúng còn ở trên cục thành phố giở trò, ngông cuồng uy hiếp gì đó nhân viên điều tra kêu họ lập tức thả chúng ra, nếu không sẽ bị như thế nào, như thế nào. Nói thật, chính tôi cũng nuốt không trôi. Quả thật đã ngông cuồng đến mức độ này rồi. Thủy Châu này vẫn còn có vương pháp mà. Một chút uy lực cũng không có thì còn dùng bọn họ làm gì nữa. Thêm đó, các anh có thể không biết, đồng chí Diệp Phàm hồi nhỏ đã từng cùng người ta luyện võ. Lúc ấy khi ở trên đập nước Thiên Thủy còn tự tay bắt tội phạm truy nã, còn được khen thưởng của bộ nữa. Khi ấy có hai tên trong số bọn hung phạm bị đồng chí Diệp Phàm đánh chết tại chỗ, tên cầm đầu cũng bị bắt. Quyền cước của anh ấy. Nói thật, cho dù là tôi lúc ấy cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Lý Sương Hải không cứng cũng chẳng mềm, uyển chuyển giải thích một hồi. Nạp Lan Nhược Phong tức giận buông điện thoại, nhìn Đinh Nhất Minh, nói. Lão Đinh, trước tiên phải quản lý người của mình tốt một chút. Ông xem, cháu của ông đã làm ra được cái việc tốt gì đây. Về sau, tôi hy vọng nếu không có lý do gì chính đáng thì đừng có để tôi lại mất mặt với người ta như vậy nữa. Lời này Nạp Lan Nhược Phong khá không khách khí, Đinh Nhất Minh mặt đỏ phừng phừng. Sau khi ra khỏi Nạp Lan ra, ông ta đá vào bánh xe ô tô một cái, thiếu chút nữa nổi điên. Đương nhiên, Đinh Nhất Minh cũng biết, Diệp Phàm cũng tuyệt đối không được kết quả tốt đẹp gì. Ít nhất, lần này hắn đã khiến cho Nạp Lan Nhược Phong mất hết mặt mũi, Nạp Lan Nhược Phong lại là người khá có thế lực. Trước kia khi còn ở thành phố Thương Hải giống như một vị hoàng đế địa phương vậy. Khiến hắn méo miệng là Nạp Lan Nhược Phong lại không tính toán, đây quả thật giống như bóc trứng quỷ vậy. Sáng thứ hai, hội nghị phụ trách những khúc xương cứng trong dự án xây dựng mở rộng sông Hồng Liên được tổ chức. Hội nghị lần này chủ yếu là tiến hành phụ trách bao thầu đối với một số công trình khó tiến hành cần được di rời mở rộng bên bờ sông Hồng Liên. Ví dụ các đơn vị như nhà khách quân khu tỉnh, trường học thuyền chính đều phải phá bỏ các công trình trên phần đất nắm giữ ở sông Hồng Liên để trả lại cho chính quyền khu Hồng Liên. Mức độ khó của các công trình này đều khá lớn, vì người ta sớm đã xây dựng xong các tòa nhà, khu nhà, giờ anh lại muốn người ta phá đi. Có thể nghĩ rằng người ta sẽ bằng lòng sao? Hơn nữa, các đơn vị này đều có thế lực khá mạnh. Nếu chỉ dựa vào phòng xây dựng quản lý giải phóng mặt bằng đi giải quyết, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào nữa. Cho nên, Diệp Phàm trong hội nghị thường vụ tỏ thái độ dứt khoát phải tiến hành bao thầu. Mỗi vị ủy viên thường vụ quận ủy đều phải phụ trách một hoặc một vài hạng mục,
không phải ủy viên thường vụ phó chủ tịch quận cũng phải bao thầu sao? Trước tiên là phát xuống dưới toàn bộ tài liệu về cái được gọi là khúc xương khó gặm do Vệ Sơ Tịnh đánh máy và in ra. Sau đó, trên màn hình máy chiếu trong phòng họp lại hiển thị về mấy khúc xương cứng này, hơn nữa còn phân cấp độ rõ ràng. Mức độ này sao lại phân như vậy, chủ yếu căn cứ vào năng lực của đơn vị có công trình cần tháo dỡ bên sông. Phân thành 3 cấp bậc ABC, giống như nhà khách quân khu tỉnh, trường học thuyền chính, 5 tòa nhà cao tầng đang thiết dựa vào mức độ khó đều được phân vào cấp độ A. Còn việc phá dỡ những công trình trái phép của một số đơn vị năng lực kém hơn, lực đàn hồi khá yếu được phân vào loại B. Ví dụ như Cục Giáo dục, Cục Khí tượng, những đơn vị này tuy cũng có thể coi là đơn vị, song nói chung, đối với quyết định của chính quyền khu Hồng Liên bọn họ nhiều nhất cũng chỉ dám phun chút nước miếng. Sẽ không giống như nhà khách quân khu tỉnh, đơn vị quân đội người ta vừa đứng lên, máy xúc của anh tuy nói là sắt thép, nhưng cũng không thể nhanh hơn đạn được. Còn việc phá dỡ nhà dân thông thường phân vào cấp còn lại. Dân chúng tuy nói là sẽ làm ầm ĩ, nhưng có ầm ĩ hơn nữa cũng có thể ầm ĩ hơn chính quyền sao. Huống hồ, anh chiếm đất bờ sông trái phép, thì sẽ thuộc loại hành vi xây dựng trái phép. Hiện nay chính quyền thật sự muốn anh phá, anh lại không phá thì chính quyền chúng tôi phải giúp anh phá rồi. Đến cả phí phá nhà anh cũng không mất mà. Các đồng chí, nhiệm vụ rất nặng nề, tình hình tương đối nghiêm trọng. Vừa rồi nghe đồng chí Sơ Tịnh giới thiệu xong, tôi cũng cẩn thận đọc lại tài liệu có liên quan. Những công trình hoặc đơn vị xây dựng trái phép hai bên bờ sông Hồng Liên tương đối nhiều. Con số quả thật nhìn thấy mà giật mình. Trước đây không điều tra rõ ràng. Lần này vừa điều tra, tình hình sông Hồng Liên đã loạn đến mức độ nào rồi, nói một câu khó nghe, Diệp Phàm tôi thấy đau lòng vô cùng. Sông Hồng Liên, đang nhỏ máu đấy. Mà những công trình trái phép cũng có hai hình thức, một bộ phận công trình sử dụng những cột trụ lơ lửng để lấn chiếm lòng sông, một bộ phận khác cấu trúc khung chỉ cần dùng máy xúc đào sâu cũng có thể đập đổ, vẫn có thể phá dỡ dễ dàng. Còn có một số ít công trình lại dùng đá và xi măng đổ bê tông. Đem toàn bộ đường sông lấp đầy, ép chặt lại thành đất của mình, loại này muốn phá dỡ tương đối phiền phức. Ở đây là thành phố, là đường xá, dùng thuốc nổ gì đó cũng không tiện. Diệp Phàm nói đến đây thì dừng lại một chút, ánh mắt quét qua toàn bộ các đồng chí. Chương 1476, ai không nghe bắt lại hết. Đây chỉ là chỗ khó gặm ở phần cứng thôi, còn chỗ khó gặm ở phần mềm mới là vấn đề lớn nhất. Tôi cũng nói thẳng. Năng lực của một số đơn vị nào đó khá lớn, một số là quân đội, một số là tỉnh ủy hoặc ủy ban nhân dân tỉnh, cũng có cả thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Những đơn vị này theo cấp bậc mà nói, dường như đều là đơn vị cấp trên của chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại không phá dỡ nữa, không thể được, nhất định phải phá, hơn nữa, phải phá đến cùng, phá sạch sẽ. Chỉ cần là phần trái phép ở hai bờ sông, thì đều phải phá bỏ hoàn toàn. Bất luận có liên quan đến người nào, đơn vị nào, đều đối xử như nhau. Các đồng chí, các anh nghĩ xem, sau này khu Hồng Liên sau khi quy hoạch lại sẽ là một con sông huyết mạch. Một công trình trái phép không được tháo dỡ, sẽ ngăn trở toàn bộ sông Hồng Liên trở thành một con sông thông suốt. Sau đây bắt đầu phân công bao thầu. Thế này đi, ban nãy đồng chí Sơ Tịnh đã nói qua, lãnh đạo mỗi khu chọn 3 phần, lần lượt mỗi cấp chọn 1 phần. Đầu tiên để những phó chủ tịch không phải là ủy viên thường vụ chọn trước, những người đó chọn xong sẽ đến các vị ủy viên dựa vào thứ tự phát ngôn trong đảng để chọn. Chức vị càng cao, độ khó càng lớn, tôi xếp cuối, chọn cái cuối cùng. Diệp Phàm nghiêm túc nói, cứ như vậy, các đồng chí cấp bậc càng cao càng phải xếp phía sau chọn hạng mục phụ trách. Cái này rõ ràng đã được sắp đặt, các đơn vị dễ làm chắc chắn bị các đồng chí phía trước chọn hết rồi. Càng về sau càng khó. Có điều, đồng chí Diệp Phàm cũng như thế, vậy khẳng định là xếp sau cùng rồi. Nói cách khác, cái mọi người chọn xong còn thừa lại chính là của đồng chí Diệp Phàm. Đương nhiên, cứ như thế này, ít nhất cũng ngăn được miệng của mọi người. Cho dù một số đồng chí có ý kiến khá lớn, cho rằng cấp bậc của mình cao thì sao lại phải làm chuyện càng khó. Tuy nhiên, Diệp Phàm người ta đứng đầu, có ý kiến cũng không tiện nói ra. Qua quãng thời gian im lặng ngắn ngủi, các vị phó chủ tịch quận theo thứ tự bắt đầu chọn. Mỗi người chọn một đơn vị, Diệp Phàm phát hiện ra một vài đồng chí nào đó mí mắt giật giật liên hồi. Bởi vì, trong lòng bọn họ đang phát khổ phát sở vô cùng khó chịu. Đến lượt ủy viên thường vụ quận chọn,
từng người một sắc mặt cũng ngưng trọng, so đi so lại. Thường cứ một hạng mục là lại phải so đi so lại rất lâu mới dám quyết định, Diệp Phàm trong lòng thật muốn bật cười. Khúc xương ngày càng ít, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện ra rằng, quả nhiên như hắn đã dự đoán, nhà khách quân khu tỉnh và trường học thuyền chính cùng 5 tòa nhà đăng tiết vẫn chưa có người chọn. Xem ra, trong mắt mấy vị cán bộ này, ba khúc xương này độ khó cao nhất đây. Đến lượt cuối cùng chỉ còn lại chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên và Diệp Phàm. Trương Lăng Nguyên nhìn chằm chằm vào tên mấy đơn vị trên màn hình, sắc mặt khá mất tự nhiên. Lại nhìn sang Diệp Phàm, vẻ mặt đau khổ cười nói. Bí thư Diệp, anh chọn trước đi. Vẫn nên làm theo quy tắc, anh trước đi. Diệp Phàm lắc đầu. Cuối cùng, việc phá bỏ 5 tòa nhà được Trương Lăng Nguyên chọn, vì sao ông ta lại chọn 5 tòa nhà có khắc chữ lưu niệm của lãnh đạo này chứ? Lẽ nào ông ta không cần đội cái mũ này nữa, có tòa nhà còn có cả chữ lưu niệm của Phó Thủ tướng Yến nữa? Đó là vì lúc trước Diệp Phàm cùng Mâu Trung Ninh diễn một vở kịch, cho dù về sau phá bỏ tòa nhà này đi rồi có muốn trách tội xuống dưới, thì đó cũng là do Diệp Phàm ở trên TV thật sự ra lệnh phá. Trương Lăng Nguyên tôi chỉ là người chấp hành thôi. So với việc phá bỏ nhà khách quân khu tỉnh và cái trường học thuyền chính kia, cái này độ khó vẫn thấp hơn một chút. Ha ha ha, nhà khách quân khu tỉnh và trường học thuyền chính kia tôi sẽ giải quyết. Diệp Phàm thản nhiên cười tiếp nhận. Nụ cười của Diệp Phàm lại khiến rất nhiều cán bộ trong lòng thầm khâm phục sự lạc quan của hắn, ở trước một khúc xương khó gặm như thế này mà vẫn còn cười được. Chỉ có điều bọn họ không biết là, hai khúc xương này đối với bọn họ mà nói là khó nhất, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói lại là một việc dễ dàng nhất. Bởi vì, Diệp lão đại không sợ nhất chính là quân đội. Vừa kết thúc hội nghị, Diệp Phàm nhận được điện thoại của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Phí Ngọc. Nói là quân khu tỉnh có người đến cục thành phố, Lô Vĩ cùng người ta đập bàn, nghe nói lời lẽ còn vô cùng quyết liệt. Không chừng đã đánh nhau rồi, cô ta cũng là đi ngang qua mới nghe thấy. Đương nhiên, vẻ mặt thằng nhãi này khá u ám, lửa giận cũng đang cháy phừng phừng. Mới nhớ ra trong 4 gã thanh niên tối hôm qua có một gã đầu húi cua tên là Ngô Diễn, hình như là con trai đại tá phó tư lệnh quân khu tỉnh Ngô Huy Cần. Khó trách tên này càn quấy như vậy, bọn chúng ỷ vào quyền uy của cha, thường xuyên có người ra mặt lau mông cho chúng. Hơn nữa, người của quân đội trước giờ vẫn như thổ phỉ. Cứ có tranh chấp ở địa phương thì bọn họ lại chiếm được ưu thế. Có lúc, nắm đấm còn đưa ra đánh lý lẽ thiên hạ. Diệp Phàm lái xe thẳng đến cục công an thành phố. Có điều, Diệp Phàm đã sớm nắm rõ tình hình, Ngô Diễn cũng là người của quân đội, cho nên, cha gã lôi cả cơ quan quân vụ ra để đòi người cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã sớm phát hiện ra một điểm đáng ngờ quan trọng, trong lòng đã nắm chắc tình hình. Xe vừa đến cổng cục công an thành phố, Diệp Phàm đưa mắt quét qua 4 phía, khá lắm, khí thế thật mạnh mẽ. Nhưng cổng cục công an thành phố lại bị mấy chiếc xe màu xanh lá mạ chặn kín. Trong đó có 4-5 tên lính tay cầm súng trường vẻ mặt hung hãn, chặn ngay tại cửa không cho ai vào, có vẻ rất hống hách, nhìn tư thế như thể muốn đánh chiếm cục công an thành phố lắm rồi. Diệp Phàm xuống xe, sửa sang quần áo, bình tĩnh tiến về phía cổng. Tên kia, hay, hay, đứng lại, không cho vào, giờ nơi này thực hiện chế độ quân quản rồi. Một gã thượng úy liếc nhìn Diệp Phàm, phát hiện ra chỉ là một tên trẻ tuổi, xem chừng chức vị cũng không đến đâu. Vì thế lập tức hung hăng xông lên quát Diệp Phàm, tên lính cầm súng bên cạnh còn lơ đãng quơ quơ khẩu súng trước mặt, khinh thường nhìn Diệp Phàm một cái, tựa như có ý khoe khoang. Đồng chí thượng úy, tôi là Diệp Phàm bí thư thành ủy Thủy Châu, có việc quan trọng muốn vào cục công an, xin hãy nhường bước. Diệp Phàm vẫn tương đối khách khí với gã đồng chí thượng úy. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, hắn đường đường là một thiếu tướng lại phải khách khí với một tên thượng úy, dường như còn muốn hỏi ý kiến gã nữa. Trưởng phòng của chúng tôi nói rồi, ai cũng không được vào. Tên thượng úy liếc nhìn Diệp Phàm một cái, hừ một tiếng. Láo xược, gọi trưởng ban của các người ra đây. Tôi là phó bí thư thành ủy Diệp Phàm, nếu không tránh ra ta sẽ đi tìm tư lệnh tướng quân Hồ quân khu các người nói lý lẽ. Chẳng ra cái thể thống gì cả. Đây là nơi nào chứ? Đây là cục thành phố Thủy Châu. Các người ngang nhiên đứng chặn ở cổng cục công an, lẽ nào muốn cướp luôn cục công an sao? Nếu xảy ra vụ trọng án, đội cảnh sát vì các người mà không thể kịp thời ra tay, trách nhiệm này các người có gánh được không? Diệp Phàm nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Mày, phó bí thư thành ủy Thủy Châu,
thằng nhãi như mày cũng đòi làm phó, vậy ông mày đây còn là chủ tịch tỉnh đấy, cút mau, người bây giờ hả, người gì cũng có. Thằng nhãi, là gan cũng lớn quá rồi đấy, lại dám mạo danh phó bí thư thành ủy, còn không đi mau, tao bắt vào cục bây giờ. Tên thượng úy ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, quả thật, vẻ ngoài trẻ trung của Diệp Phàm che mất hai mắt của bọn chúng rồi, trên đời này, có cán bộ cấp sở nào tuổi ngoài 20 đâu, chỉ ăn nói lung tung mà thôi. Cầm mà xem đi, đồng chí thượng úy của tôi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ném qua một tấm thẻ công tác. Gã thượng úy có chút nghi ngờ, có điều thấy Diệp Phàm ngang ngược như vậy. Gã đồng chí thượng úy cũng vẫn không dám tùy tiện ném tấm thẻ công tác đó đi, mà lật lại xem. Vừa nhìn vào, tức thì, hai mắt mở lớn. Cán bộ cấp sở vẫn khá là dọa người, tên thượng úy đem tấm thẻ trả lại cho Diệp Phàm, có chút không tình nguyện chào theo nghi thức quân đội, nói. Rất xin lỗi, tôi phải xin chỉ thị của trưởng ban mã mới được. Cái này, cấp trên có dặn, tôi không thể tự ý để người khác vào, xin thủ trưởng chờ một chút. Nãy giờ cái tên này vẫn khá khách khí, tên thượng úy cũng hiểu, người ta là cán bộ cấp sở, so với trưởng ban mã còn lớn hơn nhiều, cho dù tư lệnh hồ của quân khu gặp e rằng cũng không dám làm thất lễ. Không lâu sau, tên thượng úy báo là đã có thể vào. Diệp Phàm mới đến dưới lầu. Đột nhiên nghe thấy chỗ tầng 5 phía trên vọng xuống tiếng lạch cạch khá hỗn loạn, còn kèm theo tiếng giống giận dữ khàn khàn của Lô Vĩ cùng một tiếng quát tháo khác có chút hỗn độn. Không hay rồi, đánh nhau rồi. Diệp Phàm trong đầu ngẫm nghĩ, có điều, tên nhãi này nhìn lên trên một lát, lại dừng bước, hơn nữa, còn khá kỳ lạ mà vào nhà vệ sinh bên cạnh đi tiểu, hút hết nửa điếu thuốc rồi mới đủng đỉnh đi lên. Đi đến tầng trên mới phát hiện ra trên hành lang đứng kín người. Có cảnh sát, có quân nhân. Tất cả đứng lẫn vào nhau. Còn ở cửa văn phòng Lô Vĩ chen chúc người, những người đang đứng ở cửa còn túm tụm thành đám, dù sao đi nữa tình hình khá là loạn. Tránh ra. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Nhóm cảnh sát vừa thấy liền tránh đường, hành lễ theo nghi thức cảnh sát, miệng kêu bí thư Diệp. Bởi vì Diệp Phàm từng xuất hiện vài phút trên chương trình về thể chế pháp luật trên TV, các đồng chí ở cục thành phố Thủy Châu đối với lãnh đạo vẫn nhớ rất rõ. Còn bọn sĩ quan binh lính chỉ liếc nhìn Diệp Phàm một cái, căn bản không ai có phản ứng gì, vẫn chen chúc ở cửa. Vì bọn họ, căn bản không biết Diệp lão đại là thần thánh phương nào. Hơn nữa, cán bộ chính quyền cũng không quản được bọn họ mới không sợ. Đội trưởng Hướng, hiện giờ tôi hạ lệnh, nếu ai còn dám chặn ở cửa gây rối cục công an làm việc, bất kể là người nào, lập tức bắt giữ lại cho tôi. Diệp Phàm vừa hay nhìn thấy đồng chí Hướng Minh Huy. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đang liều mạng chen về phía mình, lập tức hét lên một tiếng. Vâng, bí thư Diệp. Hướng Minh Huy liền ra sức, vội vàng chen ra, hành lễ chào rồi quát to về phía đám cảnh sát. Bí thư Diệp có lệnh, ai tiếp tục chặn cửa phòng anh Lô, lập tức bắt cho ông. Đồng chí Hướng Minh Huy như thể tìm được chỗ dựa vững chắc, vì quan hệ giữa Hướng Minh Huy và Lô Vĩ rất tốt. Lần trước từ miệng của Lô Vĩ cũng biết được vị Diệp lão đại này còn kiêm chức phó chủ nhiệm, phó giám sát phòng điều tra bộ cảnh vụ. Cho nên, lẽ dĩ nhiên là lá gan cũng to lên theo. Ngay khi câu nói của đội trưởng Hướng Minh Huy thốt ra, 7-8 tên cảnh sát chen lên trên. Còn bọn sĩ quan binh lính kia cũng quay người lại, nhìn chằm chằm vào nhóm cảnh sát đối diện. Còn không tránh ra, các đồng chí quân nhân, các anh muốn biết luật mà còn phạm luật đúng không? Diệp Phàm lại hừ lạnh nói. Có điều, rõ ràng là không có hiệu quả, chẳng ai nghe theo vị Diệp lão đại, phó bí thư thành ủy Thủy Châu có thể hô phong hoán vũ này. Diệp Phàm lúc đó đã khá tức giận, quát lớn. Ai không nghe bắt lại hết. Chương 1477, chút giận đi. Bắt lấy. Hướng Minh Huy vẻ mặt nghiêm túc quát, bản thân cũng lấy còng tay ra rồi lao về một tên thiếu tá đang đứng phía trước. Kẻ nào dám. Tên thiếu tá giống lên một tiếng vung nắm đấm lên tiếp. Hừ, tóm chính ngươi đấy. Diệp Phàm nổi giận rồi, đá ra một cước, bịch một tiếng, tên thiếu tá oai hùng hết đạn, lập tức biến thành cái hổ lô lăn ra đất. Hơn nữa, Diệp Phàm một cước đá ngã ba tên lính nằm đơ ra đất. Ở bên này, Hướng Minh Huy và nhóm cảnh sát cũng sớm cùng bọn lính xúm lại thành một nhóm. Hai bên đều không dám đụng đến súng, chỉ có thể lôi lôi kéo kéo. Những tên lính này thân thủ khá lợi hại, tuy nhiên, thủ hạ của Hướng Minh Huy đều là cảnh sát hình sự tinh nhuệ của sở tỉnh, cũng không phải là những kẻ ăn hại. Do đó,
lúc này đây lại được thấy những anh tài trong hành lang rộng rãi túm tụm thành một đám. Diệp Phàm bước nhanh một bước, lại xoay một vòng xuống dưới, như bướm vờn hoa vậy, nhưng lại đều là tay đấm chân đá. Không lâu sau, trong hành lang, toàn bộ những tên mặc quân trang màu xanh lá mạ đều bị hạ gục. Hướng Minh Huy cùng thủ hạ cũng không chậm, chỉ vài động tác đã đoạt hết súng ống của bọn chúng. Thằng nhãi này trong lòng hẳn thích thú lắm, trước đây đều là quân nhân đánh cảnh sát, trông thấy quân nhân đều như cháu chắt. Không thể tưởng tượng được hôm nay lại có thể xoay chuyển thế cục. Toàn bộ nhóm quân nhân đều biến thành lũ tép nhũn chân, cơ hội để chút giận thế này đúng là ngàn năm có một mà. Đương nhiên, vị trí Diệp Phàm ra tay đều được tính toán chuẩn xác, thường chỉ một quyền một cước là có thể khiến vài tên lính mất khả năng chiến đấu. Vết thương không nghiêm trọng, chỉ là khá đau mà thôi. Bước vào văn phòng, thấy Lô Vĩ đang ngồi trên chiếc ghế tựa đã gãy phần đầu. Thằng nhóc này miệng ngậm điếu thuốc, thản nhiên liếc nhìn bốn tên sĩ quan đang ngồi đối diện trên sofa. Trong đó có một tên mặt to lại còn là thượng tá. Mà sofa cũng bị phá rách, đến cả mút bên trong cũng rơi ra ngoài. Bàn của Lô Vĩ cũng bị nứt ra, thậm chí tách trà, bình uống nước cũng bị đập vỡ. Nước bắn tung tóe đầy sàn, xem ra, trận chiến đấu ban nãy khá là dữ dội đây. Nhìn mấy tên sĩ quan trên sofa rách, vẻ mặt như thể đang rất đau đớn. Một đám đều dùng tay ấn lấy bụng mình, ắt hẳn vị trí này bị đồng chí Lô Vĩ đánh rồi. Trái lại, Lô Vĩ, ngoại trừ tóc tai rối như tổ quả, bộ trang phục cảnh sát kia tay áo bị xé mất một đoạn dài, còn lại có vẻ không có gì khác thường. Bí thư Diệp đến rồi à, mời ngồi. Lô Vĩ vội đứng dậy, kêu Diệp Phàm ngồi xuống chiếc ghế xoay bị lệch phần đầu của mình. Diệp Phàm cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, liếc mắt quét qua một lượt mấy tên sĩ qua, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Ai là trưởng phòng mã? Diệp lão đại này nhất định là biết rồi còn hỏi, bốn sĩ quan, hai người là thiếu tá, một trung tá, còn lại một người là thượng tá. Trưởng phòng mã ban quân vụ chắc chắn là tên thượng tá kia. Anh là bí thư Diệp à? Tên thượng tá không đáp mà hỏi ngược lại. Đồng chí thượng tá, giờ là tôi đang hỏi ông. Diệp lão đại từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chặp vào thượng tá Mã. Tôi là Mã Bằng Lâm. Mã Bằng Lâm dưới cái nhìn của Diệp Phàm, rốt cuộc vẫn phải xuống nước trước, trả lời. Ông là trưởng phòng Mã Ban quân vụ quân khu tỉnh phải không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Là tôi. Thượng tá Mã Bằng Lâm hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Ngô Diễn là quân nhân, chúng tôi có quyền mang anh ta đi. Việc của quân đội đương nhiên nên để ban quân vụ xử lý. Nếu hắn phạm pháp, cũng phải ra tòa án quân sự có phải không? Dựa theo quy định của pháp luật, quân nhân vi phạm hình pháp chỉ có thể do ban bảo vệ có liên quan của quân đội và tòa án quân sự tiến hành xử phạt. Các phòng ban địa phương không có quyền truy cứu trách nhiệm đối với quân nhân, đây là quy định trên văn bản rõ ràng. Chúng tôi đến bàn giao. Cục trưởng Lô lại cố ý không thả người, chuyện này vì sao chứ? Tôi cho rằng, cục trưởng Lô chính là cố ý làm khó dễ chúng tôi. Chuyện này, tôi sẽ báo cáo chi tiết cho tư lệnh Hồ của quân khu tỉnh. Ủy ban thành ủy thành phố Thủy Châu các người thật quá hống hách, đơn giản là ngang ngược vô lễ. Căn bản không làm việc theo trình tự pháp luật, chấp pháp thô bạo. Hơn nữa, ra tay đánh quân nhân, chuyện này, nói không hay một chút, thì chính là bạo loạn. Mã Bằng Lâm rất lợi hại nha, lại còn chụp được cái mũ bạo loạn lên đầu đám người Lô Vĩ. Tôi hoàn toàn không nói là không sẽ chuyển giao Ngô Diễn, chỉ là tình tiết vụ án vẫn chưa sáng tỏ. Đây là vụ án hình sự, hơn nữa, lại liên quan đến việc bọn họ giáp tâm tấn công một cán bộ cấp sở. Các người thứ nhất là căn bản không nghe tôi giải thích, đã lập tức đánh người, hơn nữa còn ngang nhiên dùng xe quân đội và vũ khí chặn cổng lớn của Cục Công an. Đây là việc mà pháp luật giao phó cho quân nhân các người làm sao. Thêm nữa, các người dẫn theo nhiều người như vậy tới đây, ngang nhiên gây rối công tác của Cục Công an thành phố. Lại còn đánh nhau với nhóm cảnh sát đang chấp pháp nữa, đây là hành vi quân nhân gây chuyện rất nghiêm trọng. Chúng tôi là Cục Công an bảo vệ an ninh trật tự của một địa phương, tuyệt đối không thể ngồi xem mà không quan tâm. Vốn việc này có thể bàn bạc, song các người căn bản không nghe giải thích, lại còn phá hỏng bàn làm việc của tôi. Hừ, Lô Vĩ tôi tốt xấu gì cũng là ủy viên ban chính trị pháp luật thành phố Thủy Châu, một cán bộ chính thức cấp phó giám đốc sở. Tôi phải báo cáo tỉ mỉ việc này lên ủy ban tỉnh Nam Phúc. Hơn nữa,
tôi cũng phải báo cho lãnh đạo cấp trên của ông là Tư lệnh Hồ để xin xử phạt về hành vi gây chuyện của các người. Lô Vĩ đối đầu gay gắt, không hề có chút khoan nhượng. Trưởng phòng Mã, tuy nói quân nhân phạm pháp, cục địa phương phải chuyển giao lại cho các người là quy định của pháp luật. Song, pháp luật nói là các người phải phối hợp nhịp nhàng để chuyển giao, chứ không hề giao phó cho các người quyền cướp người. Hơn nữa, tôi ban nãy lại không vào được, các người ngang nhiên dùng súng và xe chặn ở cổng cục công an thành phố. Tên thượng tá giữ cổng còn nói với tôi là đang thực hiện chế độ quân quản đấy. Tôi muốn hỏi trưởng ban Mã một chút, là ai cho các người quyền thực hiện chế độ quân quản ở cục công an thành phố vậy? Cái gì được gọi là chế độ quân quản, đó là việc trong tình huống nào mới được làm chứ? Tôi muốn mời trưởng phòng Mã giải thích cho tôi một chút. Nếu giải thích không rõ ràng, tôi sẽ đệ trình lên để Tư lệnh Hồ giải thích. Các người cũng quá cuồng vọng rồi đấy, bịt kín cục công an không nói, còn dám lấy cớ gây chuyện, đập phá phòng làm việc của người ta. Ai cho các người quyền làm như thế? Coi trời bằng vung rồi có phải không? Diệp Phàm lời lẽ đanh thép, vặn đến mức đám người bên trưởng phòng Mã nhất thời biến thành câm hết. Tên này mới nghĩ đến hậu quả của sự việc, lập tức, mấy tên sĩ quan trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, trưởng phòng Mã nhớ ra quan hệ thân thiết giữa Phó Tư lệnh Ngô Huy Cần với người đứng đầu quân khu là Tư lệnh Hồ. Hơn nữa, việc này là Tư lệnh Ngô đích thân giao phó. Nếu thật sự xảy ra chuyện tự nhiên sẽ có cây đại thụ là Tư lệnh Ngô đứng ra chống đỡ. Thằng nhãi này dũng khí lớn quá đấy. Quét mắt liếc Diệp Phàm một cái rồi hừ giọng. Bí thư Diệp, đương sự trong chuyện này hình như anh cũng có phần đấy. Đúng vậy, người bị hại chính là tôi. Diệp Phàm liếc nhìn người này rồi gật đầu, hiểu rằng người này muốn gây sự nữa đây. Nếu anh là đương sự, khi xử lý chuyện này anh chỉ nên đứng một bên thôi. Đương sự lại lảng tránh cái đạo lý đơn giản thế này, lẽ nào anh Diệp thân là phó bí thư ủy ban thành ủy lại không hiểu sao? Hơn nữa, chuyện này tôi nghi ngờ anh cố ý thiên vị, thêm nữa, còn ra tay đả thương quân lính của tôi. Bí thư Diệp, anh đợi mà ra tòa án quân sự đi. Trưởng phòng Mã càng nói càng hăng, đến cả cái tay đang ôm bụng cũng buông xuống, nước miếng văng tứ tung. Quét mắt nhìn Diệp Phàm cùng Lô Vĩ một cái, hừ một tiếng. Chúng ta đi. Ra tòa án quân sự sao, ha ha, trưởng phòng Mã, tôi đợi ra tòa án quân sự đấy. Nơi đó tôi còn chưa ra đâu, không biết có cảm giác thế nào. Diệp Phàm cười lạnh, tách một tiếng Lô Vĩ vừa châm cho hắn điếu thuốc, thằng nhãi này còn nhả ra một vòng khói. Trên mặt toát lên vẻ nhàn nhã tự đắc, lại khiến cho trưởng phòng Mã và mấy tên sĩ quan kia ngây người ra một lúc. Cảm giác giống như tên này chẳng có chút sợ hãi nào cả. Lẽ nào phía sau hắn cũng có chỗ dựa? Vậy cứ chờ xem. Trưởng phòng Mã cười lạnh một tiếng, đứng dậy liền chạy lấy người. Diệp Phàm đưa mắt ra hiệu cho Lô Vĩ, tay đang kẹp điếu thuốc đột nhiên hung hăng dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Sau đó, lại nhìn đội trưởng đội cảnh sát hình sự hướng Minh Huy một cái, Lô Vĩ vừa nhìn liền hiểu ngay, lập tức hừ một tiếng nói. Còn muốn chạy, các người coi cục công an thành phố chúng ta là cái chợ có phải không? Đội trưởng Hướng, hôm nay tôi ra lệnh cho anh. Ai bước ra khỏi cánh cửa này, đều bắt lại cho tôi. Vâng. Hướng Minh Huy gióng giặc đáp, vài tên cảnh sát tinh nhuệ lập tức chặn ở cửa phòng. Một đám người đều xoa xoa hai tay, mắt nhìn chằm chằm vào mấy người nhóm trưởng phòng Mã. Cái tư thế này rõ ràng là giữ khách mà. Muốn làm gì, muốn tấn công sĩ quan có phải không? Mã Bằng Lâm nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc đến mức có thể nhỏ mực. Tấn công sĩ quan, đây là nơi nào chứ? Các người đập phá rồi đả thương người mà định bỏ đi. Ông nhìn xem, đồng chí Lô Vĩ ngay cả đứng cũng đứng không vững nữa rồi. Bốn vị sĩ quan uy vũ như các ông lại đi hợp lại tấn công một mình người ta. Dùng súng bức giám đốc sở, còn có mặt mũi để nói. Định làm gì đây, Lô Vĩ là kẻ địch sao? Diệp Phàm hừ một tiếng, Lô Vĩ lập tức ngầm hiểu, đầu tức thì choáng váng, chân đứng không vững nữa. Hướng Minh Huy vừa thấy. Liền lập tức ân cần chạy ra, miệng kêu. Sao thế anh Lô, hay là mau chóng đến bệnh viện kiểm tra chút? Nếu không, nhỡ nội tạng bị thương thì khó lành lại lắm, nếu để lại di chứng về sau thì làm sao bắt được tội phạm chứ? Tên chó Nhật, với đồng chí mà lại ra tay ác độc như vậy. Không, không sao, bí thư Diệp vẫn chưa đi, tôi vẫn có thể cố được. Lô Vĩ đau đớn nhíu chặt lông mày, tay lại ôm lấy bụng, tay kia nắm lại trên mặt bàn. Nực cười,
ban nãy đánh người cậu vẫn còn anh hùng lắm mà. Bốn người chúng tôi toàn bị cậu đánh ngã. Một chân đá vào cái bụng này, đến giờ vẫn còn sưng. Dùng ghế cũng đánh không lại cậu, giờ cậu lại giả vờ ốm, thực con mẹ nó có phải là thổ phỉ không chứ? Tên sĩ quan trung tá kia tỏ ra cực kỳ khinh bỉ, hừ một tiếng. Vị này tên là gì vậy? Diệp Phàm nhìn tên trung tá một cái, hỏi. Ta ở ban bảo vệ quân khu tỉnh, Trịnh Mậu Cùng. Tên trung tá đứng thẳng người nói. Lời ông vừa nói, ban nãy ông bảo các ông dùng ghế đập Lô Vĩ có phải không? Tôi tự hỏi ghế trong phòng này sao toàn bộ lại hỏng thế này. Ghế này tuy nói là có đệm mút, nhưng cái khung cũng là inox. Cái đó đập người còn có thể, còn có cái sofa, cái bàn làm việc, cái giá sách này nữa. Tôi hỏi chuyện này là sao, toàn bộ đều vỡ nát hết cả. Hóa ra đều là các ông dùng ghế đập, đội trưởng Hướng, ghi lại hết chưa? Ông nghĩ xem, chân cậu Lô có thể chịu được ghế sắt của các người sao, thật là quá nực cười mà. Diệp Phàm khóe miệng nhếch lên thành nụ cười quỷ dị. Tôi đã ghi âm rồi, biên bản do Tiểu Vương ghi lại. Hơn nữa, ở đây có nhiều nhân chứng như vậy. Hướng Minh Huy cười gian trá, Trịnh Mậu Cùng quát lên. Láo lếu, chúng tôi chỉ dùng ghế đỡ chứ không hề đập người, nếu không đỡ lại còn không bị Lô Vĩ đá chết sao? Chương 1478, Phó Tư lệnh Ngô trợn tròn mắt lên rồi. Ngăn cản, ha ha, các anh thật là biết nói chuyện. Đen thì nói thành trắng, trắng cũng có thể nói thành đen được. Anh em, đánh người thì cũng đánh rồi, các anh đừng nói là dùng ghế để ngăn cản sức chân của bí thư Lô nhé. Thế thì đúng là trò cười, chẳng nhẽ sắt thép lại mềm hơn bàn chân con người sao? Hơn nữa bốn người các anh đều là quân nhân, bí thư Lô dám động tay động chân sao? Không nói nhiều nữa, đánh người thì phải dũng cảm thừa nhận, các anh đường đường là quân nhân. Tôi hy vọng các anh sẽ không làm mất mặt nhiệt huyết quân đội nhân dân nước Cộng Hòa. Diệp Phàm hừ nói. Lúc này tên Lô Vĩ đột nhiên quay đầu một cái, dường như thực sự không thể chịu được nữa, sắp ngã khuỵu xuống rồi. Mau đưa anh ta đi bệnh viện. Đồng chí Lô Vĩ chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết giúp anh. Anh xem bị thương đến thế này rồi mà còn cố chịu đựng. Tôi lấy danh nghĩa là phó chủ tịch ủy ban thành phố ra lệnh cho anh lập tức đến bệnh viện điều trị. Hướng Minh Huy mau dìu Lô Vĩ đến bệnh viện. Nhưng Lô Vĩ xua xua tay nói. Đội trưởng Hướng ở đây giúp bí thư Diệp xử lý vụ án, để bọn họ đưa tôi đi là được rồi. Mấy tên cảnh sát hình sự dìu Lô Vĩ lên vội vàng chạy xuống tầng. Tự nhiên lại có cảm giác giống như cứu thương ở chiến trường. Tên nhóc này giả vờ cũng giống thật, cái mặt nhăn nhó làm ông mày suýt nữa cũng không nhận ra được cứ tưởng là thật. Diệp Phàm cười thầm trong bụng. Quay đầu nhìn trưởng phòng Mã phát hiện hắn đang gọi điện thoại, chắc là gọi cứu binh đến rồi. Trưởng phòng Mã tôi hy vọng anh có thể nói cụ thể chi tiết tình hình chuyện náo loạn cục công an thành phố xảy ra hôm nay. Nếu không mời các vị nán lại, chịu khó ở lại cục công an một lúc. Diệp Phàm không cẩn thận quay nhẹ cái ghế gãy, nghe thấy tiếng cạch cạch mới phát hiện ra cái ghế này sắp gãy rồi vội vàng không chuyển động nữa, nhìn chằm chằm vào bọn Mã Bằng Lâm. Giải thích, phải nói ngược lại thì đúng hơn. Tôi muốn hỏi cục công an thành phố tại sao lại cố tình ngăn cản quân đội đòi người. Chẳng nhẽ là có mục đích không thể nói ra à? Tôi mong cục công an thành phố giải thích chuyện này một cách rõ ràng, nếu không chuyện này mà bị cấp trên hỏi đến thì khó nói đấy. Mã Bằng Lâm liếc Diệp Phàm một cái, nhìn đội trưởng Hướng dẫn người chặn ở cửa chính. Mã Bằng Lâm nhíu mày, dứt khoát đại mã kim đao ngồi lại lần nữa trên góc của cái ghế sofa rách nát. Ba quan quân còn lại cũng ngồi xuống. Nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra là đã tìm được người chống lưng đằng sau rồi nên mới có vẻ cứng rắn như vậy. Chuyện này là thật sao? Nạp Lan Nhược Phong nhíu mày hỏi. Đương nhiên, vô cùng chính xác, vừa nãy một người ở cục công an nói đánh nhau rất ác. Trưởng phòng Mã của quân khu tỉnh đã chặn ở cửa trụ sở rồi. Có đến mấy cái xe quân đội, Diệp Phàm cũng đi vào rồi. Nghe nói Lô Vĩ đã phải vào bệnh viện cấp cứu rồi. Tên này cũng quá kiêu ngạo rồi. Ngô Diễn là quân nhân, trực thuộc hệ thống quân đội. Hắn là người của quân khu đến đòi người cũng là bình thường. Xem ra Lô Vĩ cố ý thông đồng với Diệp Phàm để xử người khác rồi, bị đánh chết cũng đáng đời. Hội trưởng Thương hội Thủy Châu ông Đinh Nhất Minh nói trong điện thoại. Chuyện này Đoàn Hải Thiên có biết không? Nạp Lan Nhược Phong hỏi. Cũng không rõ, về lý mà nói thì có lẽ là biết, chuyện lớn đến mức này rồi mà.
Nhưng điều kỳ lạ là bên phía thành ủy Thủy Châu chỉ có Diệp Phàm ra mặt, những người khác đều không xuất hiện. Đinh Nhất Minh nói, trong lòng cũng thấy có chút nghi ngờ. Có lẽ là Lô Vĩ và Diệp Phàm đều chưa báo cáo chuyện này lên thành ủy. Nạp Lan Nhược Phong suy nghĩ giây lát, nói. Chuyện này là bọn họ không đúng, làm sao có gan báo lên thành ủy được. Thế thì có khác nào là vạch áo cho người xem lưng, hơn nữa nếu báo chuyện này lên thành ủy thì hai người này không xong rồi. Hàng loạt trang nhất các báo ngày mai sẽ đăng tin người của Cục Công an thành phố và quân khu đối đầu với nhau. Đây là scandal động trời động đất. Đinh Nhất Minh cười nói, nghĩ một lúc rồi lại nói. Nhược Phong, tôi nghĩ chuyện này nên làm lớn nên, nếu thực sự xảy ra mâu thuẫn quyết liệt như thế thì đúng là chuyện lớn rồi. Đoàn Hải Thiên không báo chứng tỏ hắn muốn che giấu chuyện này, giả vờ như không biết là được rồi. Chuyện này tôi cũng không tiện nói. Hắn ta không có hành động gì thì ta cũng không manh động, nếu không mất mạng như chơi. Tuy nhiên, Tiếu Duệ Phong là người của hệ thống mà, người dưới tay hắn Lô Vĩ bị đánh cũng nên ra mặt giải quyết vấn đề này. Lãnh đạo mà quan tâm cấp dưới là điều bình thường, coi như không nghe không thấy là không được. Nạp Lan Nhược Phong thản nhiên nhắc nhở Đinh Nhất Minh. Tuyệt, tuyệt. Đinh Nhất Minh cười lên hai tiếng rồi cúp điện thoại, ngẫm nghĩ một chút rồi gọi điện cho Tiếu Duệ Phong. Nhưng, Tiếu Duệ Phong vừa nghe xong đã vội hỏi lại. Chuyện này bí thư Nạp Lan chỉ thị thế nào đây? Bí thư Nạp Lan chỉ thị như thế nào, còn cần phải chỉ thị sao? Chuyện rõ ràng như thế này, các đồng chí ở quân khu tỉnh không hài lòng về những hành vi của Diệp Phàm và Lô Vĩ. Nếu không sao lại đánh nhau được? Đinh Nhất Minh hừ nói. Ừ, để tôi đi xuống xem thế nào rồi tính sau. Tiếu Duệ Phong hừ nói. Không lâu sau. Rất nhiều đại tá bước vào văn phòng với vẻ mặt nghiêm túc. Phó giám đốc sở Tiếu Duệ Phong cũng đến rồi. Ông ta nhìn hướng Minh Huy lạnh lùng nói. Ra ngoài, không còn ra thể thống gì nữa. Đội trưởng hướng Minh Huy nghe xong liền nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm gật gật đầu. Hướng Minh Huy liền mang người lùi về đứng ở đoạn đường chỗ cửa chính. Giám đốc sở Tiếu, anh đến thật đúng lúc. Bí thư Lô bị đánh, văn phòng này cũng bị đập thành thế này. Lô Vĩ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Sự việc đã thế này rồi còn không rõ hay sao? Các đồng chí ở quân khu tỉnh nói thật là đã bao vây xung quanh Cục Công an thành phố rồi. Mấy chiếc xe đã chặn hết ở cánh cửa. Anh xem đi, công việc của Cục Công an thành phố đều rơi vào tình trạng tê liệt rồi. Diệp Phàm không đứng lên, hướng về phía Tiếu Duệ Phong gật gật đầu liền nói thẳng. Bí thư Diệp, đây chỉ là những lời phiến diện của cá nhân anh. Theo tôi được biết. Là người của quân khu tỉnh theo trình tự thông thường đến đòi người, là Lô Vĩ cố ý ngăn chặn không cho thả người. Điều này hoàn toàn không phù hợp với những điều lệ tranh cãi trong việc xử lý mọi chuyện giữa quân đội và dân tỉnh lẻ. Với lại theo tin tức của Mã Bằng Lâm, chuyện này là do Lô Vĩ muốn đánh người trước. Anh xem đi, người của đồng chí Mã Bằng Lâm đều bị nội thương cả rồi, anh còn bảo các cảnh sát hình sự bắt người, đây là đạo lý gì vậy? Một đại tá mở miệng khí thế ép người. Đồng chí này là ai trong quân khu tỉnh? Diệp Phàm cố tình tỏ ra không biết, liếc nhìn ông đại tá một cái hỏi. Tôi là Ngô Huy Cần. Ngô Huy Cần cũng liếc nhìn Diệp Phàm một cái, lạnh lùng hừ nói. Ha ha, Tư lệnh Ngô, tôi hy vọng trước khi tìm hiểu rõ ràng sự việc ông không nên vội đưa ra kết luận. Nghe nói người mà trưởng phòng Mã Cần cũng họ Ngô. Hơn nữa, bốn người bộ đội đánh một cảnh sát ông nói xem ai thắng thì rõ mồn một ra đấy hay sao? Mà chắc ông sẽ không nói với tôi là tất cả những người ở quân khu tỉnh đều là đồ ăn hại đấy chứ. Diệp Phàm lạnh lùng cười nói. Anh nói như vậy là có ý gì? Phó Tư lệnh Ngô có vẻ rất tức giận hỏi. Bởi vì người gây chuyện đang ở trước mặt nhưng lại mạnh mồm nói lớn. Không tức nổ mắt lên mới lạ. Nên Phó Tư lệnh Ngô cười nhạt. Tôi vừa mới quên, hình như chính bí thư Diệp bị tông vào đuôi xe. Một chuyện nhỏ. Anh sai Lô Vĩ giữ người không thả là sao? Chuyện này anh là người trong cuộc mà muốn lảng tránh. Giám đốc sở Tiếu ông nói xem đúng không? Không ngờ bây giờ vẫn ngồi ở đây nói những lời giả dối. Tôi thực sự rất nghi ngờ, anh là phó ủy ban thành phố Thủy Châu đã nhận ra lỗi của mình chưa? Anh là một đảng viên chẳng nhẽ cứ là đảng viên là có thể làm sằng làm bậy hay sao? Hừ, chúng ta cũng như nhau cả thôi. Tư lệnh Ngô cũng là đảng viên. Dung túng cấp dưới hành hung không quản lý còn sai bọn Mã Bằng Lâm đến làm loạn Cục Công an thành phố. Anh có còn chút nguyên tắc đảng chút nào không?
Anh có còn là cán bộ của đảng nữa hay không? Anh có còn là một quân nhân bảo vệ tổ quốc nữa hay không? Không ngờ vô liêm sỉ đến mức này. Vì chuyện của con trai mà kiêu ngạo đến mức độ này. Đây là cục công an thành phố chứ không phải kẻ xâm lược nước ngoài. Bọn họ phạm tội gì anh phải gọi người chặn ở đây? Anh có quyền gì mà thực hiện cơ chế quản chế quân sự ở một cơ quan chấp pháp mạnh như cục công an thành phố? Vừa nãy tôi hỏi đồng chí Mã Bằng Lâm vì sao hắn không trả lời được. Bây giờ tôi lại muốn hỏi tư lệnh Ngô cái gì gọi là quản chế quân sự. Đúng là coi trời bằng vung. Đây vẫn là nơi có đảng dẫn đường, còn có ánh mắt của hàng trăm con mắt những hộ dân nơi đây. Đúng là làm bừa bãi mà. Khí thế Diệp Phàm ngày càng hùng hồn. Những lời nói đó như những viên đạn của súng cơ quan lần lượt bắn ra làm cho Ngô Huy Cần suýt nữa ngất đi. Tên nhãi này môi run rẩy, chỉ Diệp Phàm hừ nói. Đúng là cố tình gây sự. Tôi không muốn nói chuyện với loại người kiêu ngạo như anh. Lông còn chưa mọc đầy đủ, anh dựa vào cái gì mà tự cao tự đại. Giám đốc Sở Tiếu, tôi yêu cầu trụ sở thành phố lập tức giao đồng chí Ngô Diễn ra đây. Nhất định phải nghiêm túc xử lý đồng chí. Nếu không tôi sẽ báo cáo rõ ràng sự thật với tư lệnh Hồ. Phó tư lệnh Ngô, tôi tôn trọng anh mới gọi anh một tiếng tư lệnh, không ngờ anh lại muốn khoe khoang. Tôi có chỗ nào chưa mọc đủ lông cánh. Anh đúng là đang công khai sỉ nhục tôi mà. Hôm nay anh không nói rõ chuyện này, không xin lỗi tôi thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Hừ. Cạch một tiếng, cái bàn bị Diệp Phàm đập mạnh. Tên nhãi này đứng lên, chỉ Ngô Huy Cần lạnh lùng hừ nói. Hai anh, có chuyện gì thì từ từ nói. Hai người ngồi xuống trước rồi nói chuyện. Cứ tranh đi tranh lại thế cũng khôn giải quyết được vấn đề gì đâu. Tiếu Duệ Phong cũng cảm thấy hơi đau đầu. Lúc này y cũng thấy hối hận. Đáng lẽ không nên nghe lời của Đinh Nhất Minh đến đây làm nhân bánh kẹp. Xem tình hình này nếu một lời không hợp lý có lẽ hai người sẽ đánh nhau mất. Nếu thực sự như vậy thì tình hình không thể cứu vãn được nữa. Bản thân mình là người đứng giữa cũng khó xử. Không còn gì để nói nữa, lập tức giao người. Người có liên quan nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Ngô Huy Cần tức giận thật rồi, giống như một bạo vương. Dầm, một nắm đấm mạnh đập lên chiếc bàn làm việc sắp bị gãy. Cuối cùng tiếng cạch cạch nhức tai cũng vang lên. Bàn làm việc của Lô Vĩ không chịu được sức mạnh từ nắm đấm của tư lệnh Ngô bị gãy la liệt trên sàn nhà. Lúc đó, tư lệnh Ngô lập tức trợn tròn mắt lên. Không ngờ cái bàn gãy đó lại dễ phá thế. Tự hỏi mình chẳng nhẽ đây lại là hàng nhái. Nắm đấm của mình sao có thể đánh vỡ cái ghế dựa to như thế. Mình có sức mạnh thần kỳ ấy từ bao giờ rồi. Tư lệnh Ngô suy nghĩ buồn rầu. Ánh mắt dường như không tin nhìn đi nhìn lại nắm đấm có vết nhăn của mình. Chương 1479, phải bắt bí anh. Khá lắm Ngô Huy Cần. Giám đốc Sở Tiếu thấy chưa, tất cả những người ở đây hôm nay đều là nhân chứng. Tạm thời không nói chuyện trưởng phòng Mã đánh người, bây giờ tư lệnh Ngô lại đập vỡ bàn ở đây. Tình thế này xem ra sự an toàn của chính tôi cũng không được đảm bảo rồi. Đội trưởng Hướng, tôi yêu cầu anh gọi một số cảnh sát vào đây quan sát những người muốn dùng bạo lực, bảo vệ sự an toàn của giám đốc Sở Tiếu. Lúc này, Diệp Phàm dường như đã nắm nắt được thời cơ chiến đấu, hét lên. Hướng Minh Huy nghe thấy mang mấy thanh niên đi vào, một người chặn trước mặt Tiếu Duệ Phong, một người đứng trước Diệp Phàm tạo thành tư thế bảo vệ lãnh đạo không bị tấn công. Đồng thời, Hướng Minh Huy lạnh lùng hừ nói. Tư lệnh Ngô, hy vọng anh chú ý kiềm chế một chút. Văn phòng của Bí Thư Lô đã không chịu được sự phá hoại của anh nữa rồi. Tất cả những đồ đạc ở đây đều là tài sản quốc gia, phá hoại tài sản quốc gia là phải bồi thường gấp nhiều lần. Hơn nữa với những hành động ác liệt như của anh bây giờ chúng tôi hoàn toàn có thể căn cứ vào điều lệ trị an bắt anh lại. Ngươi, cái dám. Tư lệnh Ngô bị tức đến hồ đồ rồi, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Không ngờ Diệp Phàm lại thản nhiên hừ nói. Gọi đi. Nghe thấy Diệp Phàm nói thế Ngô Huy Cần thấy tên Diệp Phàm này kỳ lạ quá. Sao có thể nói chuyện như thế được, nhưng Ngô Huy Cần chỉ liếc nhìn Diệp Phàm một cái, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục gọi điện thoại. Diệp Phàm lại thản nhiên nói. Gọi đi, gọi càng tốt. Ngô Huy Cần lại nghe thấy Diệp Phàm nói thế. Tuy nói là không để ý đến Diệp Phàm nhưng các ngón tay ấn phím điện thoại lại chậm lại. Cảm giác như bấm mỗi số phải cần đến mấy phút. Tiếp tục gọi đi. Gọi được thì càng tốt, may mà tôi quen quân đoàn trưởng Hầu của quân đoàn 2. Diệp Phàm nói mà có vẻ dâu ông nọ cắm cằm bà kia.
theo lý mà nói Ngô Huy Cần là phó tư lệnh quân khu tỉnh, muốn báo cáo công việc cũng phải báo cáo cho tư lệnh quân khu tỉnh Hồ Trung Minh mới đúng. Sao lại gọi điện thoại cho quân đoàn trưởng Hầu của quân đoàn thứ hai được? Chuyện này đến giám đốc Sở Tiếu nghe xong cũng thấy khó hiểu. Còn đội trưởng Hướng và những người khác thì lại càng có cảm giác có phải Diệp Phàm uống nhầm thuốc rồi không? Quân đoàn số 2 không thể quản lý được quân khu tỉnh. Hai cái đều là đơn vị quân đội, cùng cấp bậc với nhau. Trừ khi là lãnh đạo đại quân khu lĩnh Nam mới có thể quản được quân khu tỉnh Nam Phúc. Nhưng Ngô Huy Cần lại không gọi nữa rồi. Vẻ mặt không ngờ buồn bực nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tuy nhiên, Ngô Huy Cần không nhịn được nữa, vẫn thăm dò hỏi. Anh nói vậy là có ý gì đây? Ý gì? Ha ha, tư lệnh Ngô biết rồi còn hỏi. Có muốn tôi nói rõ ràng trước mặt các đồng chí ở đây không? Diệp Phàm thản nhiên liếc Ngô Huy Cần một lượt, vẻ mặt thản bình tĩnh tự nhiên. Ngô Huy Cần vừa nghe vẻ mặt liền sầm xuống, mang tai hơi đỏ lên nữa. Kiểu như bị Diệp Phàm nói đúng điểm yếu rồi. Thấy hai người này nói một cách bí hiểm, Tiếu Duệ Phong nhìn đi nhìn lại, mắm môi cuối cùng cũng không hỏi. Nhưng Phó Giám đốc Sở Tiếu lại vô cùng buồn bực. Mà bọn đội trưởng Hướng lại càng không dám đụng vào Diệp lão đại xui xẻo. Chuyện của lãnh đạo, cái không nên hỏi thì tốt nhất là không nên mở miệng nói sẽ gặp họa. Giống như tình hình này, là cấp dưới thì chỉ cần đôi tai và chân là được rồi. Sao lại nói như vậy? Lãnh đạo nói mình phải nghe, sắp xếp mình làm công việc gì thì mình phải quyết tâm chấp hành. Tức tai phải nghe, chân tay phải làm việc, còn miệng thì tạm thời chỉ cần nói vâng là được rồi. Vài phút sau, Ngô Huy Cần cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Bí thư Diệp, anh định xử lý chuyện này thế nào đây? Lúc nói mấy câu này Ngô Minh Huy tương đối nhã nhặn. Sự tức giận nhanh chóng biến mất rồi, hơn nữa còn có ý muốn thương lượng nữa. Rất đơn giản. Nghiêm trị người gây ra họa, xin lỗi đồng chí Lô Vĩ, bồi thương những tổn thất của Cục Công an thành phố, loại bỏ ảnh hưởng. Còn nữa, tôi cũng có chút chuyện nhỏ muốn làm phiền tư lệnh Ngô. Diệp Phàm không chút khách khí nói những lời này. Quá đáng quá, chúng tôi không sai, tại sao lại phải bồi thường, xin lỗi. Không thể nào. Lúc này trưởng phòng Mã không nhịn được nữa hét lên. Làm càn, ở đây tôi là lãnh đạo hay anh là lãnh đạo? Ngô Huy Cần đột nhiên nghiêm mặt lại, nghiêm khắc la mắng trưởng phòng Mã. Mã Bằng Lâm vừa nghe mặt lập tức đỏ bừng lên, tự nhủ chuyện này rõ ràng là do ông làm ra. Ông căn dặn tôi đến đòi người, kết quả không ngờ bị đánh một trận. Tên chó Nhật, mày có còn là người nữa hay không? Tuy nhiên trưởng phòng Mã chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ không dám lên tiếng cãi lại, nhịn mãi mới thốt ra một câu. Tôi nghe theo lệnh của thủ trưởng. Sai thì đã sai rồi. Phải dũng cảm nhận thức lỗi sai của mình. Ngày xưa, đại tướng quân Liêm pha nước Triệu còn biết chịu đòn nhận tội, chẳng nhẽ là một người quân nhân thời hiện đại đến điều cơ bản nhất như vậy cũng không làm được sao? Chúng ta đều là quân nhân, cần phải nhận thức sâu sắc được mình cũng có lúc làm sai, sai rồi thì sửa. Tôi tin là bí thư Diệp sẽ không tính toán đâu đúng không? Ngô Huy Cần không ngờ lại quay lại nịnh bợ Diệp Phàm. Điều này làm Tiếu Duệ Phong suýt nữa cứng họng không nói được gì nữa. Còn đội trưởng Hướng và mấy tên cảnh sát sớm đã ngây ngốc rồi. Trong lòng hét lên đã quá, có bao giờ những quân nhân đức cao vọng trọng của quân khu tỉnh cúi đầu trước chúng ta đâu. Nói một cách khó nghe, trước đây những người trong Cục Công an thành phố nhìn thấy những người quân nhân ngạo mạn không thể chịu được giống như chuột thấy mèo. Muốn đấu súng, vũ khí của họ tiên tiến hơn mình, muốn đấu võ, hình như thân thủ của quân nhân càng lợi hại hơn, muốn đấu sự ưu đãi, nhà nước quan tâm đến những quân nhân đó hơn nhiều. Đội trưởng Hướng vẫn cố ý ưỡn ngực, đợi đoàn người do trưởng phòng Mã đến thành thật xin lỗi. Thế thì từ nay về sau có cái để khoác lác rồi. Những ai đã từng cúi đầu xin lỗi tôi, đúng là oai quá. Xin lỗi đồng chí Hướng và các anh em cảnh sát, mong mọi người tha lỗi cho những gì chúng tôi là đã làm. Đợi lát nữa đến bệnh viện thăm bí thư Lô Vĩ. Còn về những tổn thất của Cục Công an thành phố, sau khi trở về nhất định sẽ lập tức thanh toán hết. Chuyển đến những dụng cụ văn phòng hàng hiệu đắt gấp 2 lần. Tư lệnh Ngô nói với giọng không rõ ràng. Bọn trưởng phòng Mã mặt. Thấy bọn trưởng phòng Mã vẫn đứng yên bất động, mặt tất nhiên là đỏ bừng lên giống như mông con khỉ. Điều này đúng là quá khó khăn. Tư lệnh Ngô lạnh lùng hừ nói. Bây giờ thế nào, có phải muốn đem chuyện này mang về báo lên quân khu để xử lý không? Bọn Mã Bằng Lâm nghe xong lập tức cả người run lên. Mã Bằng Lâm rất dứt khoát.
lập tức đi đến trước mặt Diệp Phàm cúi đầu xin lỗi, nói. Xin lỗi bí thư Diệp, chuyện vừa rồi chúng tôi xử lý không thỏa đáng, gây phiền phức không đáng có cho cảnh sát thành phố. Chúng tôi biết lỗi của mình rồi, mong anh tha lỗi. Ừ, sau này chú ý một chút, các anh là người của quân đội nhân dân không phải những người đầu đường xó chợ. Chỗ của tôi thì chỉ là chuyện nhỏ, đến bệnh viện nên thành khẩn xin lỗi Lô Vĩ. Ở đây tôi nói với đội trưởng Hướng một chút là được rồi. Từ nay về sau, tôi hy vọng sẽ không xảy ra chuyện tương tự như thế này nữa. Diệp Phàm quay mặt một cái, hừ nói. Xin lỗi đội trưởng Hướng, vừa rồi chúng tôi lỗ mãng quá. Mã Bằng Lâm và những người khác mặt đỏ bừng cúi đầu xin lỗi. Đội trưởng Hướng và những tên cảnh sát vô cũng thích thú, còn sung sướng hơn chúng 1 triệu nhân dân tệ. Ai cũng muốn cười phá lên nhưng trong trường hợp này không nên cười. Thực ra nhịn không cười như thế cũng rất khó chịu. Ừ, chuyện này coi như thế là xong rồi nhé. Tôi xem tổn thất văn phòng của bí thư Lô, cái bàn này, cái ghế này, còn cả cái tủ sách cao cấp này nữa, cái ly trà cổ này. Ừm đúng rồi còn cả cái bút vàng hàng hiệu này nữa, tổng cộng tất cả ít nhất cũng phải đến gần 100.000 tệ đấy. Diệp Phàm thản nhiên nhìn Tư lệnh Ngô nói. Cái ly trà bình thường này biến thành đồ cổ từ bao giờ thế, còn cái bàn với cái bút mực này cũng chỉ là mạ vàng thôi. Không ngờ lại thành bút vàng, tổng cộng lại tất cả không thể hơn 30.000 tệ, thế mà hét lên đến con số 100.000. Ngô Huy Cần muốn dùng nắm đấm đánh cho hắn chảy máu mũi ra nhưng lại nhẫn nhịn được. Vì con trai, Tư lệnh Ngô thản nhiên gật gật đầu, nói. Trưởng phòng Mã, khi nào về lập tức nói với người phụ trách tài vụ cục hậu cần một tiếng. Trực tiếp chuyển 200.000 vào quỹ của Cục Công an thành phố, quân với dân cùng xây dựng là đúng rồi. Tư lệnh Ngô tìm ra được cái cớ quân với dân cùng xây dựng làm cho đội trưởng Hướng suýt nữa bật cười thành tiếng. Bởi vì, những đồ đạc trong văn phòng của Lỗ Vĩ là do đích thân Hướng Minh Huy đi mua cùng với người ở văn phòng, nhưng chỉ mất 20.000 tệ. Bây giờ bị chính tay Lỗ Vĩ đập vỡ lại kiếm được 180.000 tệ, không mừng mới lạ. Lúc đó, sự ngưỡng mộ của đội trưởng Hướng và những người khác với bí thư Diệp không dùng từ ngữ nào hình dung được. Về phần Thiếu Duệ Phong, bí mật liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Tên này hoàn toàn không hiểu tại sao Tư lệnh Ngô lại hào phóng như thế. Hơn nữa, hắn cũng có chút kiêng kỵ với Diệp Phàm, cảm thấy Diệp Phàm âm mưu quá. Không nói nhiều mà có thể đánh bại người bình thường kiêu ngạo hết sức như Tư lệnh Ngô. Tư lệnh Ngô, vùng bên trong sông Hồng Liên đang mở rộng kiến thiết. Nghe nói nhà khách tỉnh là đơn vị cấp dưới do ông trực tiếp quản lý. Tôi thay mặt đảng ủy chính quyền khu Hồng Liên cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Tư lệnh Ngô tới nhân dân Hồng Liên, sự ủng hộ cho công việc của đảng ủy chính quyền khu Hồng Liên. Diệp Phàm đứng lên giơ tay ra. Ngô Minh Huy vừa nhìn thấy thế tự nhủ trong lòng con mẹ nó. Điều này cũng thật là lạ, đồ chó nhà mày chưa nói chuyện gì đã nói những lời kiểu cảm ơn, rốt cuộc là có ý gì đây? Tuy nhiên Hướng Minh Huy không hỏi, nói. Cảm ơn thì không cần thiết đâu. Những chuyện có thể làm, những chuyện mà chúng tôi có thể làm vì nhân dân khu Hồng Liên đều là những chuyện nên làm. Mời Tư lệnh Ngô xem cái này. Diệp Phàm đem những tài liệu liên quan đến việc yêu cầu nhà khách quân khu tỉnh trả lại đường sông Hồng Liên đã chiếm cho Ngô Huy Cần. Mẹ nó, tên nhãi này đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Chẳng nhẽ sớm đã tính toán hết rồi. Ngô Huy Minh suy nghĩ, một lúc hối hận. Ra bụng suýt nữa đã bị tức nổ tung ra rồi. Y cười nhẹ nhận tài liệu, biết là hôm nay sẽ bị tên nhóc con này xử rồi. Vừa mới lật tài liệu, mi mắt của Tư lệnh Ngô đã nháy vài cái, nói. Bí thư Diệp, chuyện này tôi e rằng sẽ khó đấy. Muốn nhà khách của quân khu tỉnh chúng tôi nhường lại vùng đất lớn như thế, phải biết là vùng địa bàn gần sông Hồng Liên là khu giải trí quan trọng. Không thể để lãnh đạo cấp cao xuống ở lại nhà khách quân khu tỉnh mà đến một khu vui chơi giải trí cũng không có đấy chứ. Ha ha, tôi đã quan sát thực tế rồi. Thực ra không phải là không có cách khác. Khu đất đường sông đó sau khi thu lại các anh hoàn toàn có thể mua thêm mảnh đất bên cạnh để xây khu vui chơi giải trí mà. Diệp Phàm thản nhiên nói. Bí thư Diệp bên cạnh người ta để xây tòa nhà siêu thị rồi. Một là người ta có đồng ý chuyển nhượng lại cho mình không? Hay là dù người ta có muốn bán thì giá cũng phải cắt cổ. Không có mấy triệu chắc chắn không mua được. Ngô Huy Cần có cảm giác như đột nhiên bị đâm một dao, mặt trầm ngâm suýt nữa hét ầm lên. Chương 1480, ông thực sự muốn dẫm bẹp mày ra cho cá ăn. Ha ha,
Thủy Châu là thành phố nắm giữ quân đội kiểu mẫu, tôi tin là chỉ cần anh ra mặt, chắc là họ sẽ suy nghĩ vấn đề này. Tất cả đều là vì tôn chỉ vì bộ đội phục vụ mà. Lại nói đến tiền, đó là cái mà con người nên nắm lấy đúng không? Hơn nữa, chẳng nhẽ quân khu tỉnh lại không có tiền. Chút tiền nhỏ này chắc sẽ không làm khó được tư lệnh Ngô đúng không? Hơn nữa, nếu cậu ấy mà đến Vịnh Lam Nguyệt rồi thì không nói chắc được gì đâu. Chuyện này khi nào tư lệnh Ngô thu xếp ổn thỏa rồi, ký hiệp ước với khu Hồng Liên rồi thì cậu ấy mới được tự do. Với lại chuyện này chúng tôi cũng có thể làm tờ chứng minh, sẽ không để lại dấu vết gì đâu. Cậu ấy mà Diệp Phàm nói tới tất nhiên là ám chỉ con trai của Ngô Huy Cần, Ngô Diễn rồi. Tư lệnh Ngô hiểu ý của Diệp Phàm, muốn cứu con ra thì phải làm ổn thỏa chuyện nhà khách quân khu tỉnh. Hơn nữa, Diệp Phàm đã bán cho Ngô Huy Cần một món nợ ân tình, Ngô Diễn chắc sẽ không sao. Những chuyện như đâm xe, đánh nhau nói là chuyện lớn thì là chuyện lớn, nói không có chuyện gì thì sẽ là chẳng là cái dám gì. Vậy thì, được rồi, tôi về sẽ bàn bạc thêm với tư lệnh Hồ. Tư lệnh Ngô không còn cách nào khác đành phải gật gật đầu, buồn bực đến mức muốn đâm đầu vào tường. Phải nhanh lên đấy, sông Hồng Liên của chúng tôi không đợi được nữa đâu. Tôi lo quân đoàn trưởng Hầu mà biết thì chuyện này chắc sẽ không thỏa đáng. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Ừ, tư lệnh Ngô đáp lại một tiếng rồi cùng với trưởng phòng Mã đi ra cửa chính cục công an thành phố. Đám người của trưởng phòng Mã giờ bị tư lệnh Ngô phái đi bệnh viện thăm hỏi và xin lỗi bí thư Lô Vĩ. Tiếu Duệ Phong thấy không có trò gì để xem nữa, đi về với vẻ mặt buồn bực. Về phía bọn đội trưởng Hướng, họ vỗ tay như sấm vui vẻ tiễn Diệp Phàm. Buổi chiều Diệp Phàm đến bệnh viện thăm Lô Vĩ. Lúc đó Lô Vĩ đang truyền nước, trên mặt cũng vẽ một vùng thuốc đỏ, trên đầu quấn một miếng băng gạ. Nhìn thì cũng giống dáng vẻ của người bị đánh một trận. Rất giống, nhìn rất là thảm hại. Thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Diệp Phàm sờ sờ đầu của Lô Vĩ, cười nói. Tất nhiên là ổn, không thấy là đang truyền nước đây à? Lô Vĩ liếc nhìn Diệp Phàm một cái cười nói. Truyền nước gì? Diệp Phàm hỏi. Amino acid albumin, toàn là thuốc bổ thôi. Nói chung là truyền thì truyền thôi. Bị oan lớn để được tiền thì cũng đáng. Mấy hôm nay thực sự cũng thấy hơi mệt rồi. May mà có thể truyền xong để về nghỉ ngơi mấy ngày. Lô Vĩ cười gượng một tiếng. Truyền cũng có chết ai đâu ông tướng. Diệp Phàm vừa cười vừa mắng. Đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tự nhiên Ngô Huy Cần lại dễ nói chuyện thế? Nghe nói hắn từ trước đến nay luôn có quan hệ rất tốt với tư lệnh Ngô. Ở Thủy Châu rất ít khi thấy hắn chửi người khác, ở quân khu tỉnh thì lại càng tỏ ra bá đạo. Lô Vĩ gãi gãi đầu, cũng tỏ ra vẻ không hiểu gì hỏi. Ha ha, bọn họ lúc đó đến để đòi người. Cậu xem qua đơn xin của họ chưa? Diệp Phàm cười bí hiểm hỏi. Xem rồi, tất cả các thủ tục đều hợp pháp mà. Lô Vĩ tỏ vẻ kinh ngạc nói. Thế giấy tờ của tên tình nghi Ngô Diễn đã kiểm tra chưa? Diệp Phàm lại hỏi tiếp. Điều tra rồi, hắn chính xác là quân nhân, không sai mà. Lô Vĩ nói vẫn tỏ ra không hiểu gì cả. Cậu chỉ biết hắn là quân nhân, cậu có biết hắn là quân nhân ở đâu không? Đồ đầu lợn. Cái đấy mà cũng không điều tra rõ ràng. Diệp Phàm chế nhạo hừ nói. Cái này, nói thật là em vẫn chưa điều tra. Chắc là ở quân khu tỉnh à. Lão già nhà hắn ở quân khu tỉnh, hắn không ở quân khu tỉnh chẳng nhẽ lại đến sư đoàn dã chiến chịu khổ. Nhìn dáng về công tử của hắn cũng không giống một người chịu được khổ. Hơn nữa, ở quân khu tỉnh lão già nhà hắn có thể chiếu cố được, để bạt cái gì cũng nhanh hơn một chút không phải sao. Lô Vĩ nói. Ha ha, không sai, trước đây hắn làm ở quân khu tỉnh, hình như còn là thiếu tá tham mưu cơ nhưng từ khi đoàn quân thứ hai của Thủy Châu lập sư đoàn A đến nay, Ngô Huy Cần sớm đã nhìn thấy tiền đồ sáng lạng của sư đoàn A, nên đã thông qua các mối quan hệ đã đưa con trai mình đến đảm nhiệm thiếu tá tiểu đoàn trưởng sư đoàn A. Lão già này cũng có chút sức mạnh. Diệp Phàm cười ha ha nói. Tôi hiểu rồi, lần này thiệt lớn rồi. Mẹ kiếp. Tên Ngô Huy Cần này đúng là quá giảo hoạt, con trai hắn giờ đã là người của quân đoàn 2 rồi mà còn dùng chiêu bài quân khu tỉnh đến chuyển người đi. Đây không khác gì là lừa đảo, mẹ chó, làm cho ông mày suýt nữa thì cãi nhau hò hét đứt cổ họng với Mã Bằng Lâm. Lúc đầu em nghĩ chuyện này có chút đối lý, lãnh đạo đã đến đòi người rồi, điều này cơ quan công an của chúng ta phải chuyển giao quân nhân cho bọn họ.
Tuy nhiên, anh giao cho chuyện này cho nên em cứ lấy cớ án tình không rõ làm vụ án hình sự để kéo dài thời gian. Không ngờ Mã Bằng Lâm lại mượn ra hổ giả, nhận được bài học đắt giá rồi. Tên khốn đó, lão rùa già. Lô Vĩ vẻ mặt buồn bực chửi rủa, tay nắm đấm đập liên tục vào giường. Ha ha, tôi cũng bảo người khác điều tra rồi mới biết được. Ngô Diễn vốn là người của quân khu tỉnh, bọn họ lấy giấy tờ trước đây để lừa chúng ta cũng là bình thường. Mà tôi điều tra ra Ngô Diễn là quân nhân ở quân đoàn 2 thì đã có ngay chủ ý. Cái này rõ ràng thế rồi sao? Muốn chuyển giao cũng phải là cơ quan quân vụ và bộ phận bảo vệ của quân đoàn 2 đến chuyển giao đúng không? Xem ra mối quan hệ giữa Ngô Huy Cần và quân đoàn trưởng hầu quân đoàn 2 cũng không ra gì. Nếu không hắn hoàn toàn có thể liên hệ nhờ người của cơ quan quân vụ quân đoàn 2 ra mặt để đòi người. Diệp Phàm cười nói, lọ vẻ đắc ý. Có thể Ngô Huy Cần sợ việc này để quân đoàn trưởng hầu biết sẽ có ảnh hưởng không tốt đến con trai của hắn. Nên mới bê bít chuyện này lại. Nhưng thủ đoạn mà bọn chúng dùng cũng khá cao tay, rất có khả năng lừa người khác. Người bình thường khó có thể dự tính chuyện này khéo léo như vậy. Lô Vĩ gật gật đầu. Tôi nghĩ chuyện này không sai đâu. Mối quan hệ giữa Ngô Huy Cần và quân đoàn trưởng hầu đúng là không ra gì cả. Chuyện nhỏ này nói là không có gì rồi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Ngô Diễn cả. Đến lúc vừa thả người, chúng ta chỉ biết dương mắt lên nhìn thôi. Diệp Phàm nói. Đại ca, có phải anh sớm đã biết chuyện này rồi không? Lỗ Vĩ đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, ánh mắt kỳ lạ nhìn Diệp Phàm, như cười như không. Ha ha! Diệp Phàm cười trừ không trả lời. Đại ca, anh lợi dụng cả anh em, ít nhất cũng nói trước với chúng em một câu chứ. Sau đó chúng em diễn tiếp một vở kịch với Mã Bằng Lâm không phải tốt hơn sao? Cũng sẽ không đến mức làm em bị động như thế, trong lòng vẫn hơi lo lắng một chút. Lô Vĩ suýt chút nữa buồn bực chết mất. Kịch có diễn hay đến đâu cũng không bằng cảnh tượng thật đến một cách ép sự thật đúng không? Nếu cậu biết trước sự thật lúc đó mạnh mồm một cái, có thể trưởng phòng Mã sẽ đánh hơi thấy manh mối gì đó. Thế thì không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Cho nên chuyện này cậu không thiệt thòi gì cả. Không phải là tôi đã giúp cậu kiếm được vài trăm ngàn cho căn cứ địa bí thư của cậu sao? Cái bàn với cái ghế gãy đó của cậu sao đáng giá thế được? Trăm ngàn à, 20-30 nghìn tệ là cao lắm rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Thế mà gọi là anh em. Lô Vĩ cười nói. Thế không gọi là anh em thì gọi là gì? Diệp Phàm mặt nghiêm túc nói. Anh. Lô Vĩ trợn tròn mắt, chỉ Diệp Phàm thốt ra hai chữ. Đúng là không còn gì để nói nữa. Lại thế nữa à, Ngô Huy Cần không có động tĩnh gì cả. Chuyện này đúng là lạ thật. Nạp Lan Nhược Phong hừ nói qua điện thoại. Tôi cũng băn khoăn, giám đốc Sở Tiếu nói, lúc phó tư lệnh Ngô đến cục công an hùng hổ lắm. Hơn nữa, còn đập bàn với Diệp Phàm, nhưng sau đó Diệp Phàm chỉ nhắc đến mấy chữ quân đoàn 2, tư lệnh Ngô lập tức mềm mỏng. Chẳng nhẽ Diệp Phàm lại có chỗ chống lưng ở quân đoàn 2. Đinh Nhất Minh nói có chút không hiểu. Không thể nào, Hầu Bình chẳng qua chỉ là quân đoàn trưởng quân đoàn 2, địa vị ngang bằng với tư lệnh Ngô ở quân khu tỉnh. Ngô Huy Cần là phó tư lệnh quân khu tỉnh chẳng nhẽ lại sợ tên Hầu Bình đó. Hơn nữa, Hầu Bình cơ bản không thể quản được chuyện của quân khu tỉnh. Hai người cùng chức vụ ở hai đơn vị khác nhau đều trực thuộc quản hạt đại quân khu lĩnh Nam. Quân khu tỉnh còn là hai tầng quản lý, còn phải chịu sự quản lý của quản hạt của thư ký phí. Đương nhiên, nói thì nói thế thôi, Phí Mãn Thiên không thể quản được chuyện của quân khu tỉnh, chỉ là quản lý trên lý thuyết thôi. Nạp Lan Nhược Phong thản nhiên nói. Hắn ta quả nhiên là xảo quyệt, chắc là tư lệnh Ngô đã bị hắn bắt được điểm yếu, hay yêu cầu phá bỏ nhà khách quân khu tỉnh gì đó. Giám đốc Sở Tiếu nói là đã cân nhắc rất nhiều nhưng rốt cuộc cũng chẳng hiểu ra làm sao đành ra về. Nhưng lần này Ngô Huy Cần thật sự mất hết thể diện rồi. Không ngờ con người này bình thường mạnh mẽ cứng rắn thế mà đến lúc cần lại như rùa rụt cổ. Con người này đúng là khó dự đoán, miệng cọp gan thỏ thôi. Đinh Nhất Minh có chút tiếc nuối. Tại nhà của tư lệnh quân khu tỉnh Hồ Trung Minh. Tư lệnh Hồ tuy nói là ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhưng lại không được ở tại khu nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy ở Vịnh Hà Lưu Tinh khu Đông Thành Tứ Trúc, mà phải ở khu nhà chuyên dùng trong quân khu tỉnh. Đây là địa bàn của tư lệnh Hồ. Xét về mặt an toàn thì lực lượng đe dọa cũng không thua gì Vịnh Lưu Tinh. Lúc đó, tư lệnh Hồ đang nằm nghiêng trên cái ghế trúc có thể lắc đi lắc lại,
mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo, có vẻ rất chăm chú, cái ghế cũng không đung đưa gì. Kỳ lạ là trước mặt ông ta có một người đang đứng. Nhìn kỹ một chút thì thấy không phải là Phó Tư lệnh Ngô Huy Cần còn là ai nữa. Phó Tư lệnh Ngô đứng với vẻ mặt sầu hổ, thực ra bên cạnh cũng có một cái ghế khác nhưng Phó Tư lệnh Ngô lại không ngồi xuống. Thấy Tư lệnh Hồ không để ý Phó Tư lệnh Ngô cứ đứng thế. Hơn nữa, người còn có vẻ hơi cúi xuống, cứ đứng như thế. Nghe nói Phó Tư lệnh Ngô và Tư lệnh Hồ trước đây là bạn học cũ. Quan hệ từ trước đến nay đều rất tốt, hai người từ khi là cán bộ cấp đại đội đã ở bên nhau rồi. Cùng với địa vị không ngừng tăng lên của Hồ Trung Minh, Ngô Huy Cần cũng được lên theo. Ngô Huy Cần biết không có Hồ Trung Minh thì không có ngày hôm nay cho nên Ngô Huy Cần bên ngoài có kiêu ngạo đến đâu thì cũng mãi mãi chỉ là đàn em trước mặt Hồ Trung Minh. Hơn nữa là kiểu đàn em có chút kính nể, nhưng trong lòng hai người đều coi nhau là anh em. Hơn nửa tiếng trôi qua, có vẻ Hồ Trung Minh đã xem hết tờ báo, ngẩng đầu nhìn Ngô Huy Cần hừ nói. Anh vẫn còn mặt mũi đứng ở đây sao? Bộ mặt của quân khu đã bị anh làm cho không còn gì rồi. Ngô Huy Cần anh đường đường là phó tư lệnh quân khu tỉnh vậy mà sao lại biến thành tên ẻo lả chính công như vậy? Ông đây muốn lấy chân đá anh xuống sông Hồng Hà cho cá ăn luôn đi cho rồi. Chương 1481, tư lệnh Hồ ra tay. Chuyện này, tư lệnh, tôi cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Chuyện này Ngô Diễn nằm trong tay bọn Hốc, không ngờ Diệp Phàm lại dám nhắc đến Hầu Bình. Mối quan hệ của hai người họ chắc chắn không phải là bình thường. Tôi thực sự có chút lo lắng. Chuyện này, nếu làm lớn chuyện thì cũng ảnh hưởng không tốt đến quân khu tỉnh chúng ta. Cục trưởng Cục Công an thành phố Lô Vĩ nghe nói là người họ Lô ở Thủy Châu, trưởng ban Minh Châu cũng không dễ đối phó. Cho nên tôi đành lật bài ngửa, muốn chuyện này nhanh chóng giải quyết xong, thiệt một chút thì đành thiệt một chút. Chính anh là người nhìn Ngô Diễn trưởng thành, hồi nhỏ còn tè dầm lên người anh nữa. Bây giờ bị bọn cảnh sát hình sự lang sói ở Cục Công an thành phố giam lại, không chừng là đã đắc tội gì đó. Còn về nội bộ anh cũng không phải không biết, bọn họ có chuyện gì không dám làm đâu, đến lúc cần tùy tiện tìm ra một cái cớ để tắc trách. Chúng ta cũng có làm gì được bọn họ chứ. Hai, Ngọc Hoa cả ngày ăn không ngon ngủ không yên. Ngày nào cũng khóc, mắt sưng hết cả lên rồi. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục như thế thì Ngọc Hoa phải làm thế nào. Hai. Không thể không nói, Ngô Huy Cần đúng là rất biết cách làm người khác mủi lòng. Tên này trước tiên là dùng con trai Ngô Diễn để gợi lại ký ức của Tư lệnh Hồ. Sau đó lại dùng tình cảm của vợ mình Ngọc Hoa để cảm động ông ấy. Bởi vì, Hồ Ngọc Hoa và Tư lệnh Hồ là người cùng thôn, hơn nữa lại cùng họ. Tính ra thì cũng được coi là có chút thân tình, giống như cả nước cùng họ với nhau. 7.000 năm trước có lẽ đều là cũng tổ tiên. Đây là cách mà những người muốn tạo quan hệ thường dùng. Rõ ràng biết là Ngô Huy Cần đang dùng chiêu nhưng Tư lệnh Ngô vẫn có chút cảm động hừ nói. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc đầu lại làm thế? Không phải là tôi đã sớm nói với anh rồi sao, phải xem chừng Ngô Diễn. Anh nhìn đi bây giờ gây ra chuyện lớn thế nào rồi? Uống say cố ý đâm vào xe người khác, may mà cái xe Audi đó đằng sau có lớp bảo vệ. Nếu không đâm chết Diệp Phàm thì anh định bồi thường thế nào đây? Hắn có quan hệ tương đối tốt với Tề Chấn Đào, Lô Vĩ lại quyết tâm giúp đỡ hắn. Mối quan hệ của hai người họ chẳng nhẽ lại kém sao? Anh xem đi, anh đã ngoài 50 rồi mà lại bị một thằng nhãi mới khoảng 20 hù dọa. Anh không thấy mất mặt tôi cũng thấy không còn mặt mũi nào nữa. Tư lệnh Hồ lạnh lùng hừ nói, nhưng thái độ cũng tốt hơn nhiều. Nhìn Ngô Huy Cần hừ nói. Ngồi đi. Ngô Huy Cần vừa nghe là biết Tư lệnh Ngô đã tha lỗi cho mình. Khuôn mặt nhăn nhó cũng lập tức thoải mái hơn một chút. Vẻ mặt nghiêm túc nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Tư lệnh, tên nhãi đó yêu cầu chúng ta cắt phần đất ven sông của nhà khách cho bọn họ. Chuyện này e là có chút rắc rối. Miếng đất đó là nơi các lãnh đạo hàng đầu đến nghỉ ngơi. Anh xem giải quyết một chút. Nếu thực sự phải cắt thì cũng phải nhanh chóng. Ngô Huy Cần nói. Cắt cắt cắt. Anh chỉ biết là phải cắt, cắt cái đầu anh ý. Bây giờ cắt thì sau này các lãnh đạo cao cấp hàng đầu cả ngày ngồi ở phòng xem tivi à? Không có nơi vui chơi giải trí các lãnh đạo không phải chán chết hả? Lãnh đạo mà buồn chán thì cái ghế của chúng ta không phải bị lung lay sao? Anh suy nghĩ kỹ đi, có phải là như vậy không? Ngô Diễn, lãnh đạo mới là quan trọng nhất, những chuyện khác, có phải đầu anh bị nước vào rồi không?
Tư lệnh Hồ tức giận hừ nói. Ngô Huy Cần lúc đầu vì chuyện của con trai mà bị che mở hai mắt. Bây giờ nghe Tư lệnh Hồ nói vậy, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, lẩm bẩm nói. Vậy thì phải làm thế nào? Khu nhà đó nhất định là không được phá rồi. Nhà khách là do chúng ta quản lý, nếu lãnh đạo không hài lòng thì chuyện này rắc rối to rồi. Hơn nữa chuyện này e là sẽ làm liên lụy đến Tư lệnh. Tuyệt đối không thể phá được. Ngô Huy Cần nói đến đây kiểu như đã hạ quyết tâm rồi, nói. Thôi được rồi, cứ để Ngô Diễn ở đó một thời gian. Cùng lắm là cởi bỏ bộ đồ da hổ này làm kinh doanh thôi. Hai, tên họ Diệp này, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Ngô Huy Cần vẫn đau lắm. Hồ đồ rồi à? Tư lệnh Hồ lườm hắn một cái hừ nói. Anh Hồ có cách gì? Ngô Huy Cần như là nghe được thiên âm, vẻ mặt đầy hy vọng nhìn Tư lệnh Hồ. Anh, bình thường thông minh lắm cơ mà đến lúc cần thiết thì lại hồ đồ thế à? Nhất định không thể để Ngô Diễn tiếp tục ở cục công an nữa, phải nhanh chóng đưa nó ra ngoài. Nói đến đây Tư lệnh Hồ cố ý dừng lại, chậm chạp lấy ấm trà để trên bàn, bê lên miệng hút một hơi. Đây là hành động quen thuộc của Tư lệnh Hồ thỉnh thoảng đến tỉnh ủy mở hội nghị thường vụ. Cảnh vệ của Tư lệnh Hồ cũng mang theo ấm chuyên dụng màu tím nhỏ đó. Tư lệnh Hồ trong khi họp cũng cầm cái bình nhỏ màu tím đó để hút. Thỉnh thoảng lúc không hài lòng về vấn đề đang nói đến Tư lệnh Hồ lúc hút trà sẽ phát ra tiếng soạt soạt giống như tiếng trẻ con hút sữa. Các vị ủy viên thường vụ lúc đầu cũng thấy buồn cười, sau đó lâu dần cũng thành quen nên có người sau lưng gọi Tư lệnh Hồ là ấm trà hồ, lúc tức giận thì gọi là ấm trà vỡ. Cứu ra như thế nào? Ngô Huy Cần lúc đó nhìn chăm chăm vào Tư lệnh Hồ như đang ngắm nhìn một người đẹp khỏa thân. Đầu óc phải linh hoạt, cửa này không mở thì phải đi tìm cái khác. Diệp Phàm không phải là đã nhắc nhở anh một điểm là Ngô Diễn là người thuộc sự chỉ huy trực tiếp của quân đoàn 2 Thủy Châu sao? Chúng ta để người của quân vụ quân đoàn 2 đến đòi người không phải là danh chính ngôn thuận rồi sao? Lần này để người của quân khu tỉnh đi đòi người tất nhiên là đuối lý rồi. Người của quân đoàn 2 ra mặt mới đúng cả về lý lẫn tình. Đến lúc đó xem tên Lô Vĩ đó còn gì để nói nữa. Lúc đó mà Lô Vĩ vẫn còn dám giữ người, Hồ Trung Minh tôi sẽ hạ lệnh cho anh đem người xuống đập tan cục công an thành phố Thủy Châu. Cái giọng đàn bà mà dám coi quân khu tỉnh như là bù nhìn sao. Ít nhất Hồ Trung Minh tôi cũng là ủy viên thường vụ. Lô Vĩ dù sao cũng vẫn dưới quyền của ông đây. Hồ Trung Minh tỏ rõ uy thế, ấm trà bị ông ta đập liên tục xuống bàn, phát ra tiếng bụp bụp. Ngô Huy Cần biết. Cái ấm đó chắc lại hỏng rồi bởi vì đây là thói quen của Tư lệnh Ngô. Tư lệnh Hồ vốn là quân đoàn trưởng liên quân trinh sát xuất thân từ quân đoàn dã chiến. Hồi còn trẻ thân thủ cũng không tồi. Đập đi đập lại như thế, không nói ấm đất đến ấm sắt có lẽ cũng thành phế phẩm. Số ấm đất tím mà Tư lệnh Hồ đã đổi nghe nói phải dùng đến xe tải chở hàng cỡ nhỏ để chở. Vì vậy các đồng chí hậu cần ở quân khu phê chuẩn mua mấy tá, chuẩn bị mọi lúc đều có thể dùng. Quả nhiên vừa nghe thấy âm thanh đó vang lên, một anh lính hậu cần trẻ đã đi vào, trên tay cầm một ấm trà đất tím mới. Hơn nữa anh lính đó không cảm thấy bất ngờ chút nào cả. Thay ấm trà mới cho Tư lệnh Hồ xong lại nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cảm ơn Tư lệnh, cảm ơn. Ngô Huy Cần biết có Tư lệnh Hồ ra mặt thì chuyện này coi như được giải quyết rồi. Tuy nghi ngờ mối quan hệ của Diệp Phàm và quân đoàn trưởng Hầu rất tốt nhưng Hồ Trung Minh tin là mối quan hệ của Diệp Phàm và Hầu Bình không thể tốt bằng ông ta với Hầu Bình được. Dù sao hai người cũng cùng là người của quân đội, lại cùng là tướng của đại quân khu lĩnh Nam. Hơn nữa, Tư lệnh Hồ và quân đoàn trưởng Hầu lại từng ở cùng một đơn vị bộ đội. Tính ra thì hai người cũng là chiến hữu. Hơn nữa, Diệp Phàm qua mặt được Hồ Trung Minh sao? Vì một chuyện nhỏ như vậy mà để Hồ Trung Minh đường đường là Tư lệnh quân khu tỉnh phải ra mặt, Hầu Bình dù thế nào cũng phải nể mặt ông ta. Anh Hầu đấy à, đang làm gì thế? Tư lệnh Hồ lập tức gọi điện thoại, cũng không tránh Ngô Huy Cần nữa. Ngô Huy Cần trong lòng càng thầm cảm kích, điều này chứng tỏ sự tin tưởng của Tư lệnh Hồ với mình. Thực ra, phần biểu diễn này là nghề của Tư lệnh Hồ rồi. Hơn nữa, vừa nghe Tư lệnh Hồ gọi quân đoàn trưởng Hầu thân thiết là anh Hầu. Ngô Huy Cần lúc nãy vẫn còn 1% nghi ngờ, bây giờ nghe cách xưng hô đó hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, 1% vừa nãy cũng hết rồi. Có thể làm gì, đi dạo chút thôi, xem nhóm tân binh làm cái gì. Hội họp, gần đây kiến thiết của sư đoàn vẫn chưa hoàn chỉnh,
người phụ trách bên trên chỉ định vẫn chưa xuống nên phải giám sát chặt một chút. Nhưng bây giờ lại uống say mềm rồi. Mẹ nó, mấy tên lính mới đó nham hiểm thật, không ngờ dám làm cho quân đoàn trưởng bị say. Toàn là uống bát lớn, mới uống hơn 10 bát mà đã nằm trên giường rồi. Đây đúng là số khổ mà. Sao được như ấm trà hồ ở tỉnh ủy sống vui vẻ thoải mái được. Nghe nói lúc tức giận anh thường ở hội nghị thường vụ hút sữa ra tiếng soạt soạt. Quân đoàn trưởng Hầu Bình cũng không quên trêu đùa tư lệnh Hồ một chút. Hai người nói đùa quen rồi, nói gì cũng không để bụng. Anh Hầu nói đùa rồi, đấy gọi là hút sữa sao? Phải gọi là thưởng thức trà chứ, đúng là một người thô lỗ. Đến cái này mà cũng không hiểu, ha ha. Tư lệnh Hồ cười sảng khoái. Có gì khác nhau đâu, không phải là đều giống nhau sao? Soạt 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 soạt. Hầu Bình vẫn không tha cho tư lệnh Hồ. Đúng rồi, nói đến sư đoàn tôi chợt nghĩ ra một chuyện. Tư lệnh Hồ nắm bắt cơ hội cảm thấy tâm trạng của quân đoàn trưởng Hầu cũng khá tốt, thế là vội vàng nói đến chuyện chính. Chuyện gì vậy? Không phải là quân khu tỉnh các anh chuẩn bị một khoản muốn đến cứu những người nghèo chúng tôi đấy chứ? Ha ha ha, nếu không tôi lái xe đến đựng tiền. Hay là làm chi phiếu là được rồi. Quân đoàn trưởng Hầu cười nói. Thôi đi, anh mà còn cần cứu giúp, tôi đến chỗ anh kiếm về một xe thì còn đòi. Tư lệnh Hồ vừa cười vừa mắng một câu xong mới nói. Là con trai của Huy cần gây ra chút chuyện, hắn luôn giữ miệng không dám nói với anh. Chuyện này tôi chỉ nói với anh thế thôi. Chuyện gì thế, Hầu Bình thuận miệng hỏi, cũng chẳng để tâm cho lắm. Hôm đó Ngô Diễn uống rượu say. Nó ngồi trên xe đâm vào người ta. Tên nhóc đó uống say còn đánh người nữa. Nhưng chắc là tại say nên không những không đánh được người ta mà còn bị người ta đánh. Bây giờ bị giam tại cục công an thành phố Thủy Châu. Chuyện này phải nhờ anh sắp xếp một người đến đón nó về. Anh cứ phạt nó nặng vào để tránh sau này cả ngày đi gây họa. Tư lệnh Hồ biết lỗ hổng của quân đoàn trưởng Hầu. Nghe thấy uống rượu say nhất định sẽ không trách tội Ngô Diễn. Bởi vì... quân đoàn trưởng Hầu hồi trẻ cũng vài lần do uống say mà bị cơ quan bộ đội bắt giam. Nhưng quân đoàn Hầu may mắn, tìm được mấy cái ô dù nâng đỡ đến vị trí như hôm nay. Nên không sợ uống say mà chỉ sợ không có chỗ dựa. Uống chút rượu có sao đâu, cũng không đánh được ai. Mẹ kiếp, có gì đâu chứ, chuyện nhỏ mà. Tôi lập tức cho người đi cứu nó ra. Cục công an Thủy Châu cũng nhiều chuyện thật, phê bình một chút rồi thả ra là được rồi. Thật là phiền phức, nhưng tiền phạt thì anh vẫn phải nộp đầy đủ. Điều này không thể để nhân dân thiệt thòi đúng không? Quân đoàn trưởng Hầu vẫn chưa hoàn toàn uống say, vẫn nhớ chuyện cũ. Chương 1482, bắt giam cái rắm gì? Đương nhiên người của anh đến cái là tôi lập tức bảo Huy cần đi nộp phạt. Thằng nhóc này anh cứ nhốt nó vài hôm, trừng trị nó. Định phản thiên à, không đánh không nên người, không phạt sao được. Anh Hầu xem làm thế nào rồi đi được rồi, không được khách khí với nó. Tư lệnh Hồ Bình nào không mở nói đến mình đó. Ông ta biết quân đoàn trưởng Hầu ghét nhất hai chữ cấm đoán. Quả nhiên đầu dây bên kia điện thoại quân đoàn trưởng Hầu phẫn nộ hừ nói. Có chuyện gì to tát đâu, cấm đoán cái gì chứ? Tôi nói này ấm trà Hồ, anh biết tôi ghét nhất là hai chữ đó mà nói nữa là anh em tức giận với anh. Tôi lập tức cho người đi đòi người, mẹ nó. Còn nhốt cái gì chứ? Đừng nhắc chuyện này với tôi nữa nếu không tôi sẽ tức giận với ấm trà này đấy. Không nói nữa, không nói nữa. Ha ha, lần sau đến Thủy Châu tôi làm chủ, mời anh uống rượu. Chúng ta đến một nơi yên tĩnh cụng cụng ly. Hai anh em ta cũng lâu lắm không gặp nhau rồi. Ngày trước còn làm lính ngày nào cũng ở cùng nhau, bây giờ chức vụ càng cao, cái mũ trên đầu càng nặng thì cơ hội gặp nhau lại càng ít. Tư lệnh Hồ cười nói. Quân đoàn trưởng cúp máy rồi nhưng tư lệnh Hồ vẫn nghe thấy trong điện thoại tiếng quân đoàn trưởng Hầu kêu người đến trụ sở công an đòi người. Xem ra quân đoàn trưởng Hầu trước khi say mềm vẫn nhớ chuyện này. Buổi tối nhà của bí thư công an tỉnh đảng ủy Lý Sương Hải có một vị khách đặc biệt. Người này xem ra chưa đến 30 tuổi, mặc trang phục lãnh đạo hoành tráng, cao không đến 1m8, sống mũi tương đối cao. Nhìn có vẻ có tư thế của nước Anh. Nhưng mắt đen, tóc đen. Da vàng lại là người Trung Quốc chính cống, tuyệt đối không phải là pha tạp. Người này tên là Phù Chính Hưng, là con trai của nhà họ Phù ở Bắc Kinh. Họ Phù ở Bắc Kinh rất có thế lực nhưng họ đi theo con đường kinh doanh chứ không phải con đường làm quan.
Đương nhiên trong xã hội này có tiền là có thể làm quan, nhưng lúc này người này lại có chút ủ rũ, có vẻ như là không vui. Phía sau một người như kiểu quản gia trong tay xách một hộp quà đồ cổ. Đến là được rồi, còn phải mang gì nữa? Mau vào nhà đi. Vợ của Lý Sương Hải thiếu anh nhiệt tình chào hỏi. Xem ra chắc là quen nhau, hơn nữa quan hệ cũng không tồi. Đi vào phòng khách, Lý Sương Hải cười nói. Ngồi đi Chính Hưng, bác Phù vẫn khỏe chứ? Rất khỏe, ngày nào ăn cơm xong cũng đi dạo, đánh bóng để tăng cường sức khỏe. Nhưng ông ấy cứ nhắc đến chú Lý là gật đầu liên tục, nói chú Lý đánh cờ tướng rất giỏi. Phù Chính Hưng thản nhiên cười nói, cũng không khách khí ngồi xuống. Vậy là tốt rồi, nhưng nói đến cờ tướng tôi sao có thể là đối thủ của bác Phù được. Ba ván đều thua thê thảm. Ha ha, ngại không dám nói nữa. Lý Sương Hải cười nói. Cô Tiếu, đây là mỹ phẩm mới nhất của Hồng Kông. Nghe nói là kem dưỡng da mà những người Hoàng cung Anh quốc thường dùng. Mấy hôm trước cháu có đi qua Hồng Kông, một người bạn mang từ Anh sang. Bị cháu giành mất một bộ, chắc chắn cô Tiếu dùng rồi sẽ càng trẻ trung xinh đẹp. Phù Chính Hưng rất ít khi khen người khác, Tiếu Anh nghe xong quả nhiên cười rất vui, cũng không khách khí nhận mỹ phẩm. Tiếu Anh nhìn một lượt, chỉ cần nhìn cái vỏ gỗ điêu khắc là biết không rẻ rồi. Bên trên hộp vẫn còn một tượng người phụ nữ Anh cao quý màu vàng. Hơn nữa, Tiếu Anh tin là tượng màu vàng đó là làm bằng vàng thật, miệng nói. Chính Hưng, lần này đến thăm nhà cô Tiếu ở lại chơi vài hôm nhé. Ha ha, lần này cháu xuống là có chút chuyện cần giải quyết nhưng... Nói đến đây Phù Chính Hưng nheo mày lại, nhìn Lý Sương Hải một cái. Lúc này, vị quản gia già nói chen vào. Cục công an thành phố Thủy Châu đúng là không ra làm sao, có chút chuyện nhỏ mà cũng bắt người. Người nói này là Phù Vệ Dân, là người nhà họ Phù. Từ trước đến giờ luôn ở nhà họ Phù quản lý việc vặt. Thực ra là nhân vật quản gia thường nhắc đến ngày xưa. Vệ Dân đừng nói lung tung. Thủy Châu là do chú Lý quản lý, sao có thể có chuyện xảo trá không chính đáng được. Phú Chính Hưng cố ý dạy bảo Phù Vệ Dân, mắt nhìn Lý Sương Hải một cái, nói với giọng xin lỗi. Xin lỗi chú Lý, Vệ Dân hồ đồ rồi. Có chuyện gì vậy, ai bị bắt bí vậy? Tiếu Anh vừa nghe thấy thế sắc mặt đã sửng sốt hỏi, Lý Sương Hải vô tình nhíu mày lại biết là Phù Chính Hưng chắc chắn có chuyện cần cầu cứu. Hơn nữa chuyện này nhờ đến mình rồi, chắc chắn là chuyện nhà họ Phù không thể giải quyết được. Thế thì chắc chắn là chuyện lớn rồi, tuyệt nhiên không phải là chuyện nhỏ mà Phù Vệ Dân nhắc đến. Chỉ là người phụ nữ như Tiếu Anh sao có thể trong một thời gian ngắn nhận ra đường vòng của những chuyện này. Vừa nãy Phù Vệ Dân đứng bên cạnh nói xen vào chắc chắn là kế của Phù Chính Hưng. Nếu không Phù Vệ Dân sao dám mở miệng, đây là trường hợp nào mà một người bị coi là hạ nhân có cơ hội nói chuyện chứ? Loại cao quý như nhà họ Phù, đẳng cấp phân biệt rõ ràng gần giống như cán bộ trong thể chế. Hai, Phù Chính Hưng than một tiếng trước rồi mới nói. Em trai cháu là Phù Chính Mậu, chú Lý và cô Tiếu chắc không biết nó. Mấy hôm trước Đinh Hạo rủ nó xuống Thủy Châu chơi, không cẩn thận uống say. Lái xe ở hội sở Hoàng Thị đâm vào một chiếc Audi. Lúc đó em cháu uống say, thấy người đó lên nói Lý liền đánh người ta. Nhưng bọn em cháu chưa đánh được người ta thì đã bị người ta đánh bị thương rồi. Kết quả người đó báo cảnh sát, bọn em cháu bị công an Thủy Châu bắt rồi. Kỳ lạ là chuyện nhỏ như vậy, lúc đó Đinh Hạo nói là sẽ bồi thường tiền sửa xe nhưng đối phương vẫn không tha, giật dây để công an thành phố Thủy Châu bắt người không thả, bảo lãnh cũng không bảo lãnh được. Ông cụ ở Bắc Kinh lo lắng lắm, lo đến mức nằm liệt trên giường rồi. À đúng rồi. Chú của Đinh Hạo Đinh Nhất Minh là hội trưởng thương hội Thủy Châu. Phù Chính Hưng nói hết câu chuyện, uống trà đợi Lý Sương Hải nói. Ừ, việc này tôi cũng nghe nói rồi. Nghe nói cái xe bị đâm là xe của Diệp Phàm, phó bí thư ủy ban thành phố Thủy Châu. Lý Sương Hải thản nhiên nói, trong lòng rất rõ ràng. Chắc mấy tên này gây sức ép một thời gian cũng không được, không ngờ lại tìm đến mình. Nạp Lan Nhược Phong cũng đã ra mặt tìm đến đây. Tuy nhiên, mình đã ử hử cho qua. Không ngờ Phù Chính Mậu lại là người của họ Phù ở Bắc Kinh. Chuyện này đúng là không dễ giải quyết. Bởi vì người mà Lý Sương Hải có quan hệ ở Bắc Kinh có quan hệ khá tốt với nhà họ Phù. Nói đi nói lại thì Lý Sương Hải cũng quen biết nhà họ Phù. Lúc đó đã đi cùng người đó đến nhà họ Phù đánh cờ, không ngờ lại mang lại một chuyện phiền toái thế này. Nhà họ Phù tuy nói là không phải là người có chức vụ gì nhưng sức mạnh của gia đình họ lại không hề nhỏ.
Xã hội này chỉ cần có tiền là có thể thao túng tất cả. Lý Sương Hải quá hiểu cái đạo lý này. Gia đình như vậy thì không thể đắc tội được. Không phải chỉ là một phó bí thư sao? Cũng cao giá quá phải không chú Lý? Hội trưởng Đinh đã ra mặt bảo đền tiền rồi, hơn nữa nói là đền một chiếc xe cao cấp hơn cũng được. Nhưng phó bí thư Diệp vinh váo quá, kiểu như cả thế giới này đều là của anh ta. Tôi nghe ngóng rồi chẳng qua cũng chỉ là một cán bộ cấp sở. Cán bộ như thế ở Bắc Kinh nói một cách không khách khí đâu đâu cũng thấy, còn vinh mặt cái gì chứ? Phù Chính Hưng lộ ra vẻ cao ngạo từ trước đến nay của nhà họ Phù. Lần này vợ của Lý Sương Hải Thiếu Anh không dám hé răng nói gì cả vì Diệp Phàm cũng từng đến nhà Lý Sương Hải. Gần đây cũng xem thời sự biết sức mạnh của Diệp Phàm không nhỏ. Mối quan hệ của hắn với Tề Chấn Đào trước đây cũng nghe Lý Sương Hải nói qua. Tề Chấn Đào là ai? Là nhân vật xếp thứ ba trong đảng ủy tỉnh. Thiếu Anh sao dám hé răng nữa? Hơn nữa, bây giờ Thiếu Anh có chút hối hận, liếc mắt nhìn hộp mỹ phẩm được coi là hoàng thất có tượng nữ Hoàng Anh một cái. Cảm thấy hộp mỹ phẩm như biến thành một quả bom, không chừng chuyện này làm không tốt sẽ làm cho chồng mình gặp nhiều rắc rối. Việc nhà họ Phù không thể không giúp nhưng đối phương lại là Diệp Phàm. Chồng của Tiếu Anh bắt đầu lo lắng, Tiếu Anh thậm chí còn bồng bột muốn đem trả hộp mỹ phẩm cho Phù Chính Hưng. Nhưng Tiếu Anh dù sao cũng là vợ của Lý Sương Hải, khả năng khắc chế vẫn rất tốt. Tuy nhiên Phù Chính Hưng chưa xuất hiện thì Lý Diệp Hải đã nhăn mày lại. Phù Chính Hưng mày ngôn cuồng không sao nhưng cũng không nên không coi cấp bậc của cán bộ ra gì. Nếu một giám đốc sở như Diệp Phàm mà ở Bắc Kinh làm nhân vật chạy khắp đường thì phó phòng như Lý Sương Hải chắc chỉ có thể lăn trên đất. Giám đốc sở, ở tỉnh Nam Phúc chúng tôi đã là cán bộ cấp cao rồi. Lý Sương Hải lạnh lùng hừ nói. Phù Chính Hưng sau khi ngạc nhiên ngẩn người ra thì đã phản ứng lại, mặt hơi hơi đỏ. Vừa nãy chém gió đến mức quên mất cán bộ cấp chính phủ Lý Sương Hải. Nhưng tên này ra mặt cũng không mỏng, lập tức nói. Cháu xin lỗi chú Lý, cháu không có ý đó đâu ạ. Ha ha, chú cũng không có ý gì khác đâu. Lý Sương Hải thản nhiên cười nói. Tất nhiên là cũng không thể vì Diệp Phàm mà đắc tội với nhà họ Phù ở Bắc Kinh được. Hơn nữa, nhà họ Phù có quan hệ rất tốt với chỗ dựa của mình ở Bắc Kinh. Chuyện này, chú Lý, chú xem. Chú là người quản lý hệ thống chính trị pháp luật. Có thể để người của tỉnh tiếp nhận vụ án này không? Phù Chính Hưng cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính, nhìn Lý Sương Hải một cái nói tiếp. Trước lúc đến đây bố cháu có nói là chỉ cần đưa được em cháu ra tiền không phải là vấn đề. Hơn nữa bố cháu cũng nói lần sau chú Lý đến Bắc Kinh bố cháu sẽ đón mời chú tại Vượng Giác Công Quản. Nghe Phù Chính Hưng nói như vậy sắc mặt của Lý Sương Hải có chút thay đổi. Muốn nói đến Bắc Kinh... Vượng Sừng Công Quản thì những cán bộ thượng lưu cơ bản ai cũng biết. Chủ của Vượng Sừng Công Quản nghe nói là có quan hệ họ hàng xa với Trương Đại Soái trong biến cố Tây An. Sau khi cải cách mở cửa, Vượng Sừng Công Quán được người chủ sau đổi thành kiểu hội sở. Địa bàn tương đối rộng, nghe nói những người đi đến đó đều là các cán bộ cấp phó tỉnh ủy trở lên. Nếu không cấp bậc như mình thì không bao giờ có được thẻ hội viên. Nhưng nghe nói vào bên trong cũng chỉ là uống trà nói chuyện thôi. Nhưng các cán bộ cấp cao vẫn hay đến đây. Tại sao? Chẳng nhẽ các cán bộ không còn chỗ nào để uống trà nữa sao? Tuyệt đối không phải như vậy. Các cán bộ đi đâu thì cũng hướng về nơi các cán bộ cấp cao hay đi. Đương nhiên là hy vọng có cơ hội có thể tiếp xúc làm quen với các cán bộ cao cấp hơn nữa. Nếu may mắn ôm được gốc cây nào lớn thì còn có thể thăng quan nữa. Chương 1483, Lý Sương Hải ra tay. Hơn nữa. Giữa quan chức với nhau trong lúc nói chuyện cũng sẽ nghe ngóng được một số động thái quan trọng bên trong, đừng xem thường những động thái này, đối với những quan chức đã nắm rõ tình hình trong và ngoài nước cũng chính là họ đang có ưu thế tiên đoán trước, những điều người khác không biết mà bạn lại biết thì đồng nghĩa với việc bạn có thể hiên ngang đi trước người khác rồi. Ví dụ như một cán bộ ủy ban trung ương nào đó mấy ngày nữa phải đi tỉnh A, nếu viên chức của tỉnh A nghe ngóng được tin này rồi thông báo tin này cho trưởng ban để họ sắp xếp mọi thứ. Vậy thì có thể kịp thời xử lý trước mọi thứ. Ít nhất cũng có thể phòng ngừa một chút, bản thân cũng có thể chuẩn bị đầy đủ, vậy thì sẽ không phải chịu cảnh bị nói là chuẩn bị chưa tốt, cũng sẽ không xảy ra chuyện bị lãnh đạo cấp cao nhìn thấy sự sơ suất lớn, hoặc có thể lúc đó trưởng ban cao hứng sẽ cho chút tiền là chuyện nhỏ. Nếu bạn có thể hầu hạ trưởng ban tốt một chút, có một số tiết mục nào đó, hoặc tốt hơn chút nữa là sau này lúc đề bạt được nói giúp mấy câu thì không phải là quá tốt sao?
Lý Sương Hải trước đây vì bảo vệ cái mũ trên đầu mình cũng đã đến Bắc Kinh mấy lần, cũng đã nghe nói đến Vượng Sừng Công Quán, sau này vẫn luôn mong muốn có một tấm thẻ hội viên. Có điều tuy bây giờ Lý Sương Hải cũng là phó ủy viên cấp tỉnh rồi nhưng không phải tất cả những viên chức cấp tỉnh ủy trở lên cũng đều có được tấm thẻ hội viên Vượng Sừng. Lý Sương Hải vẫn luôn luyến tiếc, cấp bậc như ông hiện nay nếu muốn thăng tiến thêm thì cũng khó như hàng vạn binh mã phải đi qua một chiếc cầu. Cấp bậc của quan chức được hình thành theo hình kim tự tháp, càng đi lên chức vị càng ít, cấp bậc càng cao còn phía dưới đáy thì ngày càng lớn, đó chính là một trong những nguyên nhân khiến kim tự tháp vững chắc như vậy. Vì vậy nếu không thể kết thân được các mối quan hệ tốt thì giấc mộng nâng cấp của ông cũng khó mà thực hiện được, hơn nữa Lý Sương Hải tuổi tác vẫn chưa lớn, 40 mấy chưa tới 50 tuổi thì khả năng được thăng chức vẫn còn lớn, lính không mong trở thành tướng không phải lính tốt. Cũng giống như một viên chức mà không muốn làm một quan chức lớn thì đó không phải là một viên chức giỏi, dù sao thì làm quan cũng không tồi, nó sẽ là động lực giúp các viên chức không ngừng nâng cao bản thân, không ngừng tiến bộ. Còn ông chủ phủ có thể hiên ngang mời khách trong Vượng Sừng Công Quán, điều này vô hình chung cũng chứng minh được thế lực của người ta, chỉ ít thì ông phủ cũng đã có thẻ hội viên, đây chính là biểu hiện của thực lực và thế lực. Đương nhiên Phù Chính Hưng nói như vậy cũng chính là đang muốn cho Lý Sương Hải thấy thế lực của anh ta mà thôi. Thứ hai cũng chính là đang cho Lý Sương Hải cơ hội vào trong quan chức cấp cao. Đương nhiên cũng phải xem Lý Sương Hải có may mắn như vậy không đã. Cảm ơn ông Phù đã nâng đỡ. Lý Sương Hải thật lòng bày tỏ lòng cảm ơn. Ông bắt đầu trầm tư suy nghĩ, tình hình này xem ra mình được giúp đỡ rồi, không thể bỏ qua cơ hội tốt hiếm có này được. Nhưng chuyện này nếu mình trực tiếp nhúng tay vào, ép Lô Vĩ phải đem vụ án chuyển qua cho bên tỉnh ủy đảm nhiệm thì bên Diệp Phàm lại không dễ đối phó. Chuyện này rõ ràng là Diệp Phàm đang nắm giữ người không chịu thả, trong lòng thằng nhóc này đang nghĩ gì thì Lý Sương Hải không thể đoán ra được. Bên Tề Chấn Đào thì Lý Sương Hải không lo ngại lắm, điều mà ông lo ngại chính là yêu cầu tối hôm đó của thư ký thủ tướng là bất luận thế nào phải bảo đảm sự an toàn cho Diệp Phàm. Mối quan hệ giữa Diệp Phàm và Thủ tướng mới là điều đáng lo ngại. Cho dù não của Lý Sương Hải có vấn đề cũng hiểu được rằng Tổng Thư ký ở bên cạnh Thủ tướng cũng chính là đại diện cho Thủ tướng, Thư ký Thủ tướng chỉ vì một phó giám đốc sở ra mặt gọi điện thì cho thấy mối quan hệ này không đơn giản đến mức nào rồi. Lý Sương Hải nghĩ đến đã thấy run sợ, Diệp Phàm thì tuyệt đối không thể đắc tội nhưng chuyện của ông Phù giao phó thì chắc chắn phải làm, lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, Lý Sương Hải đang suy nghĩ. Đang có ý muốn tìm cách nào đó để đẹp lòng cả hai bên. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trà của Phù Chính Hưng cũng uống hết mấy lần, có điều anh ta vẫn thản nhiên ngồi trên ghế không nói gì, anh ta đang đợi Lý Sương Hải quyết định nhưng trong lòng của anh ta vẫn có chút gì đó không thể hiểu nổi. Lý Sương Hải đường đường là bí thư đảng ủy công an tỉnh Nam Phúc, đối phó với một phó giám đốc sở tại sao lại khó đưa ra quyết định như vậy? Cậu chủ nhà họ Phù có ngốc cỡ nào cũng có thể liên tưởng ra chắc chắn anh chàng họ Diệp kia có lai lịch không tầm thường, người có thể khiến Lý Sương Hải đau đầu như vậy tuyệt đối không đơn giản, có điều cậu chủ nhà họ Phù trước đó cũng đã điều tra kỹ rồi, anh chàng họ Diệp kia không hề có gia thế gì cả, xuất thân nghèo khổ, một người như vậy mà lại khiến cho một phó giám đốc sở tốn nhiều công sức như vậy, trong lòng cậu chủ nhà họ Phù thật sự không thể hiểu nổi. Lý Sương Hải cuối cùng cũng hé đôi mắt lim dim ra nói. Thật ra chuyện này tôi sớm đã biết trước nhưng, chính Mậu là em trai cậu chẳng lẽ tôi lại không rõ, cậu có thể chưa tìm hiểu kỹ về cậu bí thư Diệp Phàm này. Cậu đã gặp cậu ấy chưa? Vẫn chưa, nghe nói nhà canh ta ở thành quan huyện Cổ Xuyên, cha là bộ trưởng bộ lao động huyện, mẹ là giáo viên, hình như cũng sắp nghỉ hưu rồi, hình như vẫn còn một người anh trai, một em gái, em trai tên Diệp Tử Kỳ đang làm việc ở bộ tài chính. Phù Chính Hưng một mạch nói ra hết gia cảnh của Diệp Phàm. Xem ra nhà họ Phù vì muốn ra mặt cho Phù Chính Mậu cũng đã tốn rất nhiều công sức, hơn nữa đối với những người nhà họ Diệp cũng đã điều tra rất kỹ. Giống như anh trai của Diệp Phàm là Diệp Cường tuy là đang lãnh đạo tập đoàn Bàn Đế nhưng một ít tiền còn con đó không đáng để nhà họ Phù để mắt tới nên dĩ nhiên Diệp Cường cũng sẽ bị nhà họ Phù lờ đi, còn em gái của Diệp Phàm là Diệp Tử Y càng không đáng để mắt tới. Nhưng em trai của Diệp Phàm là Diệp Tử Kỳ vì đang làm việc ở bộ tài chính nên nhà họ Phù phải chú ý tới, tục ngữ có câu phía đông không sáng thì phía tây sáng, nếu không thể ra tay với Diệp Phàm thì phải nhằm vào gia đình cậu ta. Lý Sương Hải đúng là tên cáo già, vừa nghe xong phút chốc liền hiểu ra, nói.
nếu Diệp Tử Kỳ đang làm việc ở Bộ Tài chính thì các cậu ra tay trực tiếp với cậu ta không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Dù sao Diệp Tử Kỳ cũng là em trai của Bí Thư Diệp, chắc chắn sẽ vì tình anh em mà không phải sao? Đương nhiên Lý Sương Hải cũng ngửi được một mùi khác, nhà họ Phù nếu ra tay với Diệp Tử Kỳ, sẽ đụng phải tường, để cho nhà họ Phù biết được chuyện này khó làm. Sau đó mình ra mặt giải quyết được chuyện này thì có thể cho nhà họ Phù thấy năng lực của Lý Sương Hải này, hơn nữa sẽ để nhà họ Phù các người nợ mình một món ân tình lớn. Nếu không các người cho rằng chuyện này đơn giản lắm, việc này mà ra mặt thì sẽ không có lợi ích gì, đây chính là một sự so sánh, vì sao hoa đỏ cần phải có thêm lá xanh mới thể hiện hết vẻ đẹp của nó, chính là lý do này. Lý Sương Hải hỏi vậy là vì muốn tăng thêm tính khó khăn của vấn đề, như vậy mới thể hiện hết năng lực của ông ta. Sau này cho dù chuyện này làm không xong thì nhà họ Phù các người cũng không thể trách tôi, đây cũng chính là vì muốn tìm một đường thoái lui tốt. Không thể không nói một người dấn thân vào quan trường nhiều năm như Lý Sương Hải thì chắc chắn biết cách giữ tốt vị trí của mình, hơn nữa việc biết nắm bắt cơ hội để tận dụng khiến ông luôn đứng vững trên quan trường. Chuyện này, ha ha, Diệp Tử Kỳ chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ nhặt, tìm thì cũng đã tìm qua cậu ta rồi nhưng dường như đối với Diệp Phàm thì cậu ta không có sức ảnh hưởng lớn, nên cha cháu nghĩ rằng kế này chắc không được rồi. Phù Chính Hưng nét mặt có phần sửng sốt nhưng lại nói với vẻ hết sức bình thản. Lý Sương Hải có phần không hiểu, nhà họ Phù nói như vậy chẳng qua là vì muốn che đậy bản thân thôi. Thực tế cũng vậy, lúc đó nhà họ Phù ra mặt lại không hề tìm Diệp Tử Kỳ mà lại trực tiếp tìm người phụ trách của cậu ta vụ trưởng Phong Thanh Lục, muốn từ Phong Thanh Lục để xử lý Diệp Tử Kỳ. Bởi vì, nhà họ Phù cảm thấy nếu trực tiếp đi tìm Diệp Tử Kỳ thì mất mặt quá. Không ngờ rằng vụ trưởng Phong Thanh Lục lại không chút do dự từ chối việc này. Hơn nữa thái độ ông ta lại rất dứt khoát. Không hề biết hai chữ khéo léo là gì. Sau chuyện này, nhà họ Phù mới thấy được tên họ Diệp này không phải là nhân vật tầm thường nên cậu chủ nhà họ Phù Phù Chính Hưng mới phải đích thân chạy tới Thủy Châu một chuyến. Ừ, nói cũng đúng. Lý Sương Hải thản nhiên gật đầu, đương nhiên không phải châm chọc chuyện này, ông nhìn Phù Chính Hưng một lát rồi hỏi. Cậu đã gặp Diệp Phàm chưa? Chưa, cháu vừa tới Thủy Châu liền vội tới tìm chú rồi. Phù Chính Hưng nói với vẻ mặt khó hiểu, Lý Sương Hải cứ hỏi chuyện này làm gì nhỉ, tên Diệp Phàm đó có phải là ba đầu sáu tay đâu mà cứ hỏi mình thấy qua anh ta chưa, chuyện này thì liên quan gì chứ? Cậu ta rất trẻ, năm nay nếu tính theo tuổi mụ thì chỉ mới 25 tuổi hơn thôi. Lý Sương Hải bình thản nói, quả nhiên thấy rõ sắc mặt của Phù Chính Hưng và ông quản gia trung niên kia đều có chút biến đổi, xem ra trong lòng họ rất ngạc nhiên. Hơn nữa Phù Chính Hưng dường như cũng hiểu được lời nói lúc nãy của Lý Sương Hải, chẳng qua người ta trẻ như vậy mà đã ngồi lên chức vị cao như thế, có thể dùng từ xuất thân nghèo nàn đơn giản như vậy để giải thích mọi chuyện sao? Những người như vậy, có thể ngồi lên vị trí giám đốc sở thì phía sau không chỉ có phó giám đốc tỉnh ủy mà còn có các quan cấp cao của tỉnh chống đỡ nữa, làm sao có thể ngồi lên vị trí giám đốc sở, Lý Sương Hải đang tiết lộ với Phù Chính Hưng về nhân vật khó đối phó này. Thật không thể ngờ, nước Cộng Hòa vẫn còn vị quan chức trẻ tuổi như vậy trong thành phố, những người bạn cháu quen nếu ở độ tuổi 25, 26 ở chức vị sở trưởng đã thấy nhiều rồi, phó giám đốc sở cũng thấy qua vài người nhưng giám đốc sở ở độ tuổi trẻ như vậy thì đúng là không gặp nhiều lắm. Phù Chính Hưng nói, thật ra tên này thực chất đang nói nhăng nói cuội, làm gì có một giám đốc sở ở tuổi 25 chứ? Người này tuyệt đối không phải đơn giản như cậu tưởng tượng đâu nên có một số chuyện phải hết sức thận trọng không phải sao. Hay là vậy đi, chú sẽ đi nghe ngóng một chút rồi tính tiếp vậy. Lý Sương Hải nói vậy là vì muốn bày tỏ sự thân thiết với nhà họ Phù và cũng muốn thể hiện bản thân thật sự là người có kinh nghiệm. Lý Sương Hải gọi điện thoại trước mặt Phù Chính Hưng. Nói, đồng chí Lô Vĩ, về chuyện bản án của Bí Thư Diệp chỗ các anh làm tới đâu rồi? Chuyện này có ảnh hưởng khá lớn, có người đã báo lên sở tỉnh rồi, tôi là bí thư công an đảng ủy cũng phải ra mặt để giải thích một chút chứ phải không nào. Thái độ của Lý Sương Hải rất hòa nhã chứ không phải giọng điệu nạt nộ, ông ta muốn ra tay từ chỗ Lô Vĩ chứ không trực tiếp tìm Diệp Phàm vì Lô Vĩ là thuộc hạ của ông ta, cấp trên hỏi thuộc hạ cũng là chuyện thường tình. Bí thư Lý à, bản án này đã lên tới phạm vi án hình sự rồi vì vậy bên cục phải điều tra rõ ngọn ngành mới đưa ra kết luận được. Hơn nữa Bí Thư Diệp cũng là cấp trên trực tiếp của tôi, trong khu vực của tôi xảy ra chuyện này,
Bí thư Diệp tuy không chính thức phê bình nhưng với cá nhân tôi cảm thấy thật sự có lỗi. Nên chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm khắc, giúp cho người dân ở thành phố Thủy Châu có cuộc sống an ninh, cũng là để cho Bí thư Diệp một lời giải thích hợp lý. Nếu không người ta sẽ nói rằng ngay cả Bí thư Thành ủy cũng có người dám động đến, vậy thì những dân thường như chúng tôi còn dám ra đường sao? Ôi chà, sức ảnh hưởng của vụ này quả thật rắc rối, xem ra, cả thành phố phải đối mặt với chuyện này, xem như một hồi chuông cảnh báo vậy. Lô Vĩ cũng cố ý nói ra những lời quỷ quái này. Chương 1484, đứng một góc để nhìn mới là người tài giỏi. Bí thư Diệp có chỉ thị gì không? Lý Sương Hải hỏi. Anh ta làm sao có thời gian để tới chỉ thị, nghe nói gần đây anh ta đang bận phát triển khu Hồng Liên, cũng làm khó cho anh ta thật. Khu Hồng Liên có khoảng hơn 1 triệu dân, song Hồng Liên lại ô nhiễm nghiêm trọng như vậy. Trước kia chủ tịch thành phố Cố đúng là đã để lại cục diện quá thảm hại, Bí thư Diệp không thể thu dọn kịp, gần đây anh ta đang bận chạy đôn chạy đáo để nhờ giúp đỡ, chẳng qua là muốn chiêu mộ thương nhân đầu tư phát triển kinh tế Hồng Liên để kiếm chút tiền mà thôi. Cho nên, ngay cả công việc của bản thân anh ta cũng lo không xuể rồi, có điều thân làm cấp dưới, chia sẻ chút khó khăn với cấp trên cũng là việc nên làm mà. Nên bản án này tôi đang đích thân xử lý, tuyệt đối không thể để những kẻ phạm tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được, nếu không chức vụ cục trưởng của tôi không phải chỉ có tiếng thôi sao? Lô Vĩ nghiêm túc nói, nhưng Lý Sương Hải từ trong lời nói đó của cậu ta lại nghe ra được một cơ hội chuyển mình. Ừ, các cậu làm rất đúng, chúng ta không thể bỏ qua cho những kẻ xấu nhưng cũng phải chú ý đến tầm ảnh hưởng một chút phải không? Lý Sương Hải gác máy, trầm tư một chút rồi nói với Phủ Chính Hưng. Chuyện này chú thấy vẫn còn cơ hội chuyển mình, chú không thể trực tiếp xuất hiện kêu họ thả người được. Dù sao người mà họ công kích cũng là vị phó bí thư giám đốc sở, không những có ảnh hưởng không tốt mà còn tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực trong lòng dân. Chú Lý, chú nói thế nào thì tụi cháu sẽ làm thế đó sao? Phù Chính Hưng sắc mặt khó coi nói. Ha ha, không cần nghiêm túc vậy đâu. Lý Sương Hải cười cười, nhìn Phù Chính Hưng một lát rồi nói. Thật ra các cậu có thể ra tay ở lĩnh vực đầu tư mà. Ra tay ở lĩnh vực đầu tư, chú Lý, chuyện này thì có liên quan gì tới vụ bản án đâu. Phù Chính Hưng nói với vẻ khó hiểu. Có liên quan rất lớn nữa kìa. Lý Sương Hải cười cười, húp một ngụm trà nói. Cậu cũng biết Diệp Phàm không những là phó bí thư tỉnh mà còn là bí thư quận ủy khu Hồng Liên nữa. Khu vực Hồng Liên, nói câu khó nghe thì trước kia đã bị chủ nhiệm trước làm cho rối rắm cả lên. Bây giờ trên thực tế là một nơi hoang tàn. Diệp Phàm bây giờ lại phải thu dọn chỗ đó, chắc chắn sẽ rất đau đầu, dự án phát triển kinh tế này không phải rất cần tiền sao, còn tiền thì ở đâu ra, không phải là phải có người đầu tư mới có sao. Đến lúc đó cùng nhau đầu tư rồi thành lập công ty nhỏ, thu thuế một lúc sẽ có tiền, việc này không phải rất có lời sao. Chú còn nghe được một tin nữa, nghe nói sông Hồng Liên còn tính làm dự án sinh thái nhân văn ngày nay. Khu Hồng Liên nói là sẽ chào đón những người từ khắp nơi tới cùng nhau hợp tác, cùng nhau có lợi. Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú Lý, tụi cháu xin phép về trước. Con trai nhà họ Phù không ngốc, hễ nghe liền hiểu rồi. Về tới Bắc Kinh cậu giúp ta hỏi thăm sức khỏe cụ Phù nhé. Lý Sương Hải cười nói. Cháu sẽ làm mà, cảm ơn. Phù Chính Hưng gật gật đầu bước ra cửa. Cha, thì ra là vậy, cậu Phù à. Chuyện này rõ ràng là đang mượn vụ bản án để thực hiện hành vi gian lận, chúng ta cứ làm to chuyện này lên, xem họ sẽ làm gì chúng ta. Quản gia nhà họ Phù có chút bất bình nói. Sẽ không có tác dụng đâu, chú tố cáo ai? Chính phủ sẽ quản chuyện này sao? Người ta đâu đòi tiền chúng ta, hơn nữa, việc đầu tư đó lại là cam tâm tình nguyện, bất luận thế nào cháu nghĩ chúng ta hãy cứu chính mậu ra đã rồi tính. Ném mấy chục triệu ra thì có thể dẹp yên chuyện này rồi. Ở đây là Thủy Châu chứ không phải Bắc Kinh, ở đây chúng ta là người từ nơi khác tới. Còn Diệp Phàm chừng nào có cơ hội chúng ta sẽ thu dọn hắn ta. Sau mùa thu mới tính sổ, câu này chú hiểu chứ? Phù Chính Hưng vẫy vẫy tay, gọi điện cho ông Phù đang ở Kinh Thành. Lý Sương Hải này đúng là vô dụng, đường đường là bí thư công an tỉnh ủy, ủy viên thường vụ, ngay cả một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng dàn xếp không xong. Ông Phù còn muốn mời ông ta đến Vượng Sừng Công Quán, xem ra, tôi nghĩ không cần nữa đâu. Quản gia nhà họ Phù hắng giọng nói. Vậy cũng không đúng, chú thử nghĩ xem, ở trên có trung ương,
ở dưới có địa phương, chuyện này cũng đang phức tạp, đang rất căng thẳng. Chú nghĩ thử xem, Lý Sương Hải nhắc đến tuổi tác của Diệp Phàm, thực tế là muốn chúng ta biết hậu thuẫn của tên họ Phàm đó mạnh lớn cỡ nào, ông ta cũng có chút khó xử. Hơn nữa không phải chú không biết phong cách làm việc của tên Phong Thanh Lục thuộc bộ phận tài chính Bắc Kinh đó. Ông ta còn từ chối thẳng thắn hơn Lý Sương Hải nhiều, ông ta nói chuyện này ông ta chẳng thể ra mặt được. Hơn nữa, lại còn nhăn nhó mặt mày, chơi trò gì vậy chứ? Phù Chính Hưng hắng giọng nói. Chẳng lẽ tên tiểu tử đó ngay cả ở Bắc Kinh cũng có người hậu thuẫn sao? Phù Vệ Dân nhìn Phù Chính Hưng với vẻ không tin. Chuyện này cũng không thể nói trước được nhưng chí ít Phong Thanh Lục cũng có thâm tình với cậu ta, chú nghĩ xem, quan hệ của nhà họ Phù chúng ta ở Bắc Kinh như thế nào, cho dù Phong Thanh Lục chưa lĩnh giáo qua nhưng cũng phải nghe qua chứ. Vậy mà anh ta vẫn không chịu hé môi, điều này cho thấy tên tiểu tử họ Diệp chắc chắn có hậu thuẫn không nhỏ ở Bắc Kinh. Những người như vậy, theo phong cách làm việc thường ngày của cha thì nên kết bạn chứ không thể thành kẻ thù được. Chuyện lần này, chính Mậu thật ra cũng có chút quá đáng. Diệp Phàm là phó bí thư tỉnh thành cũng phải cần sĩ diện, có điều tên tiểu tử này rất kỳ lạ, dường như là cố ý làm ra vẻ khó khăn, mục đích là muốn lừa chúng ta đầu tư vào, người này có vẻ khá thú vị đó. Phù Chính Hưng cười nhạt nói. Ông chủ dặn dò thế nào vậy cậu? Phù Vệ Dân hỏi. Sáng mai tới khu Hồng Liên một chuyến, xem thử có dự án nào nên đầu tư, cha căn dặn rồi, có lẽ việc xây dựng sông Hồng Liên cũng là một cơ hội. Cha nói cơ hội kinh doanh có ở khắp nơi, nhìn thì có vẻ không tốt nhưng vừa nháy mắt liền có thể biến thành tốt, quan trọng là phải biết nắm bắt cơ hội. Huống hồ, không thể kiếm được tiền thì cũng phải thu lại tiền vốn chứ nhưng ít nhất cũng phải đưa chính Mậu ra trước, còn về thái độ tên Diệp Phàm đó thì phải đợi sau này hãy nói vậy. Có điều cho dù thế nào thì cậu ta đã ép nhà họ Phù chúng ta ra mặt như vậy, sau này nhất định phải tính món nợ này. Phù Chính Hưng nói đến đoạn sau nét mặt ngày càng ôn hòa hơn, khuôn mặt nở nụ cười. Phù Vệ Dân thấy vậy liền biết cậu chủ đã thật sự nổi giận. Nếu cậu ta cười thì chính là đã kích động thật, ngược lại nếu nét mặt cậu ta khó coi thì lại không có chuyện gì nữa. Sáng hôm sau, Lô Vĩ đột nhiên gọi điện đến, nói là người của tập đoàn thứ hai đang trú ở Thủy Châu tới rồi, yêu cầu giao Ngô Diễn ra để họ đưa đi. Hừ, xem ra mọi chuyện sắp có thay đổi rồi. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Ngô Huy Cần tên cáo giả đó thay đổi chủ ý rồi. Đại ca, chúng ta hãy hành hạ tên Ngô Diễn đó rồi nói, em sẽ kêu thêm người đi điều tra thử xem tên đó làm thêm chuyện gì nữa không, nếu có thì tính sổ chung luôn. Lô Vĩ cũng khá bực tức rồi. Hừ, trong chuyện này vẫn còn người đứng sau nữa, lúc trước tại sao Ngô Huy Cần lại không dám dùng đến người của tập đoàn thứ hai để tới đón người, còn viện cớ muốn cướp người nữa. Chứng tỏ Ngô Huy Cần sợ lãnh đạo của tập đoàn thứ hai biết những việc mà con trai ông ta làm, sợ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai. Từ đó có thể thấy tên Ngô Huy Cần có quan hệ không tốt lắm với lãnh đạo tập đoàn thứ hai, tại sao vừa về tới phải tới một đêm mới thay đổi chủ ý. Người này đã đi hỏi người cao tay hơn rồi, sau khi thông qua chỉ điểm của cao nhân mới đột nhiên thay đổi chủ ý, hơn nữa chuyện này có liên quan đến việc phòng tiếp khách của khu quân sự tỉnh ủy bị dỡ bỏ. Cậu nghĩ thử xem, cao nhân này là ai đây? Diệp Phàm nói. Tám phần chính là lão già Hồ Trung Minh tư lệnh khu quân sự tỉnh ủy, người này còn có biệt danh là Hồ Ấm Trà, một ấm trà bể mà thôi. Lô Vĩ mắng. Không phải tám phần mà khẳng định chính là ông ta. Người này dường như có quan hệ tốt với Hầu quân trưởng nên mới dám tiết lộ chuyện này với quân trưởng Hầu. Diệp Phàm cười nói. Vậy thì chúng ta có nên ra tay trước? Không để Ngô Diễn rời khỏi thành phố, để xem bọn người quân trưởng Hầu sẽ làm gì. Lô Vĩ nói. Không được, hôm qua chúng ta viện lý do mà không sợ khu quân sự tỉnh ủy nhưng hôm nay thì khác, đây gọi là từng giây từng phút đều sẽ có thay đổi. Ngô Diễn là người của quân đoàn thứ hai, họ đến đòi người cũng là điều hợp lý, cậu giao người cho họ rồi về là được rồi. Diệp Phàm nói. Vậy không phải là quá dễ dãi với tên tiểu tử này sao? Dự định là khi về tới mới thả người ra, kết quả lại chẳng ra gì cả, đại ca lần này xem như tốn công vô ích rồi, hay là tôi cho người đập một trận cho tên đó trước rồi tính, nếu không thật không thể nguôi giận được. Lô Vĩ nói với vẻ gấp gáp. Ha ha, cho hắn chịu khổ một chút là đúng, có điều không thể để cho người ta biết mình đã ra tay, làm xong thì giao người rồi đi, tôi muốn xem thử quân trưởng Hầu sẽ xử lý chuyện này thế nào.
giọng điệu của Diệp Phàm đột nhiên hống hách hẳn lên. Được à? Lô Vĩ gật gật đầu, cũng không biết bên trong hồ lô của đại ca rốt cuộc đang đựng thần dược gì. Ngô Huy cần bồi thường tiền bàn cho cậu chưa? Diệp Phàm lại nhớ ra việc này. Đã chuyển qua rồi nhưng mới có 100 ngàn, mẹ kiếp, đã nói trước là 200, miệng lưỡi tên đó đúng là hôi hám, không thể tin được, còn uy tín của phó tư lệnh khu quân sự tỉnh ủy còn kém hơn cả đám giang hồ nữa. Lô Vĩ mắng một câu. Hừ, yên tâm, hắn sẽ trả cho cậu nhiều hơn, 100 ngàn hắn không chịu trả sao? Vậy thì chúng ta sẽ đòi thêm hắn 300 ngàn, đối với loại tiểu nhân nuốt lời như vậy phải làm vậy thôi. Cách nghĩ trước giờ của tôi chính là tuyệt đối không nhường nhịn. Diệp Phàm cười nhạt. Người chúng ta cũng đã giao rồi, con trai hắn cứu ra được thì cũng sẽ sợ chúng ta. Hơn nữa chuyện náo loạn hôm đó cũng không lên mặt báo được, nếu cứ đụng chuyện mới nói thì không còn thú vị nữa. Lô Vĩ nói. Yên tâm đi, chuyện đó đã qua lâu rồi. Lần sau sẽ buộc hắn ta cam tâm tình nguyện đưa tiền tới. Diệp Phàm nói. Đại ca lại nghĩ ra cách nào để trị hắn ta hả? Lô Vĩ cười khan một tiếng, nếu có tiền bỏ vào túi thì trong lòng Lô Vĩ cảm thấy rất sảng khoái. Tuy nhà họ Lô giàu có, đó là chuyện của nhà họ Lô hơn nữa, nhà họ Lô có khá nhiều người, khi đến tay mình cũng chẳng được bao nhiêu nữa, còn việc này có thể khiến người ta tức giận mà lại được tiền, cho dù có phải chi ra một ít tiền cũng không được hả giận như vậy. Tạm thời phải giữ bí mật, ông em cậu đợi tiền đến đi, cứ rộng lượng để cho phó tư lệnh Ngô thêm mấy giờ nữa vậy. Diệp Phàm thản nhiên cười, miệng nói. Cũng đã đến lúc rồi phải không? Đến lúc gì vậy đại ca? Lô Vĩ không nhịn được hỏi. Tối qua không phải Lý Sương Hải đã gọi cho cậu sao? Ha ha, hình như có người không thể ngồi yên rồi, có lẽ hôm nay sẽ đến khu Hồng Liên để điều tra gì đó. Diệp Phàm cười thản nhiên nói, làm cho Lô Vĩ cảm thấy đại ca ngày càng thần bí hơn rồi. Thằng nhóc này còn hỏi với vẻ không tin. Bí thư Lý chỉ là hỏi một chút về tình hình bản án thôi mà, chuyện này thì có liên quan quái gì tới việc người ta tới điều tra chứ? Ha ha, hay là chúng ta cá cược đi, nếu cậu thua thì tối nay mời khách. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Không cá đâu. Vội vàng gác mấy, trong miệng lảm nhảm. Thật hay giả đây, không lẽ đại ca biết phép thần thông, không phải chứ? Chỉ hỏi về tình hình bản án mà có thể đoán được người ta sẽ tới điều tra, đây là nghĩa lý gì đây? Chợt truyền tới một tin hơn 10 giờ sáng, tập đoàn Thiên Mậu của gia tộc Phù Thị ở Bắc Kinh tập hợp lại đến Thủy Châu, dưới sự lãnh đạo của đại thiếu gia nhà họ Phù Phù Chính Hưng, một đoàn người đang lái 3 chiếc Audi hùng hậu tiến thẳng về phía khu vực Hồng Liên. Chương 1485, thằng nhóc này rất quỷ quyệt. Chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên sau khi nghe được tin tốt này liền dẫn người của chính quyền đến trước cửa lớn. Việc thần tài gia đại thiếu gia nhà họ Phù đích thân dẫn người tới khảo sát đương nhiên khiến cho chủ tịch quận Trương rất vui, có điều chủ tịch quận Trương cũng khá lo lắng, Thủy Châu cách Bắc Kinh cả mấy ngàn km, thiếu gia nhà họ Phù tại sao lại để ý tới khu Hồng Liên chứ? Nhưng bất kể thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, có được hay không thì phải xem điều kiện của mình thôi. Chủ tịch quận Trương vừa xuống lầu vừa lớn tiếng ra lệnh cho nhân viên làm tốt vệ sinh mọi mặt, những thứ có thể chiếu sáng toàn bộ cho sáng loáng hết. Tranh thủ lấy túi tiền của tập đoàn tài chính này. Diệp Phàm sớm đã nghe được tin này từ trưởng Tê Ben thư ký quận ủy Phạm Đông Bằng, tên này nghe xong sắc mặt bình tĩnh nói. Làm xong công việc nghênh đón, những gì có thể làm được thì cố mà làm cho tốt. Nghe nói nhà họ Phù là tập đoàn tài chính lớn ở Bắc Kinh, có ảnh hưởng khá tốt ở Bắc Kinh. Có lẽ thông qua họ chúng ta có thể có thêm được những vị khách lớn nữa. Tôi lập tức đi chuẩn bị ngay. Phạm Đông Bằng gặp người đi ra. Không lâu sau 3 chiếc Audi chạy thẳng vào trước sân lớn của chính quyền khu Hồng Liên vì tầng lầu mới đang xây dựng nên trước sân có vẻ khá lộn xộn. Tuy lúc đó đã được thu dọn qua nhưng vẫn còn lộn xộn, dưới đất khắp nơi đều vương vãi vật liệu xây dựng như sắt thép, cát, đá, còn công nhân xây dựng công trình cũng gấp gáp tăng ca để xúc tiến công trình. Động tác của Phạm Đông Bằng rất nhanh, từ lúc nghe lệnh chưa tới 15 phút đã mượn được một lớp học sinh tiểu học ở gần đó. Tay cầm vòng hoa, những bông hoa giả giống như vậy nói chung cũng có thể ứng phó tạm. Nhìn khung cảnh rất nhộn nhịp, còn kéo một biểu ngữ trên đó viết nhiệt liệt chào đón tập đoàn Thiên Mậu đến Hồng Liên, nếu ai đó nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện ra vết mực trên biểu ngữ đó vẫn còn thoang thoảng mùi giấy mực vì nó chỉ mới được viết thôi. Chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên cùng với Phù Chính Hưng một đoàn người đi dạo vài chỗ,
còn ngồi mấy chiếc thuyền nhỏ dạo một lát quanh khu Hồng Liên con sông đang trong quá trình xây dựng. Sau khi nhìn thấy công trình cầu Cửu Vân của Tết Hoa Đăng thì đoàn người của Phù Chính Hưng đều dừng lại, những người có nhiệm vụ khảo sát hỏi tường tận về một số việc liên quan tới Tết Hoa Đăng. Trong lúc Chủ tịch quận Trương đang tràn đầy hy vọng thì gương mặt Phù Chính Hưng lại mang nét cười lại không nói lời nào khiến cho Chủ tịch quận Trương cảm thấy hết sức bồn chồn, không biết trong lòng của đại thiếu gia này đang có ý nghĩ gì. Hơn nữa lại có mấy tên phóng viên cập nhật tin tức kịp thời chạy đến hiện trường. Một phóng viên tóc ngắn phỏng vấn tại chỗ thiếu gia nhà họ Phù, hỏi. Cậu Phù, đối với kế hoạch cầu Cửu Vân của Tết Hoa Đăng khu Hồng Liên, anh có cảm tưởng gì? Cảm tưởng, rất tốt, một nơi rất tốt về nét văn hóa dân tộc nhưng liên quan đến việc Tết Hoa Đăng thì tôi muốn bàn một chút với bí thư Diệp Phàm chủ nhân khu Hồng Liên. Lúc nãy tôi có hỏi qua các vị ở đoàn khảo sát, họ cũng đã nói ra ý kiến của họ, cũng được gọi là có chút ý tưởng rồi. Đương nhiên còn chuyện có được hay không còn phải gặp bí thư Diệp Phàm mới nói được, còn lúc này chỉ là ý nghĩ của bản thân tôi thôi. Phù Chính Hưng mỉm cười, nói với dáng vẻ rất phong độ. Không biết cậu Phù chừng nào mới bàn chuyện hợp tác đầu tư với bí thư Diệp? Và tại sao lại phải bàn với bí thư Diệp? Phóng viên hỏi dồn. Nghe danh của bí thư Diệp đã lâu, nghe nói quốc lộ thiên tường là ý tưởng của anh ta, một quan chức lại có thể làm ra một công trình đồ sộ như vậy. Bản thân tôi rất tin tưởng vào năng lực của anh ta cho nên tôi mong rằng có thể sớm gặp mặt bí thư Diệp để bàn về việc này. Phù Chính Hưng thản nhiên nói. Còn Chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên nghe thấy Phù Chính Hưng thẳng thắn thổi phồng Diệp Phàm tự nhiên trong lòng ông ta cảm thấy chua xót vô cùng nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười giống hệt một bà tú bà đang gượng cười để tiếp khách. Chính vào lúc này trưởng ban thư ký quận ủy Phạm Đông Bằng nhận được điện thoại, vừa gác máy liền bước nhanh đến trước mặt Phù Chính Hưng. Nét mặt vui vẻ cười nói. Giám đốc Phù, bí thư Diệp nghe nói nhà họ Phù ở Bắc Kinh rất có thành ý muốn đầu tư vào công trình Tết Hoa Đăng của sông Hồng Liên, cậu ta rất vui, chuyện này xem như mở cửa hồng vậy, bí thư Diệp nói buổi trưa mời đoàn người của giám đốc Phù ăn bữa ăn nhẹ, không biết giám đốc Phù có thời gian hay không? Đương nhiên có thời gian rồi, Phù mỗ rất mong được gặp anh ta. Trong lòng Phù Chính Hưng rất khinh bỉ tên họ Diệp đó nhưng ngoài miệng thì lại tràn đầy vui vẻ, mặt đầy nhã khí. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, em trai của Phù Chính Hưng đã bị bắt mà hắn lại chạy đến khu Hồng Liên để đầu tư. Đang bày trò gì đây chứ? Con người này dù là sắt đá cũng không sắt đá tới mức đó chứ. Huống hồ chuyện lần này hình như không giống với tác phong của nhà họ Phù lắm. Đinh Nhất Minh có chút bồn chồn, nhìn người trung niên đối diện mình hỏi. Bá Chính. Anh chắc chắn là nhà họ Phù sẽ đầu tư vào khu Hồng Liên sao? Lưu Bá Chính là trí tuệ của nhà họ Đinh, là cố vấn mà tập đoàn Đinh Thị mời đến. Ông ta luôn nhận được sự kính trọng từ nhà họ Đinh hơn nữa. Lưu Bá Chính vì sự nổi dậy của Đinh Thị đã tốn bao tâm huyết, còn Đinh Nhất Minh cũng khá xem trọng ông ta cho nên đã cho ông ta một số cổ phần nhất định. Đinh Tổng, tôi thấy hình như là nhà họ Phù đã thỏa hiệp. Con mắt của Lưu Bá Chính rất độc, liếc một cái đã nhìn thấu bản chất sự việc. Ý anh nói là họ lấy tiền để cứu nguy. Đinh Nhất Minh trao mày hắng giọng nói. Cũng không chắc là vậy, tại sao chứ? Diệp Phàm bây giờ đang cần có người đầu tư để tăng trưởng kinh tế, thiết lập lại hình tượng Hồng Liên, chỉ cần kinh tế của Hồng Liên đi lên thì Diệp Phàm mới có thành tích chính trị. Đối với quan chức mà nói thì điều này rất quan trọng, hơn nữa hình tượng vốn có của khu Hồng Liên ở Thủy Châu khá thảm hại, xây dựng lại hình tượng chính là việc làm trước mắt mà Diệp Phàm muốn làm nhất. Hơn nữa cũng có thể tiếp thêm dũng khí cho những cán bộ viên chức trong khu vực, thật ra lòng tin cũng rất quan trọng cho nên nếu như nhà họ Phù đầu tư vào thì có thể có được rất nhiều chính sách ưu đãi. Lưu Bá Chính phân tích nói. Chuyện này, không phải quá. Đinh Nhất Minh có chút cảm giác mất mặt. Cả hai bên đều hiểu ý nhau, cũng không cần quan tâm mất mặt hay không nữa, nhà họ Phù đã có quyết tâm lớn như vậy thì tại sao chúng ta không thể? Còn sau khi chuyện xảy ra phải giải quyết hắn thế nào thì đó là chuyện sau này. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Hơn nữa, nghe nói Ngô Diễn đã được Ngô Huy Cẩn chuyển đến quân đội tập đoàn thứ hai của Thủy Châu rồi. Bên ông ta chắc đã sắp xếp ổn thỏa rồi, khi trở lại thì không còn gì nữa. Diệp Phàm bây giờ đang mượn chuyện này để gây sự, chẳng qua là muốn lừa mọi người đầu tư vào mà thôi, người này đã lao tâm tổn sức thật sự. Vì đất nước mà phải bán mạng như vậy cũng được xem là một đại nhân vật. Lưu Bá Chính nói, nếu thật sự không được thì chúng ta xem trước cũng được mà. Đinh Nhất Minh nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe vì khóc cùng em gái,
trong lòng có chút xót xa nên thái độ cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi thấy hay là chúng ta kéo cha của Lưu Bình là Lưu Bản Tín vào cuộc đi, nghe nói người này cũng đã đến Thủy Châu vẫn đang hoạt động, ông ta cũng nôn nóng hoạt động hơn chúng ta nữa. Bên Đài Loan có một số người không hiểu lắm về chế độ chính sách của đại lục ta, sau khi nghe người khác đồn bậy đồn bạ xong liền e sợ. Chuyện này, chúng ta cần phải tăng thêm sự hiểu biết và lòng tin của cả hai bên mới được. Lưu Bá Chính đề nghị. Cha, lập tức liên lạc với Lưu Bản Tín, nếu có thể bàn bạc thì chúng ta sẽ lập tức qua bên đó, cùng nhau liên hợp đầu tư với nhà họ Phù. Đinh Nhất Minh thở dài. Giữa trưa, phòng tiếp khách thành ủy khá nhộn nhịp. Đồng chí Diệp Phàm của khu Hồng Liên đang ở trong tiếp đãi đoàn viên chức khảo sát của Phù Chính Hưng đến từ Bắc Kinh. Lúc nhìn thấy vẻ mặt đẹp trai của Phù Chính Hưng, Diệp Phàm đưa tay ra có điều không hề động đậy, chỉ đứng tại chỗ. Phù Chính Hưng sau một lúc ngẩn người thì biết là Diệp Phàm đang giữ thân phận. Viên chức đều có dáng vẻ như vậy, nếu là ở Bắc Kinh thì Phù Chính Hưng chắc chắn đã hất mặt quay người đi rồi, có điều bây giờ khác rồi, giờ là ở Thủy Châu. Tuy trong lòng cậu chủ nhà họ Phù đang tức giận nhưng vẫn nhiệt tình bước lên phía trước, đưa tay ra nắm chặt tay của Diệp Phàm cười nói. Nghe danh bí thư Diệp đã lâu. Ha ha, Diệp Phàm chỉ là người bình thường, làm sao sánh được với đại danh vang lừng như nhà họ Phù ở Bắc Kinh chứ? Hôm nay giám đốc Phù tới Hồng Liên thì chính là hồng phúc của Hồng Liên. Tôi thay mặt bộ máy chính quyền đảng ủy Hồng Liên nhiệt liệt chào đón khách quý tập đoàn Thiên Mậu tới Hồng Liên tham quan khảo sát đầu tư, chúng ta hãy cùng hợp tác kiếm tiền. Cổ nhân thường nói bạn hữu từ phương xa đến, còn niềm vui nào hơn. Diệp Mỗ cũng muốn tặng câu này cho đoàn người của tập đoàn Thiên Mậu. Diệp Phàm cũng thản nhiên khen tặng tên này một câu, vẻ mặt tràn đầy nụ cười thân thiết, đã muốn người ta móc túi tiền ra thì đương nhiên khen người ta mấy câu cũng đâu mất mát gì. Cảm ơn. Bí thư Diệp khách sáo quá rồi. Hồng Liên đã tạo một môi trường đầu tư ưu ái cho thương nhân chúng tôi như vậy, một chính sách đầu tư hoàn hảo như vậy, Hồng Liên có tiềm năng lớn như vậy, có cán bộ biết nhìn xa trông rộng, tôi nghĩ mọi người đều muốn kiếm chút tiền mới tới đây thôi. Phù Chính Hưng nói. Hai bên tung hô lẫn nhau xong liền đi vào phòng riêng. Giám đốc Phù, lúc nãy trưởng khu Trương đã dẫn các vị đi dạo một vòng rồi, không biết đã chọn được nơi nào vừa ý chưa? Diệp Phàm nâng ly lên cạn ly với mọi người rồi nói. Cầu Cửu Vân rất đẹp, ý của Thiên Mậu chúng tôi là không biết có thể chuyển địa bàn của 5 tòa lầu đó cho Thiên Mậu chúng tôi được không? Phù Chính Hưng nhanh tay chém gọn, thẳng thắn nói ra tâm ý của mình trên bàn nhậu. Quyền sở hữu của 5 tòa lầu thuộc về công ty nào? Diệp Phàm hỏi vệ sơ tịnh đang ngồi bên cạnh. Thuộc về chính quyền khu Mã Cảng, nó được xây dựng nhân dịp chào đón lễ hội Hoa Đăng. Tuy là một nửa kiến trúc chủ yếu đều nằm trong sông Hồng Liên nhưng bộ phận này sau khi dỡ bỏ, địa bàn dưới đất cũng tương đối rộng, nếu chuyển địa bàn của 5 miếng thành một thì đó chính là lớp da hình con rồng, diện tích không hề nhỏ. Vệ Tịnh Sơ trả lời lưu loát, gần đây luôn quan sát kế hoạch cải tạo quy hoạch của khu Hồng Liên nên biết khá rõ về chuyện này. Thử hỏi Thái Đình xem có muốn chuyển nhượng cho tập đoàn Thiên Mậu không? Diệp Phàm hỏi, đang dò la bóng dáng của khu Thái Đình khu Mã Cảng. Rồi quay ra hỏi, không biết tập đoàn Thiên Mậu sau khi có được mảnh đất này rồi thì sẽ chuẩn bị phát triển nó như thế nào, cần phải biết, ở đây sắp trở thành nơi tạo ra nơi kế thừa nhân văn lễ hoa đăng cầu Cửu Vân của khu trọng điểm Hồng Liên. Việc đầu tư của các vị cũng phải hợp với quy cách của chính quyền khu vực mới được. Bí thư Diệp, chuyện này chúng tôi đã sớm hiểu rõ nên cũng đã thương lượng đơn giản một chút rồi, chúng tôi chuẩn bị đầu tư vào đây khoảng 50 triệu để xây dựng một khách sạn lớn giống như con rồng trải dài. Đương nhiên quy cách kiến trúc của khách sạn cũng sẽ phối hợp nhịp nhàng với phong cách chủ thể của lễ hoa đăng cầu Cửu Vân, hoặc là dựa vào phong cách của cầu Cửu Vân để xây dựng khách sạn. Nhân viên của tập đoàn Thiên Mậu cũng đã nghĩ ra cái tên đặt cho khách sạn này rồi, đó là Cửu Vân Dân Tộc Quán. Đến lúc đó hy vọng chính quyền khu Hồng Liên sẽ công nhận khách sạn chúng tôi là đơn vị hợp tác của lễ hội hoa đăng cầu Cửu Vân. Phù Chính Hưng cười nói, tên này thật đúng là quỷ quyệt. Chương 1486, tôi không thể ăn không khí được. Chắc hẳn sớm đã nhìn thấy được tiềm năng lớn của cầu Cửu Vân lễ hoa đăng. Hơn nữa, còn đưa ra yêu cầu, đó là yêu cầu khu Hồng Liên sẽ tiếp đãi khách khứa đến lễ hoa đăng tại khách sạn Cửu Vân Dân Tộc. Trong lòng Diệp Phàm cũng âm thầm khâm phục ánh mắt người này, mờ mịt liếc nhìn một cái, cười nói. Về vấn đề xác định địa điểm, tôi vẫn chưa nghĩ tới, cái này vẫn là do chủ tịch quận Trương quyết định chứ nhỉ.
Chủ tịch quận Trương, anh thấy sao? Tôi không có ý kiến gì, chỉ cần tập đoàn Thiên Mậu đồng ý đầu tư, về sau tổ chức lễ hoa đăng thì sẽ xác định địa điểm tiếp đãi khách khứa ở khách sạn Cửu Vân Dân Tộc. Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Khách sạn của các anh cần phải thích hợp với quy hoạch chỉnh thể của khu Hồng Liên chúng tôi. Thứ hai, phong cách và phẩm vị của khách sạn các anh phải đạt được yêu cầu của ban tổ chức lễ hoa đăng mới được. Chủ tịch quận Trương nói rõ ràng, chỉ cần đầu tư, thì còn quản anh làm gì chứ? Đương nhiên, chủ tịch quận Trương cũng muốn thể hiện cái giá của chủ tịch quận một chút, nên mới đề ra hai yêu cầu chẳng phải yêu cầu gì cả. Điểm này xin các vị cứ yên tâm, điều đó là chắc chắn rồi. Nếu là kế thừa văn hóa, chúng tôi mà xây dựng không phù hợp, vậy chắc chắn là không được rồi đúng không nào? Tôi nghĩ, nếu được thì chiều này chúng ta có thể tiến hành đàm phán giai đoạn đầu. Đối với mảnh đất này, chúng tôi rất có thành ý. Hy vọng có thể mau chóng đàm phán và nhận được mảnh đất. Phù Chính Hưng lập tức biểu lộ thái độ. Diệp Phàm biết rằng nhanh chóng giúp Phù Chính Mậu được thả ra mới là mục tiêu thực sự của y. Tuy nhiên, tôi cảm thấy phải làm cho thật đỉnh. Khách sạn dân tộc có phẩm vị có phong cách, ắt hẳn phải tiêu tốn nhiều tiền hơn so với khách sạn thượng đẳng bình thường đúng không? 50 triệu có phải hơi ít không? Tôi có kiến nghị là, nếu đã làm thì phải làm cho tới phẩm vị, phải xây dựng một khách sạn khiến ai ở đó cũng vừa ý mới được. Diệp Phàm lại đưa ra một kiến nghị nhỏ. Phù Chính Hưng trong lòng thầm chửi mẹ nó. Cảm giác như miệng của thằng nhãi này càng lúc càng lớn, 50 triệu mà còn chưa đủ. Tuy nhiên, Phù Chính Hưng vẫn hỏi. Không biết bí thư Diệp muốn yêu cầu chúng tôi đầu tư bao nhiêu? Chúng tôi có thể thương lượng suy xét sau. 100 triệu được không? Anh nhìn xem, khách sạn đẳng cấp 5 sao trên địa bàn tương đối lớn như vậy, không có 100 triệu thì không làm được đâu. Đại bàn cầu Cửu Vân kia có địa thế là một dải hành lang hình rồng, nhưng cũng rất rộng lớn. Nếu xây khách sạn còn phải xem xét đến chỗ đổ xe, giải phân cách có trồng cây xanh. Vì sông Hồng Liên chúng tôi định làm thành khu sinh thái nhân văn, phương diện xanh hóa không gian chắc chắn không thể quá nhỏ được. Cho nên, 100 triệu là đủ rồi. Đương nhiên, nếu như các anh có ý nguyện nâng cấp cho nó, chẳng hạn như xanh hóa theo kiểu lâm viên Tô Châu, có thể nối thêm cây cầu liên thông hai bờ sông Hồng Liên, thì khách chắc chắn sẽ nhiều hơn đấy. Đối với tên tuổi của khách sạn Cửu Vân Dân Tộc mà các anh sắp khởi công cũng là một cách tuyên truyền hữu hiệu đúng không nào? Diệp Phàm không lộ thanh sắc, lại yêu cầu tập đoàn Thiên Mậu nếu như có thể thì quyên tặng thêm một cây cầu. Phù Chính Hưng làm sao lại không hiểu, thằng nhãi đó suýt chút nữa là nổi giận. Gã cố gắng kìm xuống, trong lòng nghiến răng phát ra tiếng ken két. Ha ha, cái này à, chuyện cây cầu để bàn sau đi. Chuyện đầu tư chúng tôi có thể quay về xem xét lại. Chỉ cần có thể kiếm được tiền thì không thành vấn đề gì cả. Phù Chính Hưng thản nhiên cười cười. Không lâu sau, Thái Đình đến, nhìn thấy Diệp Phàm đứng sau vội bước lên trước nói. Quận Mã Cảng chúng tôi không có ý kiến gì về việc chuyển nhượng mảnh đất ủy ban quận cho tập đoàn Thiên Mậu cả. Nếu có thể, chiều nay có thể tiến hành bàn bạc chính thức. Hơn nữa, chúng tôi còn có một kiến nghị nhỏ. Nếu như Giám đốc Phù đồng ý, quận Mã Cảng chúng tôi có thể dùng mảnh đất đó làm cổ phiếu đầu tư vào kế hoạch của các anh, khách sạn Cửu Vân Dân Tộc. Đương nhiên, vấn đề định giá đất. Cùng với sắp xếp cổ phần thì sẽ do hai bên chúng ta cùng nhau bàn bạc. Nghe Thái Đình nói như vậy Diệp Phàm không có cảm giác gì. Trái lại chủ tịch quận Trương sắc mặt hơi thay đổi. Trong lòng thầm mắng thằng chó Nhật Thái Đình này đúng là thâm hiểm. Chủ tịch quận Trương có dự định của riêng mình, nếu thực sự bán được mảnh đất này rồi, ít nhất cũng có thể thu được 20-30 triệu tiền đất. Đến lúc đó, khoản tiền này ít nhất sẽ lưu lại một nửa ở quận. Bởi vì kiến thiết sông Hồng Liên ở trong khu đều thông qua một phương án quản lý chủ tính phụ trách thống nhất. Tức là trách nhiệm sẽ rơi xuống từng cá nhân, nhưng tài chính kinh phí thì lại phải do khu thống nhất sắp xếp. Nếu đã là do khu thống nhất sắp xếp, vậy không phải khoản tiền bán đất kia khu sẽ thu hồi sao? Có thể giữ lại một nửa cho quận Mã Cảng các anh đã làm hào phóng lắm rồi. Thái Đình dĩ nhiên đã nghĩ đến điều này. Nên mới đề xuất ý kiến dùng mảnh đất hợp tác kinh doanh khách sạn Cửu Vân Dân Tộc với tập đoàn Thiên Mậu. Như vậy, quận Mã Cảng chẳng cần dùng một đồng nào, nhưng lại chiếm được cổ phần nhất định của khách sạn. Sau này nếu thực sự có lời thì không phải chỉ cần ngồi một chỗ chờ tiền chạy đến thôi sao? Còn nếu lỗ vốn thì đất vẫn còn đó. Thái Đình đã suy nghĩ kỹ rồi nên mới đưa ra kiến nghị này, chủ tịch quận Trương chẳng nói được gì cả.
đồng chí Thái Đình, dùng đất nhập cổ phần, các anh quản lý thế nào, như cậy không phải sẽ loạn lắm sao? Chủ tịch quận Trương lên tiếng đầu tiên, muốn ấn định xong việc này trước. Chủ tịch quận Trương, sẽ không loạn đâu, chúng tôi chỉ nắm cổ phần, đến lúc đó trong quận phái vài nhân viên đến đóng ở khách sạn là được rồi. Mỗi tháng lại kết toán một lần, các khoản sẽ rõ ràng thôi mà. Tôi nghĩ là giám đốc Phù sẽ đồng ý với phương án này. Thái Đình chuyển đống lửa sang cho Phù Chính Hưng. Phù Chính Hưng cũng không ngu, nghĩ một chút đã hiểu ra mưu mô trong đó, đây chẳng phải tranh giành lợi lộc giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới sao. Chủ tịch quận Trương muốn kiếm tiền, bí thư Thái cũng muốn kiếm tiền, ai cũng muốn đem tiền về túi mình, nhưng bí thư Diệp lại chẳng lên tiếng, xem ra, đã tán thành cả hai loại thái độ này. Nếu việc này đồng chí Diệp Phàm đã không có ý kiến, nên làm thế nào sẽ do Phù Chính Hưng xem xét, dù sao thì phương án hợp tác vẫn khá có lợi hơn. Hơn nữa, đất khách sạn ít nhất cũng tiết kiệm được 30 triệu, huống chi khách sạn này có kiếm được tiền hay không chẳng ai dám nói trước. Biện pháp hợp tác đầu tư khá ổn, nguy hiểm đầu tư cũng nhỏ hơn nhiều. Phù Chính Hưng đang định trả lời, chủ tịch quận Trương đã không kìm nổi, giành hỏi Diệp Phàm trước. Bí thư Diệp, cái này không riêng gì việc chuyển nhượng lại. Nó còn liên quan đến vấn đề sắp xếp chủ tính trong khu chúng ta. Quận Mã Cảng là khu hành chính cấp dưới của khu Hồng Liên chúng ta, nên do khu thống nhất quy hoạch vẫn tốt hơn. Nếu như ba quận tự ai nấy làm chủ, đến lúc tạo ra năm bè bảy mảng thì tương đối phiền phức. Phải nghĩ đến việc xây dựng khu sinh thái nhân văn sông Hồng Liên sau này, nếu không lại được một mất mười đó. Chủ tịch quận Trương, hôm nay chúng ta tiếp đãi giám đốc Phù. Những chuyện liên quan đến quản lý chủ tính là chuyện nội bộ chúng ta. Tất cả đều lấy đại cục làm trọng, cứ quyết định xong chuyện đầu tư trước rồi hẵng bàn đến những chuyện khác. Diệp Phàm vẻ mặt hơi không hài lòng. Trương Lăng Nguyên này cũng thật là, tranh giành tiền mà còn tranh trước mặt khách khứa. Chuyện này đúng là mất mặt. Diệp Phàm lờ mờ chấn chỉnh Trương Lăng Nguyên, nếu như vì chuyện này khiến việc đầu tư thất bại, tôi đây sẽ không khách khí đâu. Cái đó, chuyện này rốt cuộc có hợp tác đầu tư hay không cứ để bí thư Thái tự quyết định đi. Trong mắt Trương Lăng Nguyên lóe lên một tia bất mãn rồi nhanh chóng biến mất, đương nhiên Thái Đình này cảm giác được. Thằng nhãi này ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy trực tiếp làm mất mặt chủ tịch quận Trương như thế cũng không được, dù sao y cũng là lãnh đạo, ông ta là chủ tịch quận. Sau này mà chơi lén mình thì cũng phiền phức lắm. Huống hồ, chắc hẳn nếu như không mò được tiền bên này, sau này chắc cũng sẽ nghĩ cách cắt xén tiền vốn cấp xuống cho quận Mã Cảng. Sau một hồi suy ngẫm, Thái Đình nhìn Diệp Phàm, nói. Bí thư Diệp, chuyện hợp tác hay không bộ máy quận Mã Cảng chúng tôi nghe theo chỉ thị của anh. Như vậy đi, quyền quyết định hợp tác hay không hãy để giám đốc Phù quyết định, bọn họ nói thế nào chúng ta quyết định như thế. Giám đốc Phù, anh thấy thế nào? Diệp Phàm đương nhiên cũng không làm chủ tịch quận Trương quá mất mặt. Cũng chẳng làm lung lạc đồng chí cấp dưới Thái Đình. Trong lòng suy nghĩ một lúc, quyết định thẳng tay ném củ khoai nóng phỏng tay này cho Phù Chính Hưng, dù sao y cũng từ Bắc Kinh đến, vỗ mông một cái là có thể chạy được rồi, chẳng sợ đắc tội với ai. Cứ hợp tác đi, vẫn tốt hơn, có chính quyền địa phương hợp tác cùng, chúng tôi càng yên tâm. Không tin tưởng chính quyền thì còn tin tưởng ai nữa đúng không nào? Bí thư Thái, nếu như hợp tác thì chỉ còn vấn đề định giá mảnh đất, chứ không còn vấn đề bán trao tay nữa, cho nên hai bên chúng ta chiều nay có thể hiệp đàm chính thức những vấn đề liên quan được không nào? Phù Chính Hưng thản nhiên cười, nói với Thái Đình. Như vậy đi, chuyện hiệp đàm thì sẽ do đồng chí Vệ Sơ Tịnh làm chủ, Ủy ban Nhân dân khu cũng phái ra vài vị đồng chí đi theo phối hợp đồng chí Vệ Sơ Tịnh cùng nhau làm tốt chuyện này. Còn đồng chí quận Mã Cảng hiệp trợ là được rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, cũng để cho chủ tịch quận Trương chút thể diện. Ít nhất cũng thể hiện được mọi chuyện đều lấy Ủy ban khu Hồng Liên làm chủ. Thái Đình dĩ nhiên không vui, thằng nhãi này đương nhiên muốn được độc lập, sau này có bỏ cổ phần, thì chia tiền cũng chẳng đến phiên cấp trên khu Hồng Liên đến vung tay múa chân. Tuy nhiên, Thái Đình cũng không dám công khai khiêu chiến quyền uy của Diệp Lão Đại. Tin là nếu mình dám nói gì, Diệp Lão Đại sẽ suy xét đến việc chèn ép mình. Vì mấy chục triệu mà đắc tội với Diệp Lão Đại thì không đáng. Còn chủ tịch Trương liếc nhìn Thái Đình một cái, lập tức gật đầu phụ họa nói. Vâng, chúng tôi sẽ theo chỉ thị của bí thư Diệp sắp xếp vài đồng chí theo hiệp trợ đồng chí Sơ Tịnh triển khai công tác. Tôi nghĩ, chuyện bàn bạc sau này,
Ủy ban Nhân dân khu cũng nên cử một tổ nhỏ đến đóng ở khách sạn, giúp đỡ tập đoàn Thiên Mậu quản lý tốt khách sạn Cửu Vân dân tộc đúng không nào? Thái Đình sắc mặt khó coi, Chủ tịch Trương rõ ràng đang muốn đoạt quyền. Ủy ban khu Hồng Liên các người nhúng tay vào, quận Mã Cảng không phải chỉ ở bên Hóa Duyên, ăn không khí thôi sao? Chuyện này, tôi thấy cứ để Ủy ban khu Hồng Liên và Ủy ban quận Mã Cảng cùng nhau lập tổ công tác đóng ở khách sạn đi. Đương nhiên, đây là khách sạn hợp tác vốn nên cứ để nhân tài bên quản lý doanh nghiệp của Ủy ban đến giúp đỡ tập đoàn Thiên Mậu đi. Cán bộ nhà nước đi làm gì, dù sao cũng chẳng hiểu gì đến quản lý doanh nghiệp đúng không nào. Hơn nữa, dù sao cũng do Thiên Mậu làm chủ. Trong lĩnh vực kinh doanh, mở khách sạn kiếm tiền, tôi tin rằng nhân tài của tập đoàn Thiên Mậu hiểu rõ thị trường này hơn chính phủ nhiều. Cho nên, chúng ta không hiểu thì cũng chẳng chỉ huy làm gì đúng không nào. Diệp Phàm hừ nói, cái này, đầu tiên là thể hiện thái độ. Sợ sau này nhồi nhét những người chẳng đâu vào khách sạn lại biến thành viện dưỡng lão mất. Kiếm chẳng được tiền còn nuôi cả một đám rảnh rỗi. Cuối cùng, nhà nước lại gánh gánh nặng lớn. Đây là ví dụ nhìn mãi cũng quen mắt rồi. Diệp Phàm phải thể hiện rõ lập trường, bóp chết tình trạng này trước khi nó kịp xảy ra. Chương 1487, quân đoàn trưởng Hầu không phải đến kỳ mãn kinh rồi chứ? Ừ. Chủ tịch Trương bất đắc dĩ gật đầu, thằng nhãi này đúng là có tính toán về chuyện đó. Phù Chính Hưng cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói với một người trung niên. Những vấn đề liên quan đến hợp tác khách sạn khi nãy, chúng ta cứ theo yêu cầu của Bí thư Diệp mà làm. Anh có ghi chép lại chưa? Sau này chúng ta phải nhớ kỹ chỉ thị của Bí thư Diệp, lúc nào cũng nhắc nhở mình đây là khách sạn góp vốn. Phải tôn trọng những nhân tài quản lý bên ủy ban phái đến. Thằng nhãi này cũng rất quỷ quái, còn kêu người ghi chép lại. Cầm lông gà làm tên, Diệp Phàm tuy nói có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Những hạng mục hợp tác kinh doanh với chính phủ, sợ nhất là nhét người vào. Nếu giám đốc Phù đã có thành ý như vậy, vậy chúng ta cũng phải thể hiện thành ý của mình. Hy vọng chuyện này nhanh chóng bàn bạc ổn thỏa tiến vào trạng thái làm việc. Phải đối đãi thật tình với các vị khách đến đầu tư, có thể giúp đỡ gì phải hết sức giúp đỡ. Diệp Phàm biểu lộ thái độ, nhấn mạnh hai chữ thành ý. Kỳ thực đang mờ mịt bày tỏ thái độ với Phù Chính Hưng, chỉ cần hợp đồng chính thức ký kết, em trai Phù Chính Mậu của anh có thể được thả ra. Còn những người khác thì cho rằng Diệp lão đại đang đưa ra chỉ thị, chỉ có đại thiếu gia Phù Chính Hưng là hiểu rõ, đây là thái độ Diệp lão đại sẽ thả em trai của mình. Buổi chiều ăn cơm xong, hai bên cùng phái người tiến hành hiệp đàm chính thức. Thái độ tích cực của đại thiếu gia Phù, làm các cán bộ của Ủy ban khu Hồng Liên đều thấy kỳ quái, có nghĩ cũng chẳng ra, dường như đại thiếu gia Phù đã nhắm được chỗ kiếm tiền từ khách sạn Cửu Vân, sợ người khác cướp mất mối làm ăn này vậy, đúng là quá kỳ lạ. Buổi tối, căn cứ Vịnh Lam Nguyệt đèn đóm sáng choang. Quân đoàn trưởng Hầu đang ngồi một mình bên trong lẩm nhẩm hát, ngón tay gõ gõ đầu gối theo nhịp. Cẩn thận lắng nghe, hóa ra là bài Hoa Dại ven đường anh không cần hái. Đến câu cuối, quân đoàn trưởng Hầu còn tự thêm vào câu không hái thì không hái, ngoài cửa nghe thấy tiếng cười sảng khoái. Quân đoàn trưởng Hầu vui vẻ quá nhỉ, ha ha ha, là sư trưởng Trương à, đến đây, uống một ly nhé. Quân đoàn trưởng Hầu chỉ cái ghế bành cười nói. Được, đây đúng là đánh lâm phong, không ngờ thực sự làm tôi đụng Đại Vân. Cơ hội khó kiếm. Trương Cường ha hả cười nói, cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống ghế. Nhìn thoáng qua, cười nói. Cũng không tệ nhỉ, uống mấy bình rượu sái rồi. Mới có hai chai nhỏ chứ mấy, chưa được nửa lít mà. Quân trưởng Hầu cười nói, kêu chị giúp việc cầm ra đôi đũa, cái chén. Rồi lấy thêm chút đậu hồi hương, một dĩa vịt nướng. Quân trưởng Hầu, sư A sắp thành lập xong rồi à? Trương Cường không khách khí uống một ly rượu nhỏ, cười nói. Xong cái rắm, còn đang ở giai đoạn đầu. Cái này, xây dựng một sư đoàn hợp thành kiểu mới, nói thì dễ chứ làm thì, gần đây sư trưởng Trấn bận tối tăm mặt mũi, anh xem, đến giờ còn đang tăng ca làm danh sách, sắp xếp chức vụ hợp lý. Còn trang bị vũ khí nữa. Huấn luyện binh lính lại không giống như huấn luyện binh lính bình thường, đúng là một loạt những biến hóa, thực sự phiền phức. Cấp trên sớm đã nói sẽ phái vị phó tư lệnh đến đích thân chỉ huy, nhưng mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, đúng là đáng ghét quá. Đồng chí Hầu bình hừ một tiếng, nhíu mày. Có nhân tài đoàn trưởng Hầu ngồi đây, còn phái ai đến nữa,
vậy chẳng phải là cởi quân đánh giám sao, quá thừa thãi đúng không nào? Trương Cường có chút không hiểu, nhìn Hầu Bình một cái. Hừ, cấp trên thích làm cái gì, chúng ta sao giải thích được chứ? Nói sư A là loại tân binh hợp thành, cấp trên lo, không phái một chức phó đến thì không an tâm. Còn nữa, có vài quân khu cũng đang thử xây dựng sư đoàn như vậy. Chắc hẳn xây dựng xong còn phải tiến hành tỉ thí một phen, để thử nghiệm uy lực của hợp thành tác chiến. Nói là để xem thử thích ứng với chiến tranh hiện đại hóa cần cái gì. Tuy nhiên, lần này quân khu cũng tốn rất nhiều khí lực, anh không thấy sao? Bọn họ cấp tiền cho sư đoàn đó còn nhiều hơn kinh phí của một quân đoàn như chúng tôi, ha ha ha. Quân đoàn trưởng Hầu nói đến chuyện tiền nong, cười đến nỗi suýt nứt cả miệng. Tuy nhiên, Trương Cường vẫn cảm thấy quân đoàn trưởng Hầu che giấu sự khó chịu gì đó trong lòng. Cái này nghĩ cũng bình thường, quân đoàn trưởng Hầu cầm lái quân đoàn thứ hai, sư đoàn A nên để đích thân ông ta chỉ huy mới đúng. Thành tích làm ra cũng nên là của ông ta, nếu làm tốt, quân khu lĩnh Nam lại nhanh chóng lập được một công lớn, Hầu Bình không vui mới lạ. Nhưng, quyết định của cấp trên làm Hầu Bình rất bất đắc dĩ. Quân lệnh như núi, không phục cũng phải phục tùng. Vậy chúc mừng quân đoàn trưởng Hầu. Trương Cường cười cười, quay đầu nhìn Hầu Bình, nói. Cũng đúng, sư đoàn A là binh chủng kiểu mới, trách nhiệm quá nặng nề, trên vai còn gánh vác đại sự tranh giành thể diện vinh dự cho quân khu chúng ta. Như vậy, vấn đề tố chất binh lính và quan quân tương đối quan trọng. Gần đây sư trưởng Trấn luôn có yêu cầu nghiêm khắc về tư tưởng chính trị, điều động binh lính ở các địa phương vào sư đoàn, sư trưởng Trấn dường như rất nghiêm khắc, nắm rất chắc cửa ải này. Hầu Bình nghe xong hơi sửng sốt, dường như ngửi thấy chút gì khác thường, hỏi. Ông em Trương có ý kiến gì đối với công tác tư tưởng chính trị của sư đoàn à, báo săn các anh nắm rất chắc mảng này mà. Một là một, hai là hai, trước nay nào có ai dám cãi lại chỉ thị chứ? Ha ha, cũng có kiến nghị gì đâu, mấu chốt là phải nhìn vào tố chất cá nhân. Cái này, tố chất cá nhân không tốt, chúng tôi có chết cũng không dùng. Như chuyện lần trước phó đoàn trưởng cố của đoàn 2, uống say vào, còn rút dao chuyên dụng định giết người. Đúng là phản trời mà, giao quân dụng dùng để đối phó kẻ thù trên chiến trường, sao có thể đối đãi với đồng chí trong nước chúng ta? Quân đoàn trưởng Hầu, anh xem, cái này đúng là uống say làm càn mà. Sau đó, tôi cấm luôn chuyện uống rượu. Ha ha, giờ thì khá hơn nhiều rồi, hơn nhiều rồi. Nói xong, điện thoại Trương Cường reo lên. Trương Cường cầm lên nhìn, nói là báo săn có việc, cáo từ trước rồi bỏ đi. Trương Cường vừa đi. Quân đoàn trưởng Hầu uống vài chén rượu mà cảm thấy càng lúc càng chẳng có vị. Trong lòng nghĩ đến những lời Trương Cường nói, cùng ông đây uống vài chén rượu, mà cậu còn giáo huấn ông đây. Làm gì đến lượt Trương Cường anh vung tay múa chân trong quân đoàn 2 của ông đây chứ? Dù Diệp đại soái cũng chẳng thể tùy tiện chỉ huy ông đây nữa là. Mệnh lệnh thượng cấp đã nói chỉ trong thời điểm đặc biệt được cấp trên hạ chỉ thị phối hợp hành động với tổ đặc nhiệm A báo săn, chứ đâu nói bình thường cũng có quyền chỉ huy chúng tôi chứ. Tuy nhiên, quân đoàn trưởng Hầu suy nghĩ lại, cảm thấy hẳn Trương Cường không nhằm vào mình. Bằng không, Trương Cường chẳng phải trực tiếp phê bình mình. Vì gã còn uống rượu với mình cơ mà. Hơn nữa, Trương Cường nào có tư cách phê bình mình, tốt xấu gì mình cũng là một thiếu tướng quân đoàn trưởng, Trương Cường chẳng qua chỉ là một phó sư trưởng đại tá thôi. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, quân đoàn trưởng Hầu thấy có điểm đáng ngờ. Vì Trương Cường tuyệt sẽ không chạy đến chỗ mình chỉ nói về chuyện uống say của binh lính. Hơn nữa, Trương Cường tuyệt sẽ không ăn no không có chuyện gì làm đi bàn với mình chuyện giám này. Cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, quân đoàn trưởng Hầu đột nhiên đập bàn hét lên. Đúng rồi, lẽ nào đang nói chuyện Ngô Diễn, không phải nó cũng mới uống rượu say được đón về từ cục công an thành phố sao? Trương Cường còn đưa Cố Vĩ Hùng làm ví dụ, giết một người dân trăm người mà. Quân đoàn trưởng Hầu cảm thấy việc này có gì đó kỳ lạ, lập tức cầm điện thoại la lớn. Điều tra ngay cho tôi rốt cuộc Ngô Diễn dính vào chuyện gì ở Thủy Châu, mẹ nó. Điều tra cho cẩn thận vào, xách qua đây ngay cho ông, chuyện gì đây chứ? Không lâu sau, người phụ trách phòng quân vụ đồng chí Lý Duy Nhất gọi điện tới, nói. Theo điều tra, tiểu đoàn trưởng Ngô uống rượu say lái xe cố ý tung người, sau đó cầm hung khí đánh người. Hơn nữa. Người bị tung chính là Phó Bí Thư thành phố Thủy Châu Diệp Phàm. Chắc hẳn Phó Bí Thư Diệp đã lợi dụng chức quyền yêu cầu đồng chí Bí Thư Đảng ủy Công an thành phố Thủy Châu Lô Vĩ cố ý gây khó dễn.
Cho nên, vụ án này được xem là vụ án hình sự và anh ta là hung thủ tình nghi. Nếu không có chúng ta ra mặt, chắc hẳn anh ta còn phải nằm ở cục công an. Quân đoàn trưởng Hầu vừa nghe đến hai chữ Diệp Phàm kia đầu có chút choáng, lắc đầu, trong lòng bừng tỉnh, thầm mắng thứ khốn kiếp kiếm phiền phức về cho ông, mày đụng ai không đụng lại đi đụng Diệp Phàm, sát tinh này mày có thể dây và được à. Vừa nghĩ đến kết cục tự sát đáng buồn của sư đoàn trưởng Mã người phụ trách báo săn trước kia, quân đoàn trưởng Hầu cảm giác như đang mắc nghẹn ở cổ, mồ hôi lạnh ứa ra liên tục. Lập tức mở miệng, mắng to. Cái thứ khốn kiếp, uống rượu cố ý đụng người, cái này khác gì cố ý giết người. Không ngờ tung không chết còn cố ý hành hung người ta, đây là quan quân của chúng ta sao? Đúng là mất hết danh dự của tướng sĩ quân đoàn hai chúng ta. Người này hiện đang ở đâu? Nhốt lại chưa? Lúc đó sau khi Duy Lý về vẫn chưa nhốt lại, sau đó Ngô Diễn nói đã hai ngày chưa về nhà, muốn về gặp Phó Tư lệnh Ngô. Chúng tôi nghĩ, Phó Tư lệnh là Phó Tư lệnh quân khu tỉnh chúng ta, cho nên, thấy cậu ta về cũng tốt, bèn phê chuẩn luôn. Trưởng phòng Lý duy nhất cảm thấy có chút không ổn, lúc này chỉ thị của quân đoàn trưởng Hầu so với lần trước hoàn toàn không giống nhau, giọng điệu khẩn trương, nghiêm khắc đến đáng sợ. Chẳng lẽ mình xử lý sai lầm rồi sao? Lập tức bắt về, phản trời rồi. Nhốt lại cho ông đây, chuẩn bị đưa ra tòa án quân sự Thủy Châu. Được lắm, đúng là cặn bã, người như vậy sao có thể cho vào sư A được, quá bừa bãi. Quân đoàn trưởng Hầu tức giận, cái bàn suýt chút nữa bị ông ta đập tan nát. Trong điện thoại trưởng phòng Lý duy nhất cũng hết cả hồn, đã lâu không thấy quân đoàn trưởng Hầu tức giận đến thế. Thậm chí Lý duy nhất nghi ngờ không biết có phải quân đoàn trưởng Hầu đến thời mãn kinh rồi hay không nữa. Vâng, tôi lập tức đích thân đi bắt về. Lý duy nhất không dám chậm trễ, chỉ sợ tay chân chậm chạp chọc giận quân đoàn trưởng Hầu này. Nên biết quân đoàn trưởng Hầu tính tình nóng nảy, trong quân thường nói một không nói hai. Trưởng phòng Lý trong lòng nghi ngờ không biết sao chút chuyện nhỏ này mà cũng phải đưa lên tòa án quân sự, nhưng quân đoàn trưởng Hầu đã hạ lệnh, Lý duy nhất không dám hỏi lại. Tuy nhiên, trưởng phòng Lý duy nhất ngồi trong xe cứ suy nghĩ mãi, xem mấu chốt nằm ở đâu. Quân đoàn trưởng Hầu không dặn lập tức đưa Ngô Diễn ra tòa án quân sự, mà chỉ nói là chuẩn bị đưa lên tòa án quân sự. Vậy chuyện này có lẽ là có gì thâm sâu? Chẳng lẽ quân đoàn trưởng Hầu cố ý tung khói mù, muốn cho Phó Tư lệnh Ngô thấy, không phải quân đoàn trưởng Hầu muốn chỉnh Phó Tư lệnh Ngô chứ, vậy thì không phải mình trở thành tên đưa tin sao? Chương 1488, quân đoàn trưởng Hầu vs Tư lệnh Hồ. Kỳ thật, quân đoàn trưởng Hầu cũng uống nhiều rồi. Lúc đầu mình công đã uống 2 chai rượu sái. Lúc Trương Cường lại uống thêm 4 chai nhỏ nữa, tổng cộng, cũng hơn cả lít rồi. Loại rượu sái chính tông Bắc Kinh này độ khá cao, cũng nóng tương đương với Liêu Đông Thiêu Đao Tử, là loại rượu tương đối mạnh, sau khi ra lệnh xong quân đoàn trưởng Hầu nhẹ nhàng thở ra, nằm nghiêng trên ghế vô tình ngủ gật. Lúc này nhân viên công vụ mới dám vào, nhẹ nhàng đắp cho quân đoàn trưởng Hầu chiếc chăn. Diệp Soái, em đã ám chỉ với ông ấy rồi, chắc chắn ông ấy biết phải làm gì. Trương Cường cầm điện thoại gọi cho Diệp Phàm. Cũng khó cho ông ấy. Chắc là Tư lệnh Hồ bên đó cũng chẳng dễ giải thích đâu. Làm người khó được lòng cả hai bên. Diệp Phàm thở dài. Có gì mà không dễ giải thích, nếu như Ngô Huy Cần không chịu, chúng ta cũng chẳng cần khách khí. Nói một cách nghiêm túc, Hồ Trung Minh cũng là một tên hung ác, cái tên này, toàn dung túng cho người ta làm chuyện ác, em thấy ông ta chẳng phải loại tốt đẹp gì. Trương Cường không chút khách khí hừ giọng nói. Đúng rồi, chuyện Thưởng Xuân điều tra thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Có chút manh mối rồi, gần đây Thưởng Xuân có thân thiết với một người tên Chủ tịch Trịnh Cường của Thủy Châu. Hai người này cứ dính lấy nhau như đánh lửa ấy. Năm ngày ba bận, Trịnh Cường đều đến Sơn Trang Đào Nguyên để hưởng phong lưu khoái hoạt với Thưởng Xuân một đêm. Nhưng, rốt cuộc là khoái hoạt thật hay khoái hoạt giả, trước mắt vì cẩn thận, chúng em vẫn chưa ép sát chụp ảnh được. Trương Cường nói. Trịnh Cường có thân phận gì? Diệp Phàm hỏi. Trịnh Cường làm ở tập đoàn Phượng Thị Thủy Châu, là người phụ trách xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Tổng kim ngạch buôn bán xuất khẩu của tập đoàn Phượng Thị với Nhật Bản khá lớn. Một năm tập đoàn Phượng Thị nhập khẩu vào Nhật Bản hơn 1000 chiếc ô tô. Cũng có thể nói đây là một trong những cửa ngõ thu nhập chủ yếu của tập đoàn Phượng Thị. Trương Cường nói, lại có quan hệ với Nhật Bản, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, chắc hẳn bên trong còn có gì đó, tuy nhiên. Vẫn chưa chắc chắn,
tập đoàn lớn hợp tác kinh doanh với nước ngoài cũng là chuyện bình thường. Nếu Trịnh Cường có vấn đề cũng không có nghĩa là tập đoàn Phượng Thị Thủy Châu có vấn đề. Trương Cường nói, mặc kệ có vấn đề nay không, cứ điều tra trước, âm thầm theo sát tập đoàn Phượng Thị Thủy Châu. Phải chú ý giữ bí mật, tuyệt đối không thể để họ cảm giác được gì. Nếu quả thật có người của tổ thần đạo Nhật Bản, phương pháp trinh sát của chúng ta chắc họ sớm đã rõ. Năng lực trinh sát ngược của bọn họ thì chẳng cần phải nói rồi, chúng ta phải toàn lực ứng phó. Bằng không, núi Bố Xương rất có khả năng mất trắng. Diệp Phàm hừ nói, ngẫm nghĩ một chút còn nói thêm. Tập đoàn Phượng Thị hẳn không có vấn đề gì chứ. Cái này, trước mắt thì họ chẳng thể hiện vấn đề gì. Nhưng, ba công ty của Nhật Bản cùng hợp tác với tập đoàn Phượng Thị có vấn đề gì không, chúng em đang bí mật điều tra. Trương Cường giọng điệu ngưng trọng nói. Quân đoàn trưởng Hầu đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Day day hai mắt, ngáp một cái rõ to, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng, vẫn nghe điện thoại, đã trễ thế này, người ta gọi đến chắc chắn là có chuyện gấp. Vừa nhấc máy lên đã nghe giọng nói tức giận lạnh lùng của tư lệnh Hồ Trung Minh. Hầu tử, anh có ý gì đây? Sao nữa đây, ấm trà nát. Quân đoàn trưởng Hầu còn chưa tỉnh ngủ, thuận miệng hỏi lại. Đem ngoại hiệu hồ ấm trà của tư lệnh Hồ đổi thành ấm trà nát. Còn sao nữa, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu? Đêm hôm khuya khoát kêu người đến bắt Ngô Diễn, rốt cuộc anh có ý gì? Nghe nói anh còn muốn đưa nó ra tòa án quân sự đúng không? Hầu tử, anh có bị sốt không vậy? Hồ tư lệnh hừ giọng nói. À, là chuyện này. Tôi nói là chuẩn bị cứ có nói là nhất định phải như vậy đâu. Hơn nữa, lần này Ngô Diễn cũng quá đáng. Sư đoàn A quân đoàn 2 chúng tôi tuyệt đối không thể có loại quan nhân như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, cố ý tung người ta còn muốn đánh người, thế này mà giống quan quân sao? Tố chất tư tưởng và tác phong đều không được. Quân đoàn trưởng Hầu hừ lạnh nói, giọng điệu nghiêm khắc, nếu muốn bắt được Ngô Diễn, thì trước tiên cần phải đem tội lỗi của y ra trước làm lý do mới được. Đừng có lôi thôi với tôi, Hầu tử, chúng ta có còn là chiến hữu nữa không? Ừ năm đó. Chúng ta từng mặc chung cái quần, lần chấp hành nhiệm vụ đó, suýt nữa hai chúng ta không trở về được. Nghĩ lại xem, lúc đó uống mấy ly rượu, ăn mấy miếng thịt, hai, tối nay cậu làm tôi không nhận ra nữa. Đây là hầu tử mà tôi đã quen sao? Hồ Trung Minh thở dài, giọng điệu tương đối đau lòng, chợt còn nói thêm. Hơn nữa, những chuyện nhỏ thế này, căn bản đã đáng là gì chứ? Cậu đừng có giở trò trước mặt tôi. Mấy trò vặt đó chúng ta đều chơi đến phát ngấy rồi. Ấm trà à, không phải tôi không nể mặt anh, nhưng trong chuyện này phức tạp lắm, rất khó. Có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào. Ngô Diễn đã đánh phó bí thư thành phố Thủy Châu, đâu phải anh không biết năng lượng của một cán bộ cấp giám đốc sở. Huống chi, Diệp Phàm trẻ tuổi như thế đã ngồi lên được vị trí này, anh thử nghĩ xem người này lẽ nào chẳng có chút bản lĩnh rắm gì sao. Chuyện này, tôi khuyên anh đừng xen vào. Ngô Diễn sai thì phải chịu trừng phạt của quân kỷ. Huống chi, anh nói xem, dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy bảo tôi phải xử lý như thế nào. Quân đoàn trưởng Hầu cũng kiên nhẫn giải thích, dù sao, ông ta với Hồ Trung Minh cũng là chiến hữu có thâm tình với nhau. Cái thằng đó, muốn bắt bí à? Đồ tiểu nhân, hừ. Hồ Trung Minh lạnh giọng hừ nói, giọng điệu vô cùng khinh thường. Dọa dẫm, anh ta bắt bí các anh cái gì? Đòi tiền Ngô Huy Cần à? Không thể nào. Quân đoàn trưởng Hầu vẻ mặt không tin. Nói đùa, đại soái tổ thứ 8 tổ đặc nhiệm A bắt bí đòi tiền một phó tư lệnh quân khu tỉnh sao? Đúng là chuyện nực cười trong thiên hạ mà. Hắn muốn quân khu tỉnh chúng tôi trả lại miếng đất nhà khách ven sông cho khu Hồng Liên, gần đây bọn họ đang mở rộng sông Hồng Liên mà. Nghĩ cũng hay thật, đó là nhà khách của chúng tôi, cậu xem, hủy đi thì sau này mấy tướng quân xuống còn chỗ đâu mà giải trí chứ? Đó không phải là phá hủy xương cốt của chúng tôi rồi à? Huống chi, quân khu tỉnh vô dụng đến mức đó từ khi nào vậy, phải cúi đầu trước đơn vị địa phương cấp huyện Hà, đúng là chuyện cười mà, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Có phải là hắn đã nhờ người nói chuyện với cậu không? Xem ra, thằng nhãi này cũng có chút năng lượng đó. Không ngờ có thể làm công tác tư tưởng với cậu, Hồ Trung Minh tôi cuối cùng cũng được nếm thử mạng lưới quan hệ là gì rồi. Hầu tử, cậu nói thử đi, là ai tìm cậu nói hộ, không ngờ ngay cả tình chiến hữu mấy chục năm của chúng ta cũng chẳng để ý đến.
Hồ Trung Minh tôi thực sự muốn biết đây là thần thánh phương nào mà lại không biết lễ nghĩa như vậy. Tư lệnh Hồ cười lạnh. Biết cái rắm, hắn không phải đại thần, hắn là sát thần. Hầu Bình trong lòng bực tức, cũng hiểu rõ căn nguyên chuyện này, nói. Xem ra, chắc hẳn các anh vi phạm quy định chiếm đường sông của người ta đúng không? Người ta yêu cầu cũng hợp lý mà. Anh xem ấm trà, anh lại bắt đầu đùa rồi. Quân khu tỉnh có thể cưỡi lên đầu khu Hồng Liên người ta à? Quốc gia không cho anh quyền lớn vậy đâu. Các anh chẳng phải chỉ có mấy cây súng quèn thôi sao? Nghe nói tư lệnh Ngô còn dẫn người đến cục công an thành phố niêm phong cửa. Tôi thấy như vậy cũng kiêu ngạo quá. Ấm trà, đó không phải là địa bàn của họ sao? Các anh nhường bước cho họ đi. Như vậy, còn có được tiếng tốt. Vì dân chúng khu Hồng Liên, quân khu tỉnh các anh đã cao thượng như thế nào, đúng không? Làm khó người ta làm gì? Dù sao thì cuối cùng cũng phải giải quyết mà, đúng không nào? Anh cũng suy xét cho họ chút đi. Cái này, anh thử thay vào vị trí đó xem, ấm trà, lẽ nào anh lại không hiểu lý lẽ? Hầu Bình khuyên Hồ Trung Minh. Cái dám, chuyện này tuyệt đối không thể. Hầu tử, cậu muốn bắt người thì bắt đi, cậu muốn chấm dứt tình chiến hữu mấy chục năm thì cứ bắt Ngô Diễn đi, còn chuyện phá nhà khách, chuyện này không cần thương lượng. Chỉ cần Hồ Trung Minh tôi còn chủ trì quân khu tỉnh một ngày, thì đừng hòng động vào nhà khách của chúng tôi. Cái gì chứ, muốn cướp nhà à? Hứ! Hồ Trung Minh tức giận, cảm thấy quá mất mặt, vừa mới nói với mọi người là Ngô Diễn không sao, không ngờ trong nháy mắt người ta lại đến bắt người. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là trưởng phòng Lý gọi về. Hầu Bình nhấc máy lên nghe, lập tức nổi trận lôi đình, hóa ra, trưởng phòng Lý đến đòi người bị phó tư lệnh Ngô cản trở. Hai bên đang giằng co ở quân khu tỉnh. Tư thế ẩu đả lớn, Hầu Bình hét lên trong điện thoại. Ấm trà nát, anh muốn làm quá đúng không? Xử lý Ngô Diễn thế nào là chuyện của quân đoàn hai chúng tôi? Nếu tối nay tư lệnh Ngô còn dám cản trở trưởng phòng Lý bá người, tôi sẽ kéo một sư xuống san bằng quân khu tỉnh các anh đấy, hừ. Được, được, khá lắm Hầu tử, cậu tới đi. Ngay cả tôi cậu cũng bắt luôn à? Cái gì chứ? Kéo một sư đoàn à, cậu cho rằng cậu là chủ tịch quân ủy à. Hồ Trung Minh tức giận gác máy, tuy nhiên, Hồ Trung Minh chỉ tức giận chứ không hồ đồ. Vội gọi điện cho Ngô Huy Cần, bảo gã đừng ngăn đám người của Lý Duy Nhất đến đòi người. Y biết tính của Hầu Bình, chọc giận người này, nói không chừng là gã dám kéo cả một sư đoàn đến san bằng quân khu tỉnh thật đấy. Đến lúc đó, thì sẽ thành chuyện lớn. Vì một mình Ngô Diễn, không đáng. Hơn nữa. Hồ Trung Minh tin, dù thế nào, Hầu Bình cũng sẽ không tuyệt tình như thế. Không thể nào không nể mặt mũi già nua của ông đây, đem Ngô Diễn lên tòa án quân sự được. Không lâu sau, bên ngoài có hai người thình thịch chạy đến, Hồ Trung Minh biết, chắc chắn vợ chồng Ngô Huy Cần chạy đến cầu cứu. Mà mình với vợ của Huy Cần lại có quan hệ đồng hương cùng thôn. Vẻ mặt Hồ Tư lệnh sắp biến thành quả cá mất rồi. Chuyện này, đúng là làm mất mặt Hồ Tư lệnh mà. Đại ca, anh cứu Diễn Nhi đi, anh cứu nó đi. Bước vào nhà, vợ của Ngô Huy Cần, Hồ Ngọc Hơ La liền mềm nhũn người quỳ xuống ôm lấy đầu gối của tư lệnh Hồ Trung Minh, bộ dạng tương đối đáng thương. Bình thường Hồ Ngọc Hơ La luôn gọi tư lệnh Hồ là đại ca. Lúc này tiếng đại ca làm lòng tư lệnh Hồ đau ê ẩm. Nhìn Ngô Huy Cần, giờ thằng nhãi này giống như con gà trống bại trận, vò đầu bứt tai, bộ dạng thực sự thất bại. Mẹ nó! Em thực sự muốn rút súng ra bắn cái thằng trưởng phòng Lý kia. Dựa vào cái gì mà làm bộ kéo em sang một bên khuyên lơn, nhỏ giọng nhắc em khẩn trương giao người, nếu không có khả năng Ngô Diễn sẽ bị đưa lên tòa án quân sự cái rắm gì đó. Cái thứ gì vậy chứ? Ngô Huy Cần mở miệng mắng. Chương 1489, uy quyền bị khiêu khích chưa từng thấy. Lão Ngô, ông còn không mau cầu cứu đại ca, nếu thật sự phải lên tòa án quân nghe nói là sẽ bị xử tử đấy. Như vậy thì biết làm sao chứ? Hồ Ngọc Hoa bật khóc. Thực ra, Hồ Ngọc Hoa văn hóa không cao, cũng chỉ tốt nghiệp tiểu học mà thôi. Chỉ ăn mặc trang điểm hợp thời hơn so với phụ nữ nông thôn một chút. Cho nên vừa nghe nói phải lên tòa án quân sự là sợ rồi, tưởng rằng con trai mình sẽ bị bắn chết nên mới kêu khóc thương tâm như thế. Tư lệnh, anh xem. Phó tư lệnh Ngô cũng có chút phiền lòng vì bà vợ không biết gì này, xử tử đương nhiên là chuyện không thể rồi. Tuy nhiên, nếu quân đoàn trưởng Hầu nửa đêm đã sai người bắt con trai mình đi như thế thì chứng tỏ ông ta đã thay đổi chủ ý.
vậy thì những dự tính cho tiền đồ của con trai trong quân đội cũng coi như xong. Ngô Huy Cần khổ tâm lắm, đôi mắt có chút đáng thương nhìn chằm chằm Hồ Tư Lệnh, nói không nên lời. Không cần phải lo lắng, chắc hẳn Hầu Bình không dám làm gì Ngô Diễn đâu. Nếu sau này không lăn lộn ở quân đoàn 2 được nữa thì lại chuyển về quân khu tỉnh. Lẽ nào ngoài sư đoàn A, Ngô Diễn không còn tiền đồ gì nữa sao? Lão Ngô à, anh yên tâm đi, bên này chẳng phải còn có tôi sao? Bảo đảm con trai anh sẽ không sao cả. Nét mặt của Hồ Tư Lệnh ảm đạm giống như là trời sắp đổ mưa vậy. Từ đó càng kích động sự kiêu ngạo và lòng quyết tâm của Hồ Tư Lệnh, quyết định cùng với Diệp Phàm đấu tay đôi. Cảm ơn anh Hồ, cảm ơn. Ngô Huy Cần tôi xin ghi nhớ cả đời, tôi, chúng tôi về trước đây. Ngô Huy Cần phải nài ép để lôi bà xã về. Ông nó này, thế còn Ngô Diễn thì phải làm sao? Bên ngoài, Hồ Ngọc Hoa vẫn còn làu bàu. Sợ cái gì, để xem Hầu Bình có thể làm gì con trai chúng ta nào. Nếu muốn chọc giận tôi, thì tôi cũng liều mạng với hắn. Quân đoàn trưởng thì uy rồi, nhưng ông đây tốt xấu thế nào cũng là một tư lệnh. Huống hồ anh Hồ đã nói chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề, bà nó lẽ nào không tin tưởng vào năng lực của anh Hồ sao? Ngô Huy Cần trấn an vợ, nhưng thực ra trong lòng cũng thấy thiếu tự tin. Ông ta hiểu rõ nếu Hầu Bình quyết tâm trị Ngô Diễn thì Hồ Tư Lệnh cũng chẳng thể làm gì được. Đột nhiên chuông điện thoại reo, là Hồ Trung Minh gọi tới, nói. Lão Ngô anh yên tâm, con trai anh sẽ đâu phải sợi lông nhỏ, tuy Diệp Phàm hắn có uy thật. Nhưng chẳng phải cũng chỉ là một cán bộ của tỉnh Nam Phúc này sao? Hồ Trung Minh tôi bất luận thế nào cũng là ủy viên ban thường vụ tỉnh mà. Nghe Hồ Tư Lệnh nói như vậy, Ngô Huy Cần trong lòng cũng thấy an tâm hơn. Trong lúc cấp bách đã quên mất một thân phận khác của Hồ Trung Minh, đến lúc mang cái chức danh ủy viên thường vụ này đi đe thì cũng có thể ngăn chặn được Diệp Phàm. Cảm ơn anh Hồ, tôi không lo lắng gì cả, Diệp Phàm muốn phá nhà khách của quân khu tỉnh chúng ta. Dù có phải liều mạng tôi cũng không để cho hắn yên đâu. Đến lúc đó, thằng cha ấy có dập đầu trước tôi thì cũng chẳng có ích gì. Đồng chí Ngô cũng phát cáu, vang ra một loạt những lời độc địa. Ừ, lão Ngô, đây là vấn đề thể diện chính là bộ mặt của mỗi người. Chúng ta cần phải bình tĩnh, để tôi xem hắn có thể chơi trò gì. Hồ Tư Lệnh thản nhiên nói trong điện thoại. Tuy nhiên, sau khi đặt điện thoại xuống, Hồ Tư Lệnh cứ xoay vòng tròn ở trong phòng, xem chừng có vẻ lo lắng đăm chiêu. Việc đến nước này, Hồ Trung Minh cũng không kịp dự tính trước sau. Nếu biết trước việc này phiền hà đến vậy, thì hẳn ông đã sớm bỏ cuộc rồi. Nhưng bây giờ thì khác, bất luận thế nào, nếu không nén cái tính kiêu căng của Diệp Phàm xuống thì cái đất Nam Phúc này đâu còn chỗ cho Hồ Tư Lệnh đứng nữa. Hồ Tư Lệnh đã cảm giác được quyền lực của mình đã vấp phải một sự khiêu chiến trước đây chưa từng có. Hơn nữa, người khiêu chiến không phải là một trong các vị lãnh đạo cấp trên thuộc ban thường vụ tỉnh mà lại là cấp dưới của mình. Tính ra thì Hồ Tư Lệnh tôi vẫn là sếp của Diệp Phàm đấy, làm như thế mà được sao? Sáng hôm sau, những chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Hội trưởng Thương hội Thủy Châu Đinh Nhất Minh và Chủ tịch Tập đoàn Điện máy Đằng Long, Đài Loan, Lưu Bản Tín, hai vị sừng sỏ bắt tay phối hợp, mỗi vị dẫn theo một đoàn khảo sát đến trụ sở chính quyền huyện Hồng Liên. Đương nhiên Chủ tịch huyện Trương Lăng Nguyên vừa bất ngờ vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những miếng bánh từ trên trời rơi xuống này tuyệt đối không thể rơi trúng đầu mình được. Vậy đây là gì chứ? Phải chăng là trời đất có biến, chả lẽ chuyện vui lại cứ kéo nhau mà đến thế? Tối qua, sau một hồi vất vả thương lượng thì cũng ký kết được hiệp định chính thức với tập đoàn Thiên Mậu. Ừ thì chưa phải là chuyện vui mừng nhưng cũng không đến nỗi tốn công tốn sức. Hôm nay lại được vinh hạnh đón tiếp các vị cấp cao. Trương Lăng Nguyên khẩn trương vừa làm người tổ chức vừa kiêm luôn công tác chào đón đại biểu. Trưởng ban thư ký Phạm Đông Bằng một lần nữa lại phải chạy tới trường tiểu học gần đó, mượn tụi trẻ con để giơ hoa và hô khẩu hiệu, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, khẩu hiệu chào đón các vị khách mời đến huyện Hồng Liên khảo sát, tham quan, phỏng vấn, đàm phán và đầu tư. Chủ tịch Trương tới đây. Hôm nay tôi đến cùng với Chủ tịch Lưu muốn xem có thể vì nhân dân huyện Hồng Liên thực hiện một vài chuyện thực tế hay không. Hôm qua chúng tôi đều đã được nghe những gì mà Bí Thư Diệp nói với Giám đốc Tập đoàn Thiên Mậu ông Phù Chính Hưng rồi. Chúng tôi cũng thấy được huyện Hồng Liên cử Bí Thư Diệp làm lãnh đạo chủ chốt, thể hiện quyết tâm cao trong việc thu hút vốn đầu tư. Tập đoàn Thiên Mậu đến Hồng Liên còn có thể tạo cơ hội cho nhân dân Hồng Liên, tôi với tư cách là hội trưởng Thương hội Thủy Châu lại càng không thể để rớt lại phía sau được. Đúng vậy.
Chủ tịch Lưu của tập đoàn Đằng Long sau khi nghe xong chuyện, lập tức cũng tỏ thái độ muốn vì nhân dân quê mình mà góp chút sức lực trong khả năng cho phép. Đinh Nhất Minh nói một cách dõng dạc, hùng hồn, khiến cả chủ tịch Trương nghe xong cũng phải gật gù. Không biết bí thư Diệp có ở đây không nhỉ? Chúng tôi rất muốn được nghe ý kiến của anh ấy đối với việc quy hoạch tổng thể huyện Hồng Liên. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn Đằng Long, tôi cũng biết rõ, quy hoạch tổng thể cả một khu rất có thể sẽ liên quan đến xu thế phát triển trong tương lai sau khi nơi này đã được công ty chúng tôi chọn. Quy hoạch tổng thể chính là nền móng vững rồi thì sẽ có không gian để phát triển, còn có thể tận dụng việc Đằng Long đang định cư trên đất Hồng Liên mà tạo dựng một vũ đài lớn. Chủ tịch Lưu Bản Tín nói, dễ nghe. Có điều, chủ tịch Trương vừa nghe xong, lại thấy trong lòng vị chua của chuyện cổ phần kia ứa ra cả bát, nhưng cũng đành phải gật đầu mà nói. Bí thư Diệp nói tôi dẫn hai vị đi khảo sát thực địa một lượt trước, nếu như có dự án hay địa điểm nào vừa ý, bí thư Diệp sẽ trực tiếp nói rõ hơn cho hai vị về triển vọng của Hồng Liên. Cứ thế đi. Đinh Nhất Minh cùng Lưu Bản Tín cũng đi dạo một vòng đến chiều, cuối cùng thì cũng phát hiện ra địa điểm khá vừa ý. Thực ra, với cương vị là hội trưởng thương hội Thủy Châu, Đinh Nhất Minh cũng đã hiểu rõ địa điểm này từ lâu rồi. Hôm nay đi tham quan một vòng chỉ là để che đi mặt tốt, mặt xấu mà thôi. Sau đó, Diệp Phàm mời hai vị mới đến cùng ăn tối, mấy vị lãnh đạo cấp cao ngồi với nhau nói chuyện rôm rả về triển vọng mới của Hồng Liên. Vừa uống được mấy chén thì cô phóng viên xinh đẹp Lan Điền Tê Trúc của báo tỉnh tới, được Diệp Phàm giới thiệu. Lan Điền Trúc đã chấp thời cơ để tiến hành phỏng vấn hội trưởng Đinh Nhất Minh và chủ tịch tập đoàn Đằng Long Lưu Bản Tín. Tôi xin được hỏi chủ tịch Lưu, điều gì đã khiến cho ông từ nơi xa xôi ngàn dặm đó đến Hồng Liên để đầu tư vậy? Lan Điền Trúc vừa mỉm cười vừa hỏi, hôm nay chẳng những được phỏng vấn Đinh Nhất Minh mà còn có thu hoạch được hơn cả ý muốn, đó chính là gặp được người cầm lái của tập đoàn Đằng Long. Bình thường, Lan Điền Trúc con nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Nếu không được Diệp Phàm tạo cơ hội thì gặp hai vị sừng sỏ này đâu phải dễ, đặc biệt là chủ tịch Lưu Bản Tín. Ha ha, có rất nhiều đặc điểm như môi trường đầu tư ưu việt, cảnh quan thiên nhiên, chính sách ưu đãi, cùng với sự nhiệt tình của nhân dân Hồng Liên, còn có cả sự kế thừa lịch sử phát triển văn hóa từ rất lâu đời, v.v. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thành ý của bí thư Diệp đây. Đối với người làm kinh doanh coi trọng nhất chính là chữ tín, nếu không tin tưởng thì không thể hợp tác được. Sự chân thành của bí thư Diệp khiến cho tôi đây rất hài lòng. Đây mới là nguyên nhân chính tôi muốn quay trở lại đây. Lưu Bản Tín mỉm cười, nói với vẻ mặt thân thiện. Cảm ơn chủ tịch Lưu, như vậy xem ra khu Hồng Liên chúng tôi lấy việc trọng chữ tín làm gốc, đây cũng là nguyên tắc làm người của tôi từ xưa đến nay và cũng là phương diện cơ bản nhất. Nếu đến cả việc thành tâm, thành tín cũng không làm được, thì sao thành người được, có phải vậy không? Ông Lưu đây là chủ tịch của một tập đoàn lớn về sản xuất điện máy, mà tỉnh Nam Phúc chúng tôi lại đang trong giai đoạn phát triển mạnh, rất cần các loại động cơ điện cỡ số phục vụ cho nhiều mặt như trang phục, trạm điện, ô tô, linh kiện đúc, xí nghiệp giày, tuy nhiên, nhu cầu về điện máy không phải là con số nhỏ. Nơi đây tương lai sẽ là một nơi tràn đầy sức sống, tôi tin tưởng hợp tác giữa chúng ta nhất định sẽ tốt đẹp. Và cũng tin tưởng rằng các vị khách quý đến với Hồng Liên sẽ không phải mang theo nỗi thất vọng khi ra về. Hồng Liên nở rộ chính là mục tiêu cao nhất mà chính quyền ủy ban huyện Hồng Liên chúng tôi theo đuổi. Lời của Diệp Phàm vừa phát ra, lập tức một tràng pháo tay vang lên, kéo dài không ngớt. Chuyện của nhà họ Phù lại tái diễn, trong hai ngày, hợp đồng chính thức của ba nhà đã được ký kết, vậy mà Phù Chính Mậu, Đinh Hạo cùng với Lưu Bình cũng được thả ra. Đương nhiên, ba người đã góp tiền mua một chiếc Audi cho Diệp Phàm, hắn ta sau một vài hành động đơn giản tỏ ý từ chối thì cũng vui vẻ nhận. Hơn nữa, khoản tiền phạt Lô Vĩ cũng không nể tình. Thằng nhãi này tự dưng lại kiếm được không ít, lúc gọi điện thoại mà vẫn còn cười bảo là nếu có thể năng đến thêm mấy lần nữa thì tốt, thiếu chút nữa là chọc tức lão Diệp rồi, hắn hừng một tiếng khó chịu rồi nói cậu lái thử xem máy móc chiếc xe mới thế nào, Lô Nhị Ca cũng chỉ dám cười một tiếng chứ không dám hé răng. Trưởng phòng Thủy Lợi Hà cũng ra tay rất nhanh, trước khi Phó Chủ tịch tỉnh Cố về thì đã phê duyệt dự án phòng tránh lũ lụt trên sông Hồng Liên. Báo cáo phê duyệt do con trai của trưởng phòng Hà Nghi Viễn, Hà Bân trực tiếp mang về. Hà Bân gần đây cũng gặp vận may, hôm đó sau khi uống rượu xong, Hà Bân đã được điều đến Cục Kiến thiết và Xây dựng huyện Hồng Liên đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng Thường trực kiêm quyền Cục trưởng, càng may mắn hơn là sau khi Hà Bân vừa mới mang báo cáo phê duyệt về. Đồng chí Mâu Đại Hưng,
cục trưởng của cục xây dựng huyện Hồng Liên vì ốm liệt giường mấy năm nay nên không thể đảm nhiệm được công việc thường xuyên. Trong thời gian này huyện Hồng Liên lại đang thực hiện nhiều dự án xây dựng lớn, không có một vị lãnh đạo chỉ huy e rằng không được, cho nên, cục trưởng Mâu với nhân cách cao cả sẽ tự động trình báo, xin từ chức trước. Đương nhiên là Diệp Phàm sau một hồi làm bộ níu giữ thì cũng cầm bút phê duyệt, sau đó đã báo lên bộ phận tổ chức thành ủy rồi. Tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy, việc này do Vệ Sơ Tịnh làm dưới sự sai bảo của Diệp Phàm. Nếu không thì đồng chí Mâu Đại Hưng dù có nằm liệt trên giường chờ chết thì cũng không muốn về nghỉ. Dẫu sao cũng là ăn tiền của nhà nước, việc gì phải nghỉ hưu chứ. Đây cũng chỉ là thao tác ngầm của Diệp Phàm nhằm báo đáp trưởng phòng thủy lợi Hà mà thôi. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng đâu có bạc đãi đồng chí Mâu Đại Hưng, thăng cho con trai ông ta một cấp nên đồng chí Mâu Đại Hưng thực ra thì cũng cười tủm tỉm mà về hưu sớm. Bước tiếp theo chính là việc làm thế nào để giúp Hà Bân thăng lên cấp trưởng. Vừa đáp ứng được trưởng phòng Hà, vừa tạo việc làm giúp người ta. Chương 1490, quyết định của Phí Mãn Thiên. Huống hồ, rất nhiều dự án xây dựng của sông Hồng Liên lại nằm trong tay của phòng thủy lợi, lúc này có thể tạo mối quan hệ tốt với trưởng phòng Hà cũng là lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, trưởng phòng Hà còn chuyển lời qua Hà Bân là vừa may cấp trên có một dự án phòng tránh lụt bão, nếu làm được thì không chừng còn kiếm về cho sông Hồng Liên mấy chục triệu. Dĩ nhiên, trưởng phòng Hà nói vậy là đang đợi thời cơ. Nếu như Hà Bân có thể đến nhậm chức luôn thì trưởng phòng Hà cũng sẽ cố thêm chút nữa để kiếm tiền. Mấu chốt vẫn là xem Hà Bân có thể thăng chức hay không, có khi chỉ cần điều kiện thăng chức chín mùi là được rồi. Quả thật, Diệp Phàm cũng có những dự tính riêng của mình, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho trưởng phòng Hà, nói. Trưởng phòng Hà, cơ cấu tổ chức của huyện Hồng Liên là như vậy đó. Cấp trưởng và các cán bộ dưới đây do ban tổ chức huyện ủy sắp xếp kiểm tra. Nhưng việc bổ nhiệm đánh giá cấp phó và các cán bộ trên phải thực hiện theo sự chỉ đạo của ban tổ chức thành ủy Thủy Châu. Cho nên, Hà Bân muốn thăng chức thì còn phải thể hiện khả năng khiến cho người ta chú ý mới được, phải vậy không? Dĩ nhiên là đồng chí Diệp Phàm đang nói dối, chứ trưởng ban tổ chức thành ủy là Phí Ngọc, bây giờ cũng đặt một chân lên giường của Diệp Phàm rồi, chắc chắn sẽ quyết tâm ủng hộ Diệp Phàm. Và lại Đoàn Hải Thiên cũng một lòng theo hắn, vì vậy việc sắp xếp một vị trí cấp phó đối với Diệp Phàm mà nói hẳn không phải là việc quá khó khăn. Hắn nói vậy chẳng qua là muốn dồn trưởng phòng Hà phải cố gắng hơn, trước hết là đem tới cho hắn cái dự án về việc phòng tránh lũ trên sông Hồng Liên, hắn sẽ không chê số tiền nóng bỏng tay ấy đâu. Mặc dù cũng có chút nghi ngại về mấy lời của Diệp Phàm, nhưng có vẻ như đồng chí Diệp Phàm nói cũng đôi phần có lý. Suy cho cùng, trưởng phòng xây dựng huyện Hồng Liên giờ cũng là người có quyền cao chức trọng. Huyện đang tiến hành xây dựng quy mô lớn, giờ chỉ cần chia tay ra thì cũng nhận được phong bì hợp pháp. Mặt trong này hút quá nhiều nước rồi, vừa nghe nói cục trưởng Mâu sẽ xin về hưu sớm thì đã có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái ghế ấy rồi. Trưởng phòng Hà được coi là lão làng trong đội ngũ cán bộ công chức, cũng thừa hiểu cái lý này. Cho nên, ông ta nói không chút do dự. Cảm ơn Bí Thư Diệp đã giao trọng trách cho Hà Bân, về cái dự án phòng tránh lũ đó, các anh khẩn trương làm một cái báo cáo gửi lên trên nhé, mấy hôm nữa tôi phải lên bộ họp, tiện thể thì mang lên luôn. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc cho Hà Bân. Diệp Phàm nói, đồ nhu nhược, hồ tư lệnh của quân khu tỉnh đập bàn nghe thịch một tiếng, khiến cho chiếc ấm tử sa trên bàn trà cũng rung bần bật, cứ như là sợ hồ tư lệnh chút giận lên mình vậy. Ngô Huy Cần với bộ dạng khổ sở, dầu dĩ ngồi trên ghế sofa vật vờ liều mạng với cái số nicotine đó. Khói thuốc bay mù mịt, chẳng mấy chốc phòng làm việc của Hồ Tư Lệnh sẽ thành cái động tu đạo. Đem một điếu lại đây, Hồ Tư Lệnh hừ một tiếng rồi nói. Phó Tư Lệnh Ngô lập tức đứng dậy đưa một điếu cho Hồ Tư Lệnh, y biết Hồ Tư Lệnh đang giận vì gần đây Hồ Tư Lệnh ít hút thuốc, trước cứ một ngày hai bao, nhưng giờ sức khỏe có phần suy giảm, cho nên, một ngày hút còn chưa đầy nửa bao. Lúc ông ta ngửa tay ra xin thuốc cũng là lúc mà ông ta mất tinh thần nhất. Đúng là ba tên nhu nhược, người nhà mình bị bắt mà lại phải nhục nhã đi bợ đỡ cái thằng Diệp Phàm, người thì bị bắt, vậy mà còn mang Audi đi tặng lại còn đập tiền vào đầu tư. Cái loại người gì không biết, may mà Ngô Diễn vẫn còn là anh em tốt với con trai nhà chúng nó à, tốt cái con khỉ. Toàn là lũ quỷ sứ, nhát gan ẻo lả. Ngô Huy Cần cũng không nhịn được nữa, vừa nghe xong chuyện nhà họ Phù. Họ Đinh và họ Lưu đến huyện Hồng Liên đầu tư,
và lại con trai của ba nhà ấy đều được thả ra rồi thì phó tư lệnh Ngô phải đập vỡ mất mười mấy cái đĩa mới hạ hỏa tí chút. Giờ thì đến cái phòng làm việc của Hồ tư lệnh cũng làm bùng lên ngọn lửa tức giận trong lòng ông ta. Một lần nữa, Hồ tư lệnh lại cảm thấy quyền lực của mình vấp phải sự khiêu chiến chưa từng có. Điều khiến cho ông ta càng phẫn nộ là người khiêu chiến với mình không ngờ lại là cấp dưới của mình. Nếu người khiêu chiến là một trong số những đồng nghiệp thuộc ban thường vụ tỉnh ủy thì trong lòng Hồ tư lệnh còn cảm thấy dễ hiểu hơn một chút. Đằng này một tên nhãi danh vắt mũi chưa sạch mà lại dám thách đấu với mình, việc này làm sao mà nhịn nổi. Hồ tư lệnh cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho quân đoàn trưởng của quân đoàn 2 Thủy Châu Hầu Bình nói. Hầu tử, rốt cục là anh muốn thế nào? Ba thằng Phù Chính Mậu, Định Hạo với cả Lưu Bình, đi cùng Ngô Diên đều được thả ra rồi. Chứng tỏ đây chẳng phải là chuyện gì to tát, thế thì có nên để Ngô Diễn cũng được về nhà thăm bố mẹ không nhỉ? Ấm trà hồ, chuyện của Ngô Diễn lại khác. Lúc đó, hắn dùng dao găm của quân đội, việc này có thể bị nghi là cố ý giết hoặc cố ý làm người khác bị thương. Suy cho cùng, Diệp Phàm cũng là phó chủ tịch thị xã Thủy Châu, không ít cặp mắt đang chăm chăm nhìn vào, nếu chúng tôi không xử lý gì cả thì e khó lòng giải thích. Hầu Bình đáp. Không phải chỉ là uống say rồi rút dao ra thôi sao, có gì ghê gớm đâu chứ. Hầu tử, trước mặt tôi đừng nói những chuyện vô lý. Chuyện này, tôi và anh đều rõ, cứ làm trên hình thức là được rồi. Lẽ nào anh muốn dẫn Ngô Diễn lên tòa án quân sự thật sao? Hồ tư lệnh cố gắng kiềm chế cơn nóng giận đang sôi trong lòng. Ấm trà hồ, có thể anh không biết đấy chứ, cách đây không lâu, đội báo săn có một phó đoàn tên là Cố Vĩ Hùng. Đúng rồi. Người này còn có họ hàng xa với ông Cố Tắc Phi phó chủ tịch tỉnh các anh cơ, nghe nói cũng là say rượu rồi rút dao găm quân đội ra, kết quả là không những phải lên tòa án quân sự, mà giờ còn bị đưa đi cải tạo ở trại giam Hồ Sơn phía bên kia Tây Bắc nữa. Ai, ấm trà hồ ạ, thực ra mà nói thì chuyện này cũng gay gâu đấy, anh cũng biết trong sư đoàn của chúng tôi, cặp mắt của mấy anh lính lúc nào chẳng căng ra mà nhìn. Nếu sư đoàn tổ chức không tốt việc phân tán kỷ luật thì Hầu Bình tôi cũng không biết phải giải thích sao với cấp trên, hơn nữa sư đoàn lại là một trong những đội quân tinh nhuệ của nước Cộng Hòa trong tương lai. Mặc dù không dám so sánh với báo săn, nhưng mà ngoài lực lượng bộ đội đặc thù đó ra thì sư đoàn cũng là những anh hùng trên chiến trường, rèn rũa nên một sư đoàn mình đồng ra sắt. Hầu Bình đang hồ hởi nói thì bị Hồ tư lệnh cắt ngang. Hầu tử! Đừng có rông dài với tôi về mấy cái thứ vớ vẩn ấy nữa, chuyện này anh biết tôi biết, thế rốt cục là anh có chịu thả người ra không? Hồ Trung Minh tôi chỉ cần một câu của anh thôi. Ấm trà hồ, tôi đã nhân từ hết mức có thể, tốt xấu đều nói rồi mà anh vẫn còn muốn o ép tôi, đã thế thì hôm nay tôi cũng nói rõ cho anh biết, tạm thời chưa thể thả người ra được. Nhất định phải xử phạt Ngô Diễn, về việc hình thức xử phạt thì tôi còn có thể nể mặt anh một chút. Chứ việc ra quyết định không xử phạt hắn thì không thuộc quyền hạn của tôi. Hầu Bình cũng có đôi chút phẫn nộ, Hồ tư lệnh cứ liên tục o ép dọa nạt như thế, còn run xéo mãi cũng phải quằn, huống hồ là một thủ trưởng quân đoàn như Hầu Bình. Được, được, anh giỏi lắm, Hầu Bình. Hồ Trung Minh cúp điện thoại cạch một tiếng, mặt ông ta tối sầm lại. Thật không ngờ cái tên Hầu Bình đó đã từng là chiến hữu vào sinh ra tử với mình mà lại tàn nhẫn như thế, đúng là tình cảm chẳng được dài lâu mà. Hồ tư lệnh rất tức giận, ngay sau đó một âm thanh chói tai vang lên, nhân viên cảnh vệ biết Hồ tư lệnh lại đập vỡ cái ấm tử sa của ông ta xuống nền. Nhân viên quét dọn thở dài, đã chuẩn bị tinh thần đi rửa cái ấm tử sa mới. Xin lỗi, Hồ tư lệnh, tôi cũng hết cách rồi, người đó tôi phải giữ thể diện cho hắn ta, nhưng mà ông cũng quá quát lắm rồi đấy, chỉ vì người dưng mà cũng đòi so cao thấp với mình như thế à? Mẹ nó, xem chừng Hầu Bình cũng tức giận lắm. Giơ chân đá một cú thì ấm trà đã bầy vèo ra ngoài cửa, kêu loảng xoảng. Thôi bỏ đi, anh Hồ ạ, Âu cũng là cái số, cứ để cho Ngô Diễn ở trong đó vài ngày, đến giờ phút này thì cũng phó mặc cho sư đoàn thôi, lên tòa án quân sự cũng được, mà ăn cơm tù mấy năm cũng chẳng sao. Đến lúc ra tù, thôi thì buôn bán vài thứ lặt vặt nuôi thân cũng được, hai. Trông Ngô Huy Cần già đi thấy rõ, ánh mắt giống như người mất hồn vậy, đầu thì rũ xuống. Sự thất vọng và phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt. Quay ra nhìn Hồ tư lệnh rồi nói tiếp. Dù sao thì em cũng cảm ơn anh Hồ, đời này anh mãi là anh trai của thằng Ngô Huy Cần này, mãi mãi. Em đi đây. Lúc này, Ngô Huy Cần diễn cái bộ mặt bi thương trông cũng thật lâm ly bi đát, với vẻ mặt thất vọng,
Lê từng bước nặng nề ra khỏi cửa phòng làm việc của Hồ Tư lệnh. Cái loại khốn nạn. Giọng bực tức của Hồ Tư lệnh vang lên từ phía sau, đột nhiên, ông ta gọi với theo. Đợi đã, Huy Cần, ngày mai, đúng ngày mai, Ngô Diễn nhất định sẽ trở về nhà. Hơn nữa, sẽ không có chuyện dám gì hết, quân đoàn 2 không dung nó, thì chúng ta đón nó về. Bỏ đi, anh Hồ. Phiền phức lắm, cảm ơn anh, dù sao em cũng chấp nhận số mệnh rồi, đừng gây thêm phiền toái nữa. Ngô Huy Cần lắc đầu, lại bước chân đi ra. Này, cậu Trương, theo tôi lên tỉnh nào. Hồ Tư lệnh lập tức cắp theo cặp công văn, tức giận đi xuống lầu, nhìn theo xe của Hồ Tư lệnh, đột nhiên Ngô Huy Cần cười nhạt rồi lẩm bẩm nói. Anh Hồ, cảm ơn anh. Hồ Trung Minh vác bộ mặt ảm đạm đi vào phòng làm việc của Phí Mãn Thiên. À, lão Hồ, sao mặt mày lại căng thẳng thế kia? Tôi không nợ anh 200 lượng đấy chứ. Phí Mãn Thiên đứng dậy, liếc mắt nhìn Hồ Trung Minh rồi đùa nhạt một câu, sau đó chỉ vào chiếc ghế xoay đối diện nói. Ngồi đi lão Hồ. Không ngồi, đang tức chết đây còn ngồi cái gì nữa? Chính ủy, anh nói xem, đây là chuyện gì? Hồ Trung Minh tức giận ra mặt. Phí Mãn Thiên có chút ngỡ ngàng, đang ngẫm xem người nào mà dám cả gan chọc Hồ Trung Minh đường đường là tư lệnh quân khu tỉnh giận đến mức như thế, những người đó quả thật là có sức mạnh. Lẽ nào là một ủy viên thường vụ nào đó, người trước giờ luôn thờ ơ với tất cả mọi chuyện giống như Hồ Trung Minh, chẳng mấy khi đến họp ban thường vụ. Trừ khi là có người đánh tiếng trước, ông ta mới dám suy nghĩ một hồi, giơ tay lên xem như bỏ phiếu, xong thì lập tức phủi mông đứng dậy. Thực ra, Hồ Trung Minh và Phí Mãn Thiên không hợp phách cho lắm. Dựa vào tình hình trong nước, bộ đội địa phương như quân khu tỉnh hoặc các phân khu khác đã thiết lập chính ủy thứ nhất, thường do đảng ủy địa phương ở các trạm đảm nhiệm, thực ra thì cũng chẳng có quyền lực gì nhiều, chủ yếu để điều hòa mối quan hệ giữa các địa phương và quân đội. Bởi bộ đội địa phương quan hệ tốt với các trạm dừng chân, nên chính quyền địa phương cũng tiện trong việc quan hệ với mấy vị quan chức trong quân đội. Ngoài ra, tỉnh ủy còn kiêm nhiệm thêm việc chủ nhiệm ban thường vụ tỉnh, mà đại đa số chính ủy của quân khu tỉnh lại là ủy viên ban thường vụ, tất nhiên là cũng phù hợp với mục đích của lãnh đạo đảng, quân đội. Và lại Hồ Trung Minh lại có một ông sếp khác, không có quan hệ về mặt chính trị với Phí Mãn Thiên. Cho nên, trong ban thường vụ, Hồ Trung Minh thường không hay phát biểu, nếu có lúc phát biểu hoặc giơ tay thì cũng không nghiêng về phía Phí Mãn Thiên. Về điểm này, Phí Mãn Thiên có vẻ căm tức. Nhưng sức ảnh hưởng của quyền lực nhà họ Phí đối với quân đội không cao. Từ sau khi đồng chí Yến Xuân Lai thuộc hệ Yến Bắc Kinh đến nhậm chức chủ tịch tỉnh Nam Phúc. Trong giai đoạn đầu này, Yến Xuân Lai còn đang ngủ đông, đang chờ cơ hội tới, cho nên, cũng chẳng phát biểu trong ban thường vụ. Ngoài mặt thì vẫn ủng hộ công việc của Phí Mãn Thiên thôi. Chương 1491, Tư lệnh Hồ đồng ý với Bí Thư. Tuy nhiên, theo thời gian phe cánh của Yến Xuân Lai càng vững chắc. Trong khoảng thời gian này, Yến Xuân Lai làm chủ tịch một tỉnh, trong hội nghị thường vụ bắt đầu nói lên tiếng nói cá nhân. Hơn nữa, lần trước Tạ Quốc Trung thăng chức bí thư thành ủy thành phố Mạc Hương ở hội nghị thường vụ cũng tranh luận hồi lâu. Việc này còn phải gác lại để hội nghị sau. Bởi vì, hội nghị thường vụ tỉnh Nam Phúc cũng khá phức tạp. Tỉnh Nam Phúc là địa phương tốt, nhiều phe phái ở Bắc Kinh đều có đại diện đóng quân ở đây. Ví dụ như... Người đứng thứ ba trong đảng Tiếu Chính Đông chính là người của nhà họ Phượng ở Bắc Kinh. Người xếp hạng thứ tư, Nạp Lan Nhược Phong quan hệ không rõ, ủng hộ Phí Mãn Thiên cũng là trái một chút phải một chút không rõ ràng. Sao có thể nói như vậy? Nói cách khác, Nạp Lan Nhược Phong giơ tay còn xem sự việc và thời cơ. Y có khi ủng hộ Phí Mãn Thiên cũng có khi ủng hộ Yến Xuân Lai. Làm Phí Mãn Thiên trong lòng khá căm tức nhưng không có cách nào. Người như thế anh đắc tội y không bằng không đắc tội. Đắc tội y chắc chắn y không ủng hộ anh, không đắc tội y có thể thỉnh thoảng ủng hộ anh. So với không ủng hộ cũng tốt hơn. Hơn nữa, muốn thật sự nắm một phó tỉnh ủy, mặc dù nhà họ Phí thế lực hùng mạnh cũng phải suy xét ảnh hưởng. Mà phó chủ tịch thường trực tỉnh Tống Sơ Kiệt lại là gắn bó với nhà họ Tào. Liên minh Tào Cố vì nhà họ Cố bị Diệp Phàm đả kích một hồi, tuy nói có xu thế yếu đi nhưng yếu châu còn hơn khỏe bò. Vẫn có thực lực nhất định. Ví dụ như, Tào Mộng Đức, con trai lớn Tào Quốc Khánh cũng từ Bộ Tài chính đi xuống, đảm nhiệm đến nhưng bí thư tỉnh ủy một tỉnh. Hơn nữa, mục tiêu tiếp theo của nhà họ Tào chính là ghế ủy viên Bộ Chính trị. Con thứ hai Tào Canh Phóng đảm nhiệm ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố trực thuộc Trung ương, cùng dần dần trưởng thành.
con trai thứ ba Tào Thiên Hạ, sư trưởng sư một quân khu Nam Kinh cũng là quân hàm thiếu tướng, cũng có năng lượng nhất định. Nếu nhà họ Tào hợp lực, có thể đẩy Tào Thiên Hạ ngồi lên chiếc ghế quân đoàn trưởng hoặc phó tư lệnh của quân khu. Mà Tống Sơ Kiệt và nhà họ Tào có quan hệ thông gia, ông cụ Tống nghỉ hưu khi đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Nam Phúc, ở Nam Phúc mạng lưới khá nhiều. Tống Sơ Kiệt cũng là một quân cờ quan trọng. Mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Thiết Thác hình như cùng Tề Chấn Đào, Đoàn Hải Thiên quan hệ tốt hơn. Bị người ta gọi là tam giác sắt trong ủy viên thường vụ tỉnh Nam Phúc. Đương nhiên, Phí Mãn Thiên biết, cũng không thể gọi là tam giác sắt, bởi vì ba người chỉ là tình cảm cá nhân tốt. Quan điểm cũng không nhất định giống nhau, chỉ có điều một số việc khá đồng thuận, Thiết Thác và Đoàn Hải Thiên đều có thể tranh thủ. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô Minh Châu thật ra đi theo hắn. Như bí thư đảng ủy công an Lý Sương Hải biểu hiện vẫn được, mà trưởng ban thư ký tỉnh ủy Kiều Chí Hòa cũng đi theo hắn. Trong hội nghị thường vụ có mấy phiếu cố định, nhưng Phí Mãn Thiên cũng vừa ngồi lên ghế bí thư tỉnh ủy không lâu. Uy tín và mạng lưới quan hệ cũng không phải đặc biệt vững chắc. Cho nên, Phí Mãn Thiên vẫn đang muốn kéo Hồ Trung Minh về phía mình. Mặc dù là y không gia nhập phe cánh của mình, nhưng ít nhất cũng phải nhường y. Trong hội nghị thường vụ có y xuất hiện có khi có thể ủng hộ mình một phiếu. Tuy nhiên cho đến nay vẫn không thể được như mong muốn. Nếu Hồ Trung Minh có thể quyết tâm ủng hộ mình, đấu đá giữa ông và Chủ tịch Yến Xuân Lai sẽ chắn thắng hơn nữa. Về phần Tề Chấn Đào tuy nói mạnh mẽ, nhưng thực lực cũng không đủ để chống lại y. Việc này chỉ có thể âm thầm đau buồn, nhưng Phí Mãn Thiên tạm thời còn chưa đến mức đặt mục tiêu trên người Tề Chấn Đào. Không nghĩ đến Hồ Trung Minh hôm nay hình như bị uất ức gì, không ngờ tức giận như thế. Phí Mãn Thiên nhạy bén cảm thấy được, có lẽ là một cơ hội có lợi để lôi kéo Hồ Trung Minh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy, lão Hồ, tức giận như vậy. Nói tôi nghe một chút, để tôi trị hắn. Phí Mãn Thiên tự mình pha cho Hồ Trung Minh một ly trà, có vẻ rất thân thiết. Việc này, đáng lẽ tôi không nên nói, nhưng vẫn phải nói. Chính là phó bí thư thành phố Thủy Châu Diệp Phàm, vốn chuyện nhỏ, dám cố ý gây khó dễ, việc nhỏ muốn làm thành việc lớn. Hồ Trung Minh nói rõ, nhìn Phí Mãn Thiên một cái, đương nhiên y đang thăm dò thái độ của Phí Mãn Thiên. Ừ, Diệp Phàm tôi cũng đã nghe nói qua, nghe nói gần đây đang tiến hành cải tạo Hồng Liên trên quy mô lớn. Tuy nhiên, hắn sao lại gây khó dễ, nói tôi nghe xem. Xem ra, cán bộ của chúng ta có chút vấn đề nhỏ về tư tưởng. Tôi phải phê bình hắn. Phí Mãn Thiên không tỏ thái độ đến lúc này nghiêm khắc nói. Tất nhiên là diễn trò cho Hồ Trung Minh xem. Lão Phí trong lòng cũng hét lên sung sướng. Không thể tưởng tượng được danh con Diệp Phàm này không ngờ làm cho đường đường một tư lệnh như Hồ Trung Minh tức đến mức này. Người này làm việc thật sự, nhưng vô tình giúp ông ta lấy lòng người khác, nhân tài. Xem ra đồ hay sinh sự cũng có chỗ tốt. Đồng chí Ngô Huy Cần ở quân khu tỉnh có con là Ngô Diễn. Mấy hôm trước uống rượu ngồi xe đụng phải Diệp Phàm, Ngô Diễn trẻ tuổi, hai bên đã xảy ra tranh cãi. Cho nên Ngô Diễn muốn đánh người, tuy nhiên vì uống nhiều, cuối cùng bị Diệp Phàm đánh bị thương. Kết quả bị Cục Công an thành phố Thủy Châu bắt. Hồ Trung Minh nói qua mọi chuyện, cũng không giấu cái gì. Chỉ là cường điệu Ngô Diễn uống rượu và không đánh người, ngược lại bị Diệp Phàm đánh bị thương. Ý cậu là hắn cố ý gây khó dễ cho đồng chí Ngô Huy Cần là muốn nhà khách quân khu tỉnh rời đi để xây dựng sông Hồng Liên. Phí Mãn Thiên hỏi. Đương nhiên, hắn chính là suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, hắn lợi hại, thủ đoạn rất tài. Bắt cả Phù Chính Hưng nhà có cổ phần khống chế của tập đoàn Thiên Mậu. Còn có hội trưởng thương hội Thủy Châu Đinh Nhất Minh cùng với ông chủ của Điện Cơ Đài Loan. Người nhà của ba người đều bắt. Cuối cùng, ba nhà đều đến đầu tư ở khu Hồng Liên. Hôm qua đều thả người. Ngô Diễn xem ra không thể tha. Việc này, chắc chắn là Diệp Phàm làm, tôi đã điều tra xong. Ngô Diễn say rượu làm chuyện sai lầm, việc này nên phạt, chúng tôi cũng biết. Nhưng cũng không thể dùng việc này để bắt bí việc khác, có phải không? Hơn nữa, ba người khác đều thả, thì tại sao không thả Ngô Diễn? Hồ Trung Minh có chút kích động nói. Ừ, thì ra là thế, có thể là có chút qua loa. Phí Mãn Thiên thản nhiên nói, nhìn tư lệnh Hồ một cái, cũng không tỏ thái độ kịch liệt gì. Kỳ thật, trong lòng lão Phí đã thầm khen Diệp Phàm là nhân tài tốt. Biết bắt bí người vì việc xây dựng kinh tế, mặc dù làm có chút không ổn lắm nhưng vẫn tốt.
Tư lệnh Hồ trong lòng thầm mắng một câu cáo giả, biết y không lấy món hàng ra, Phí Mãn Thiên sẽ không ra tay. Y đột nhiên nói, bí thư Phí vừa rồi anh cũng nói, Diệp Phàm hơi quá. Nếu hắn làm sai có phải nên phê bình? Cái khác tôi cũng không muốn nói gì, tôi muốn Diệp Phàm lập tức nói một câu, để thả Ngô Diễn. Ngô Diễn làm không đúng, nên viết kiểm điểm thì kiểm điểm, nên phê bình thì phê bình, nên phạt tiền thì phạt tiền. Đưa ra yêu cầu xong, Tư lệnh Hồ nhìn Phí Mãn Thiên một cái còn nói thêm. Hơn nữa, việc này tôi đã nói qua với vợ chồng Huy Cần, ngày mai sẽ thấy Ngô Diễn về nhà. Ôi, hai người cũng quá thảm, bà xã khóc đến ngất đi. Tôi thực sự không muốn nhìn thế, hy vọng bí thư Phí có thể lấy lại công bằng. Về sau trong hội nghị thường vụ, cái khác không nói, tôi đồng ý với quan điểm của bí thư Phí. Tư lệnh Hồ nói thẳng không hối, vừa nói vừa giơ hai tay ra. Vì thể diện y cũng bị Diệp Phàm làm cho tức giận đến hồ đồ. Không ngờ lấy 10 lần giơ tay ra đổi để Phí Mãn Thiên ra tay. Một đầu ngón tay là đại diện cho một phiếu, đó đã không phải là đầu ngón tay mà là quyền lực. Phí Mãn Thiên vừa nghe, tuy nói có chút tiếc nuối, không thể hoàn toàn nắm được Hồ Trung Minh. Nhưng lần này cũng lợi quá, 10 cơ hội, sự ủng hộ cũng không nhỏ. Phải biết rằng, không có gì lớn sẽ không dùng đến Hồ Trung Minh. Nếu đề cập đến vấn đề nhân sự quan trọng, ví dụ như đề cập đến vấn đề của nhân vật số 1, số 2 của thành phố cấp 3 là có thể nhờ đến sự trợ giúp của Hồ Trung Minh. Cuộc mua bán này rất có lời, tin rằng việc quan trọng như vậy sẽ không nhiều lắm. Y lập tức tỏ thái độ, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên, hừ nói. Đối với một số đồng chí lợi dụng việc nhỏ để gây ra chuyện không ổn, tôi rất không hài lòng. Lão Hồ, anh về trước đi, việc này tôi biết rồi. Hồ Trung Minh biết giao dịch này đã thành. Phí Mãn Thiên là đại diện cho tỉnh ủy, tin rằng Diệp Phàm có hoành tráng như thế nào, chẳng lẽ còn dám đấu với tỉnh ủy. Người ta không lấy được mũ mới là lạ. Đương nhiên, Diệp Phàm nếu thật sự bị lấy mũ, Tư lệnh Hồ tất nhiên là vui. Tuy nhiên Tư lệnh Hồ cũng tin tưởng phán đoán của mình, Diệp Phàm chắc chắn là lập tức cúi đầu. Dù sao thể diện so sánh với mũ, mũ cũng quan trọng hơn nhiều lắm. Tư lệnh Hồ an tâm về nhà, đến đơn vị gặp Phó Tư lệnh Ngô chỉ cười mà không nói gì. Phó Tư lệnh Ngô nhìn thấy chỉ biết đã thành, lập tức vồn vã nói. Tư lệnh, trà đã pha sẵn cho anh. Ha ha, nhìn vẻ mặt rạng rỡ, cung kính và khâm phục đến cực điểm của Ngô Huy Cần, Tư lệnh Hồ cười, Tư lệnh Hồ chưa từng có cảm giác thoải mái thế này. Cảm giác chiến thắng này khiến Tư lệnh Hồ rất thích. Vỗ vỗ vai Phó Tư lệnh Ngô, nói. Lão Ngô, chuẩn bị đón người đi. Ngày mai chắc chắn sẽ đón được người. Ngô Diễn về làm vài món tẩm bổ, an ủi rồi đến đây anh em ta uống vài ly. Có người, đừng nhìn người khác năm sáu, nói trắng ra là, còn không bằng chứng thối. Trước mặt một lực lượng lớn tất cả đều là trống không.